Các bạn mến, mình đăng nhiều chuyện là do chẳng biết chuyện nào hay, chuyện nào dở. Chuyện nào nhiều người xem, đặc biệt là nhiều người like, mình sẽ đăng đều đều với điều kiện là chuyện chữ phải ra rồi mình mới ra video được. Vậy nên các bạn ít phàn nàn sao chuyện hay lại lâu ra, hay sao nay ra chậm vậy. Thân tất cả. Mao Sơn Quỷ Đạo, Lâm Nguyên. Tập 1. Ta gọi Lâm Nguyên là cái điển hình dân quê, bởi vì sơ trung thành tích tốt, cho nên thi đậu trong thành trường chuyên cấp 3, hiện tại đọc lớp 11. Sáng hôm nay tan học vừa mới cơm nước xong xuôi liền thu được một cái để ta sụp đổ tin tức, cả nhà của ta để lôi cho đánh chết. Nói cho ta tin tức này chính là ta nhị thúc, hắn tại đầu bên kia điện thoại vô cùng lo lắng nói, Tiểu Nguyên, cả nhà ngươi đều để lôi cho đánh chết, tranh thủ thời gian trở lại thăm một chút đi, có vấn đề gì trở lại hãng nói. Nói xong cũng treo. Nghe xong tin tức này sau ta cả người đều là mộng, hiện tại là mùa đông, thời tiết khô ráo thiếu nước mưa, đừng nói lôi, liền Tiểu Vũ cũng khó khăn phải trận tiếp theo, nơi nào đến lôi đem cả nhà của ta cho đánh chết rồi. Nếu như không phải nhị thúc tự mình gọi điện thoại cho ta, đánh chết ta cũng sẽ không tin tưởng, chẳng qua nhị thúc người này bình thường phi thường nghiêm túc, gần như không ra trò đùa, cho nên ta vội vàng cùng ngày muốn xin nghỉ về thăm nhà một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chờ ta khi về đến nhà. Nước mắt lập tức liền tuôn ra, hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp trùng điệp quỳ trên mặt đất. Trong nhà thả bốn chiếc quan tài, bên trong phân biệt nằm gia gia của ta, nãi nãi, ba ba cùng mama, thi thể của bọn hắn hiện lên đen nhánh trạng thái, còn có thể nghe được mùi khét, nhìn tựa như là nhị thúc nói tới như thế, là bị sét đánh chết, mà lại mắt của bọn hắn mở so trứng gà còn lớn hơn, làm sao bôi mắt đều bế không lên, lộ ra khá là quái dị, chẳng lẽ đây chính là mọi người thường nói chết không nhắm mắt sao? Nghĩ không ra một ngày ở giữa ta bốn vị trí thân cứ như vậy cách ta mà đi, ta thực sự chịu không được đả kích như vậy, nằm dạp trên mặt đất gào khóc khóc giống lên. Nhị thúc cau mày ngồi tại ngưỡng cửa hút tẩu thuốc, hốc mắt của hắn có chút sưng đỏ, tại ta không có trở về trước đó hẳn là không thiếu khóc, hắn nhìn qua ta không nói lời nào, mặc cho ta nằm dạp trên mặt đất thút thít. Khóc nửa ngày sau ta liền nức nở hỏi nhị thúc cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra, loại khí trời này căn bản cũng không khả năng có lôi. Sao có thể để lôi cho đánh chết đây? Nhị thúc thanh âm có chút khàn giọng, hắn phun ra một cái thật dài vòng khói mới chậm rãi nói, ta cũng không rõ ràng lắm, buổi sáng hôm nay đột nhiên chỉ nghe thấy nhà ngươi truyền ra một tiếng sấm vang, trên bầu trời đã không có sấm sét, cũng không có sét đánh dấu hiệu, cái này khiến ta cảm giác sự tình có chút không thích hợp, chờ ta đi vào nhà ngươi thời điểm, quả nhiên ngươi ra ra nãi nãi cùng phụ mẫu gặp chuyện không may, bọn hắn tất cả đều ngã trên mặt đất, bộ dáng giống như bị sét đánh qua đồng dạng. Đây cũng quá quỷ dị đi, ta nhỏ giọng nói thầm, cảm thấy chuyện này rất tà môn, các lão nhân đều nói nếu như người làm đủ trò xấu liền sẽ gặp sét đánh, chẳng lẽ cha mẹ ta bọn hắn khi còn sống làm cái gì vi phạm lương tâm phá hỏng sự tình, cho nên mới cả nhà bị trời phạt. Nhị thúc một lát sau lại nói tiếp, ta lúc tiến vào ra ra ngươi còn có một hơi, hắn cùng ta nói một câu mới tắt thở. Lời gì, ta vội vàng khẩn trương nhìn xem nhị thúc. Nhị thúc nói, ra ra ngươi nói. Đầu bảy đêm đó muốn người đem thi thể của bọn hắn đều móc ra, sau đó đem đầu chém nứt lại chôn trở về. À, cái này rốt cuộc là ý gì? Ta kinh ngạc nhìn qua nhị thúc, có chút không biết làm sao. Ngươi làm theo chính là, ra ra ngươi tự nhiên có ra ra ngươi đạo lý. Nhị thúc đứng dậy gõ gõ tẩu hút thuốc, đem bên trong khói bụi đều rửa qua sau liền đứng dậy rời đi. Nhà ta chỉ có ta một đứa con trai, cho nên tang sự phần lớn đều là từ ta một người tổ chức. Nhị thúc thỉnh thoảng sẽ tới giúp điểm bận bịu, nhưng hắn một câu đều không nói với ta, chỉ là cau mày ngồi tại ngưỡng cửa không ngừng hút tẩu thuốc, giống như có tâm sự. Hạ táng ngày đó cha mẹ ta mắt của bọn hắn y nguyên mở to, ta dùng hết tất cả biện pháp cũng không thể để bọn hắn đem mắt nhắm bên trên, ta thở dài, chỉ có thể coi như thôi. Tại trên nắp quan tài một khắc cuối cùng không biết có phải cảm giác của ta sai lầm hay không, ta giống như phát hiện mắt của bọn hắn biến thành lục sắc, nhìn xem có chút làm người ta sợ hãi. Thân thể của ta cũng kìm lòng không được đi theo giật cả mình. Ta đem bọn hắn chôn ở một cái đỉnh núi, mộ cũng liên tiếp, ngày đó ta khóc đến chết đi sống lại, nhưng là nhị thúc không có tới, ta đã từng gọi người đi đi tìm hắn, nhưng đầy thôn cũng không thấy cái bóng của hắn, để ta có chút kỳ quái. Trọng yếu như vậy thời gian, nhị thúc đến cùng đi đâu rồi? Đến ban đêm, ta muốn đốt giấy để tang trông coi linh đường, cái này tại nông thôn gọi thủ linh, hết thảy muốn thủ 7 ngày, thẳng đến đầu 7 qua.
mặc dù tâm tình rất nặng nề, nhưng là hôm nay thực sự quá mệt mỏi, thủ đến lúc rạng sáng mí mắt ta trọng phải cùng quả tạ đồng dạng, trợn đều không mở ra được. Đúng vào lúc này, đột nhiên trên linh đường sáp ong nến lấp lóe dưới, giống như phá tiến một trận âm lãnh gió, thổi đến ta kìm lòng không được run lập cập. Ta nắm thật chặt trên người áo gai, sau đó ngẩng đầu hướng ngoài cửa nhìn lại, phát hiện trước cửa đứng đấy bốn cái lúc sáng lúc tối thân ảnh, bởi vì ngọn nến tia sáng thấp, ngoài cửa phi thường đen nhánh, ta không có cách nào thấy rõ ràng mặt của bọn hắn, đành phải quát to một tiếng, ai? Bốn người kia không trả lời, y nguyên không nhúc nhích đứng tại kia, như là mấy cây đầu gỗ đồng dạng. Ta nhìn đồng hồ, phát hiện đã rạng sáng 2 giờ, đến cùng sẽ là ai nhàm chán như vậy đứng tại trước cửa nhà ta? Nhà ta vừa mới người chết, chẳng lẽ bọn hắn cũng không sợ không may? Ta lại quát to một tiếng, các ngươi là ai a? Đứng ở nơi đó làm gì? Vẫn không có trả lời, ta có chút không kiên nhẫn, trực tiếp đứng lên, đi ra ngoài cửa. Chờ ta đi vào ngoài cửa thấy rõ ràng người tới mặt thời điểm, lập tức dọa đến chân mềm nhũn, trực tiếp đặt mông trùng điệp ngồi trên mặt đất. Bốn người kia không phải người khác, chính là ta vừa mới chết đi ra ra nãi nãi cùng phụ mẫu. Bọn hắn sắc mặt trắng bệch, hai tròng mắt liền cùng mắt cá chết đồng dạng, đặc biệt làm người ta sợ hãi, hai bên của bọn họ khóe miệng giống như vỡ ra, hướng lên có chút phỉnh lên, liền như là tại đối người quỷ dị mỉm cười, trọng yếu nhất chính là, ta còn tại trên người của bọn hắn nghe được tươi mới bùn đất vị. Lúc này trong đầu của ta tung ra một cái kinh khủng suy nghĩ, chẳng lẽ bọn hắn tất cả đều từ trong phần mộ leo ra rồi? Mặc dù bọn hắn đều là thân nhân của ta, nhưng là loại này dọa người tình cảnh ta nơi nào trải qua, dọa đến ta trực tiếp liền đối bọn hắn quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu, đem sàn nhà đều đập phải phanh phanh rung động, thế nhưng là bọn hắn giống như cũng không hài lòng, đem ta vây lại, sau đó duỗi ra cháy đen băng lãnh tay bấm hướng cổ của ta. Đúng vào lúc này, đột nhiên ta từ trên mặt bàn tỉnh lại, hóa ra là mộng. Xem ra vừa rồi quá mệt mỏi, cho nên nằm sấp trên mặt bàn ngủ. Chẳng qua lúc tỉnh lại, ta giống như phát hiện thật sự có một đôi tay tại trên cổ của ta rời, ta vuốt vuốt mông lung mắt, trông thấy có một cái lão thái thái đứng tại trước mặt của ta, lập tức đem ta dọa đến từ trên ghế ngã xuống. Oa, ngươi là ai? Ta che ngực thở hào hển hỏi. Lão thái thái cười hì hì nói, tiểu tử, ta là ngươi ra ra nãi nãi lão bằng hữu, từ rất xa làng chạy tới tế bái, không có hù dọa ngươi đi. Nói xong đi tới đem ta nâng đỡ lên, miệng bên trong nhỏ giọng thầm thì câu. Mấy cái kia chết ra hỏa thế mà tới quấy rối. A, cái gì quấy rối? Ai, ta còn tưởng rằng nàng nói có người muốn tới nhà của ta linh đường quấy rối. Lão thái thái lại cười vài tiếng lắc đầu nói, không có, người lão, thích mù nói thầm. Cái này lão thái thái răng đã rơi sạch, cười lên dáng vẻ nhìn có chút quái dị, trắng bệch tóc tùy ý xóa, liền cùng cái ăn mày đồng dạng, mặc trên người kiện màu đen hoa áo choàng ngắn quần áo, làn da đều đã nhăn giống như vỏ cây già. Khô gầy tay nhìn liền cùng một đầu nhỏ bé dây leo không khác, giống như tùy thời đều có thể đem người ghìm chết, mí mắt của nàng kéo dài, trong mắt hãm sâu, gần như đã đến nhìn không thấy tình trạng. Ta nhìn một chút bên ngoài đen nhánh thời tiết, cảm thấy có chút kỳ quái, nàng một cái lão nhân ra thế mà có thể tại đưa tay không thấy được năm ngón hoàn cảnh ngàn dặm xa xôi chạy tới, đây cũng quá thần kỳ đi. Chẳng qua dù sao người ta là mang thành ý tới tế bái, ta cũng không tốt hoài nghi gì. Tại bàn thờ bên trên cầm mấy nén hương điểm đưa cho nàng. Lão thái thái tế bái xong cũng không có ý định dừng lại, trực tiếp liền xoay người rời đi, nhưng nàng mới vừa đi ra cổng lại dừng lại, quay đầu hướng ta nói, tiểu tử, ngươi có thể hay không đưa ta đoạn đường, chỉ cần qua thôn các ngươi đầu kia đường sắt là được. Lão bà tử của ta phản ứng chậm, nếu tới xe lửa sợ là né tránh không kịp, tăng thêm ngày này đen như mực, ta cái này đi đứng càng là không linh hoạt. Thôn chúng ta có một đầu đường sắt, muốn đến kế tiếp làng liền nhất định phải trải qua đầu này đường sắt, chẳng qua cái này đường sắt cách nhà ta cũng không tính xa, cũng liền chừng 10 phút đồng hồ công phu. Ta cũng không có lập tức đáp ứng, mà là khuyên lão thái thái này ở đây qua một đêm, ngày mai lại trở về. Nhưng là nàng lại khác ý, chết sống muốn hiện tại đi, nếu như ta không nguyện ý đưa nàng, vậy liền tự mình đi trở về đi được rồi. Ta có chút không yên lòng, đành phải gật đầu đáp ứng. Đừng nhìn lão thái thái này tuổi tác lớn, đi trên đường chân giống như sinh phong giống như, ta đỡ lấy nàng rất nhanh liền đi vào đường sắt bên cạnh. Đầu này đường sắt đã nhiều năm rồi, hai bên đường ray nhìn dỉ xét nhiều nghiêm trọng, cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai đến chỉnh sửa qua, mỗi lần nhìn xem xe lửa trải qua thời điểm ta liền cảm giác có chút kinh hồn bạt vía.
khi còn bé Gia Gia đã nói với ta đầu này đường sắt cố sự, nói đường sắt vừa mới xây xong thời điểm liền đâm chết qua người, một vị phụ nhân cùng một cái tiểu nữ hài. Có người mắt thấy quá trình này, nói là hai mẹ con qua đường sắt thời điểm đột nhiên đến xe lửa, lúc này nếu như phản ứng nhanh kỳ thật còn có thể trốn, nhưng hai người bọn họ chân giống như bị trên đường dây thứ gì cho cuốn lấy, chỉ có thể tại nguyên chỗ liều mạng giãy giụa, khắp khuôn mặt là vẻ mặt sợ hãi. Chờ xe lửa gào thét mà qua thời điểm, kia hai mẹ con thi thể đều tìm không được đầy đủ, tàn chi bay loạn, chỉ ở trên đường dây tìm được các nàng hai mẹ con đầu lâu kia nhìn cũng rất làm người ta sợ hãi, cả khuôn mặt đều lõm vào đến, chỉ cần có lỗ địa phương đều không ngừng chảy ra máu đến, đem hai bên đường dây đều nhuộm đỏ. Về sau có người báo cảnh sát đến sau tìm khắp nơi các nàng tàn chi, hy vọng có thể đem thi thể của các nàng hợp lại, nhưng quỷ dị chính là lục soát 3 ngày đều không có phát hiện. Không biết bay đi nơi nào, cảnh sát đành phải thôi. Xe lửa hai bên đường trên đất trống là một mảnh cây cải dầu hoa, thôn dân thường xuyên sẽ tới quản lý, nhưng từ khi phát sinh sau chuyện này, mỗi đến trạng vạng tối mặt trời xuống núi thời điểm liền có người nhìn thấy một cặp mẫu nữ lấy quái dị tư thế tại trên đường dây bò, giống như đang tìm kiếm cái gì đồ vật, vừa đi gần các nàng liền chui tiến đường dây không gặp, dọa đến mọi người cũng không dám lại tới gần. Về sau dứt khoát liền cây cải dầu đều không ai dám đến. Hiện tại đường sắt hai bên đã biến thành cỏ dại rậm rạp đất hoang, kia cỏ cao độ đã đến lồng ngực của ta, người miêu chui vào căn bản nhìn không thấy. Liền bởi vì việc này, Gia Gia từ nhỏ đã không cho phép ta tới gần lấy đường sắt, đã từng ham chơi cùng tiểu đồng bọn tới qua một lần, kết quả về nhà bị Gia Gia treo ở trên cây đánh. Lớn lên một điểm sau Gia Gia không có để ý như vậy nghiêm, nhưng là y nguyên không cho phép ta lúc buổi tối trải qua đầu này đường sắt, trước đó nhất thời mềm lòng đáp ứng lão thái thái. Hiện tại đi vào ta lại bắt đầu hối hận, bởi vì cái này đường sắt chung quanh âm phong trận trận, hơn nữa còn vang lên một trận quỷ dị tích tích âm thanh, thật giống như có người ở bên tai nói nhỏ, kia gì xét đường dây nơi tay đèn pin chiếu xuống, liền như là xoa một tầng máu đồng dạng. Ngay tại ta suy nghĩ lung tung thời điểm, lão thái thái đột nhiên vỗ một cái bả vai ta, dọa ta kêu to một tiếng, nàng tay rất lạnh buốt, để ta toàn thân run lên, chẳng qua thời tiết như thế lạnh, ta cũng không nghĩ quá nhiều. Lão thái thái, người đừng đột nhiên cho ta đến như vậy lập tức, người dọa người, sẽ hù chết người. Ta đối nàng phàn nàn nói. Lão thái thái yếu ớt phải nói, tiểu tử, người sợ à? Nếu như người sợ có thể lấy về trước đi, chính ta đi là được. Không biết vì cái gì, đèn pin cầm tay của ta đánh vào trên mặt của nàng sẽ hiện ra lục quang, nhìn xem khá là quái dị, bất quá tay đèn pin có đôi khi tia sáng chính là như vậy, có lẽ cảm giác ta bị sai. Lão thái thái. Thường nói, đưa Phật đưa đến Tây, ta đều cùng ngươi lại tới đây, làm sao cũng phải đưa ngươi đỡ đến đối diện đi. Nói xong ta cẩn thận nhìn xung quanh đường sắt hai đầu, chờ xác định xong chưa xe lửa đến về sau, ta mới đỡ lấy lão thái thái nói, đi thôi, hiện tại hẳn là an toàn. Kỳ thật ta cũng không cần quá khẩn trương, xe lửa tới đã sớm sẽ truyền đến thanh âm, mặc dù xông lại tốc độ sẽ rất nhanh, nhưng vẫn là có thể kịp phản ứng. Ta vịn lão thái thái nhanh chóng phải đi bên trên đường dây. Chờ đi đến ở giữa thời điểm đột nhiên lão thái thái ai u một tiếng ngồi xổm trên mặt đất, dùng tay thật chặt phải che chân. Ta liền vội vàng hỏi, lão thái thái, ngươi làm sao rồi? Lão thái thái biểu lộ thống khổ nói, có dây leo cuốn lấy ta chân. Nói bậy, cái này đường dây nơi nào đến dây leo? Ta dùng đèn pin chiếu hướng lão thái thái chân, phát hiện nàng chân thật bị mấy cây cỡ ngón tay dây leo chăm chú ghìm chặt. Ta gãi đầu một cái, thật sự là tà môn. Cái này trên đường dây làm sao có thể có dây leo? Tiểu tử, đừng lăng lấy, tranh thủ thời gian giúp ta đem dây leo cho giật ra, nếu như bây giờ có xe lửa ra, ta liền mạng nhỏ khó đảm bảo. Lão thái thái nhỏ giọng la lên. Ta nghe vậy vội vàng ngồi xổm xuống, sau đó đưa tay đi kéo quấn ở lão thái thái trên chân dây leo. Nhưng chuyện quỷ dị lần nữa phát sinh, kia dây leo chẳng những kéo không ngừng, mà lại càng kéo càng nhiều, còn không ngừng phải chảy ra máu đến, kinh khủng nhất chính là bọn chúng bắt đầu điên cuồng hướng ta trên thân quấn tới, rất nhanh trên người của ta liền quấn đầy dây leo, đồng thời đem ta một mực cột vào trên đường dây, khiến cho ta không thể động đậy. Ta muốn hướng bên cạnh lão thái thái kêu cứu, thế nhưng là coi ta giãy giụa lấy ngẩng đầu thời điểm, phát hiện bên người căn bản cũng không có người, đen nhánh đen trên đường dây cũng chỉ có ta một cái, chỉ có điều chung quanh loại kia tích tích âm thanh càng sâu, giống như có người tại nói thầm lấy cái gì, nhưng cẩn thận nghe lại nghe không rõ ràng là lời gì. Lúc này ta lập tức liền ý thức được sự tình có điểm gì là lạ, cái này 8-9 phần 10 là gặp ta,
ta vạn vạn không nghĩ tới tại ta thủ linh đêm đầu liền gặp cái này việc sự tình, thật sự là không may. Ta cắn răng muốn tránh thoát trên người dây leo, nhưng là kia dây leo càng quấn càng chặt, trực tiếp liền siết tiến ta trong thịt một bên, đau mắt của ta nước mắt đều đến rơi xuống. Mấy giây tới, ta đột nhiên nghe thấy xe lửa tiếng rít, ô ô ô, tựa như là một nữ nhân bi thương than nhẹ, ngay tại hướng ta từ xa mà đến gần. Nghe được xe lửa thanh âm về sau, trong lòng ta lập tức lạc một tiếng, xong, nếu ngươi không đi ta liền phải bị xe lửa ép thành thịt nát. Ta cắn răng, sử xuất sau cùng khí lực đi tránh thoát trên đường dây dây leo, nhưng một trong nháy mắt ta mới phát hiện, trên thân quấn lấy căn bản cũng không phải là cái gì dây leo, mà là từng đoàn tóc đen nhánh, tóc kia còn không ngừng chảy ra gai mũi máu tươi đến, nghe để người buồn nôn. Đúng vào lúc này, cái kia quỷ dị tích tích âm thanh đột nhiên biến lớn, kém chút đem xe lửa tiếng rít đều úp tới, lần này ta nghe được rất rõ ràng, là một cái tiểu nữ hài cùng thanh âm một nữ nhân. Tiểu nữ hài kia nói, mama, lão bà kia không có gạt chúng ta, thật sự có người qua đến cho chúng ta làm thế thân. Nữ nhân nói, hắc hắc hắc, đúng, lại tìm một cái thế thân chúng ta liền có thể đi đầu thai. Nghe xong các nàng đối thoại, ta dọa đến mồ hôi lạnh ứa ra, trước kia đối quỷ loại vật này đều là nửa tin nửa ngờ, không nghĩ tới lần này thật cho ta gặp, chẳng qua ta cùng cái kia lão thái thái không cừu không oán, nàng tại sao phải đem ta lừa qua đến cho quỷ làm thế thân, nàng là người hay là quỷ? Ta lắc đầu cười khổ một tiếng, bây giờ muốn những cái này còn có cái gì dùng, ta đã bắt đầu từ bỏ dãy ruộng, xe lửa cách ta càng ngày càng gần, ta thậm chí có thể tưởng tượng đạt được xe lửa từ trên người ta vượt trên loại kia huyết nhục văng tung tóe tình cảnh, kia là cỡ nào chấn động lòng người, cỡ nào vô cùng thê thảm. Có lẽ ta cũng sẽ cùng đôi mẹ con kia đồng dạng, liền cái toàn thây đều không có. Ngay tại ta mất hết can đảm thời điểm, đột nhiên nhị thúc từ đường sắt một bên vọt ra, tay phải hắn cầm đào mộc kiếm, tay trái bưng một cái bình nhỏ, trong bình đổ đầy tinh hồng sắc máu. Nhị thúc không nói hai lời trực tiếp liền đem trong bình máu rơi tại trên đường ray, lập tức trên đường ray liền xuất hiện từng đợt không hiểu bạch yên, kia bạch yên hương vị phi thường gay mũi, nghe giống nồng axit, chẳng qua quấn ở trên người ta tóc lại đột nhiên mềm nhũn ra, giống như chỗ này đồng dạng. Nhị thúc thừa cơ quơ đào mộc kiếm, đem trên người ta tất cả tóc đều bổ xuống. Tóc kia rớt xuống sau liền cùng côn trùng đồng dạng, không ngừng phải tại trên đường ray ngọ nguậy, nhìn xem phi thường quỷ dị. Tránh thoát tóc trói buộc về sau, nhị thúc sắt lấy cổ áo của ta dùng sức nhấc lên, đi. Ta vừa mới chạy ra đường ray, liền nghe chắp sau lưng xe lửa tiếng còi, còn có xe lửa tán phát ra nhiệt khí, giống như nó là dán ra đầu của ta lái qua đồng dạng. Xe lửa biến mất về sau, đường sắt lại khôi phục yên tĩnh, trên đường ray tóc cùng cái kia quỷ dị tích tích âm thanh cũng đi theo biến mất, chỉ có nhị thúc vừa rồi đổ vào trên đường ray tinh hồng sắc máu còn lưu lại. Lúc này, ta phát hiện trước đó cái kia lão thái thái tóc tai bù xù đứng tại chúng ta đối diện trên đường ray, nàng kia nhăn giống như vỏ cây già làn da tất cả đều phồng lên, trên mặt phát ra thanh u lục quang, mắt gắt gao phải nhìn chằm chằm chúng ta. Ta sợ hãi dắt lấy nhị thúc ống tay áo hỏi, nhị thúc, lão thái bà này đến cùng là người hay là quỷ, tại sao phải hại tính mạng của ta? Nhị thúc không trả lời, chỉ là than nhẹ một câu, nàng trở về hướng chúng ta lâm ra lấy mạng. Nhị thúc vừa dứt lời, đối diện lão thái bà tuét miệng hung ác hô, ta muốn để các ngươi lâm ra đoạn tử tuyệt tôn, chết không yên lành. Tất cả đều chết không yên lành. Ha ha, nàng lúc này mặt mày dữ tợn, trên mặt làn da đều nhăn thành một đoàn, nhìn cực kỳ khủng bố, chẳng qua một trận âm phong qua đi, nàng liền biến mất tại đối diện. Lão thái thái biến mất về sau, nhị thúc mới hoàn toàn thở dài một hơi, hắn dắt lấy ta ngựa không dừng vó đuổi trở về nhà. Về đến trong nhà về sau, ta chân mềm nhũn ngồi liệt tại trong linh đường, nhìn ta phụ mẫu bọn hắn di ảnh, cảm giác đây hết thảy đều đang nằm mơ, đêm nay phát sinh sự tình đối với một cái mười mấy tuổi thiếu niên đến nói, thực sự là khủng bố đến cực điểm, thậm chí ngày sau ta đều sẽ một trận làm ác mộng, tại ven đường nhìn thấy lão thái thái đều sẽ cao lên một cỗ âm thầm sợ hãi cảm giác. Nhị thúc vẫn là như thế, ngồi tại ngưỡng cửa không ngừng hút lấy thuốc lá sợi, cũng không nói chuyện, cau mày phải ngắm lấy phương xa. Nhị thúc, hôm nay ngươi đến cùng đi đâu rồi? Khôi phục trong chốc lát về sau, ta rốt cục có sức lực nói chuyện. Nhị thúc nhàn nhạt đáp, đi bên ngoài một dặm Hà Gia thôn mua đem đào mộc kiếm cùng một bình máu chó đen. Nói xong nhị thúc cầm trong tay đào mộc kiếm đưa cho ta. Cái này đem đào mộc kiếm nhan sắc lệch xám trắng, mà lại trên thân kiếm tất cả đều là nhỏ bé đốt, đốt chung quanh che kín rõ ràng hoa văn, cầm lên vừa nghe,
còn có thể ngửi được một điểm nhàn nhạt quả đào mùi thơm cùng đắng chát hương vị, cùng trước đó đến trong thôn làm pháp sự đám thần côn kia cầm đào mộc kiếm có cách biệt một trời. Nhị thúc, người có phải hay không biết ta đêm nay gặp nạn, cho nên mới sẽ đi chuẩn bị những vật này. Cái kia lão thái thái là người hay là quỷ? Tại sao phải hại ta? Còn có ra ra bọn hắn chết sự tình, người có phải hay không cũng biết nguyên do trong đó. Ta một hơi đem nghi vấn trong lòng đều nói ra. Nhị thúc thở dài, sau đó đem khói bụi khẽ đảo, xoay người lại nói với ta nói tiểu nguyên, có một số việc cũng nên để ngươi biết, kỳ thật chúng ta Lâm gia là Mao Sơn truyền nhân, phái Mao Sơn có 108 các môn phái, bên trên Mao Sơn 36 lần Mao Sơn 72, còn có 24 thanh đường cùng 3 quỷ phái chờ truyền thừa. Mà chúng ta Lâm gia chính là trong đó 3 quỷ phái thiên sư quỷ đạo hậu nhân. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nghe nhị thúc, ta lập tức sửng sốt, ta chỉ biết nhà ta đều là cày ruộng nông dân, chưa từng có nghĩ tới sẽ cùng cái gì Mao Sơn truyền nhân dính líu quan hệ. Nhị thúc giống như nhìn ra ta nghi ngờ trong lòng, hắn nói tiếp, ra ra ngươi năm đó bắt quỷ thời điểm bị gian nhân làm hại, đoán sai một cọc âm dương án, thế là hắn cầm trong tay đào mộc kiếm bẻ gãy. Từ đây quy ẩn núi rừng, phát thệ không quan tâm âm dương sự tình. Ta nhẹ gật đầu, cuối cùng đã rõ nhị thúc, nguyên lai gia gia của ta lúc còn trẻ còn có loại này gặp phải. Nhị thúc, vậy ta gia gia bọn hắn chết, có phải là kia cọc âm dương án lệ quỷ đến báo thù rồi? Nhị thúc thở dài, đúng, nàng trở về, nàng muốn hướng chúng ta Lâm gia lấy mạng. Trừ quỷ, còn có người, bọn hắn đều nghĩ chúng ta Lâm gia chết. Nhị thúc nói câu nói này thời điểm. Trên mặt biểu lộ có chút run rẩy, giống như lại phẫn nộ lại sợ. Ta còn muốn hỏi cái gì, nhưng là lúc này nhị thúc phất phất tay, ra hiệu ta đừng ở hỏi, hắn tại trong nhà của ta lấy ra một cái cuốc, sau đó không đứng ở viện tử dưới cây đào lấy. 10 phút đồng hồ không đến, nhị thúc liền đào ra một cái hố sâu, hắn xoa xoa mồ hôi trên trán, sau đó tại trong hố sâu lấy ra một cái hộp sắt, hắn đem hộp sắt mang về nhà bên trong, sau đó cẩn thận từng ly từng tí phóng tới trên mặt bàn. Hộp sắt không có khóa lại, nhị thúc lập tức liền mở ra, bên trong có một quyển sách cùng một chút đồng tiền, còn có một lớn chồng ố vàng chỉ phù. Nhị thúc đem quyển sách kia đem ra sau đó nói với ta nói những vật này đều là ra ra ngươi lưu lại, hiện tại nhị thúc truyền cho ngươi. Ta đem sách cầm tới xem xét, phía trên cũ nát ố vàng bìa sách bên trên viết Mao Sơn quỷ đạo, ta lật vài tờ, bên trong tất cả đều là đuổi quỷ chú ngữ cùng khẩu quyết, còn có một số thủ thế. Nhị thúc đem sách đưa cho ta sau liền dặn dò, trong này đạo thuật học được về sau, nhất định không thể hành hung làm ác, còn có, Mao Sơn còn phân Nam Bắc phái, cái này hai phái từ trước đến nay là tử đối đầu, chúng ta thuộc về Nam phái, nếu như tương lai ngươi gặp được Bắc phái người, nhất định phải cẩn thận. Nói xong cũng làm bộ muốn rời khỏi. Trong lòng ta còn có nhiều vấn đề không có hỏi, làm sao có thể cứ như vậy thả nhị thúc đi, ta vội vàng một cái níu lại ống tay áo của hắn nói. Nhị thúc, ta còn có rất nhiều vấn đề không có hỏi đâu, làm sao liền đi rồi. Nhị thúc nhìn một chút sắp sáng trời, đột nhiên biến sắc, chợt một chút liền đem ta tay cho hất ra. Ta không có thời gian, ngươi về sau tự giải quyết cho tốt. Nói xong cũng không quay đầu lại chạy. Ta nhìn nhị thúc thần sắc có chút không đúng, vội vàng đuổi theo, thế nhưng là trong nháy mắt hắn liền không gặp, ta quay đầu đem sách thả lại hộp sắt, sau đó giấu kỹ, tiếp lấy liền hướng nhị thúc nhà đuổi tới. Nhị thúc nhà cách nhà ta cũng không xa, rất nhanh ta liền đến nhà hắn trước cửa, chờ ta đẩy cửa đi vào thời điểm, phát hiện nhị thúc đã treo cổ tại trong nhà trên xà ngang. Nhìn thấy nhị thúc treo ở trên xà ngang, ta dọa đến liền vội vàng đem hắn cởi xuống, nhưng nhị thúc thi thể đều đã lạnh, sớm cũng không biết chết bao lâu, nhưng nhị thúc vừa mới từ trong nhà của ta đi tới, làm sao có thể thi thể đều lạnh rồi. Chẳng lẽ vừa rồi nhị thúc là... Ta không còn dám tiếp tục suy nghĩ, chỉ là trong lòng chua chua. Ôm lấy nhị thúc gào khóc khóc giống lên, hiện tại thân nhân duy nhất cũng cách ta mà đi, ta thành chân chính cô nhi. Nhị thúc trên mặt bàn lưu lại một phong thư, trên thư nói như thế, thúc không phải là các ngươi người Lâm gia, thúc là gia gia ngươi nhặt được, gia gia ngươi đối ta dưỡng dục tri ân, thúc khả năng cả một đời đều không thể báo đáp. Ngươi là Lâm gia huyết mạch duy nhất, ta nhất định phải bảo trụ ngươi, ta dùng tính mạng đổi lấy ngươi một năm bình an, một năm về sau, nàng sẽ trở lại tìm ngươi báo thù. Đến lúc đó sống hay chết, toàn bằng ngươi tạo hóa của mình, thúc tin tưởng ngươi, chỉ cần học được Mao Sơn quỷ đạo, nhất định có thể nghịch thiên cải mệnh. Cuộc sống sau này, ngươi nhất định phải ghi nhớ mấy món sự tình, thứ nhất, ra ngươi bọn hắn đầu 7 đêm đó, nhất định phải đem thi thể của bọn hắn móc ra,
sau đó đem đầu của bọn hắn từng cái chém đứt, lại chôn trở về. Còn có, thúc thi thể cũng phải thiêu hủy, nhớ lấy. Thứ hai, về sau nếu như gặp phải họ quỷ cô nương, nhất định phải liều mạng cưới nàng làm vợ. Thứ ba, bởi vì cái gọi là oan có đầu nợ có chủ, nhất định phải tra rõ ràng năm đó ra ra ngươi phán sai âm dương án, chỉ có giải khai cái này kết, các ngươi người của Lâm gia về sau mới có thể sống sót, vậy cũng là đền bù ra ra ngươi năm đó phạm vào sai lầm. Bởi vì ra ra ngươi năm đó cũng không cùng chúng ta lộ ra quá nhiều, cho nên thúc cũng cung cấp không có bao nhiêu tư liệu cho ngươi, hết thảy dựa vào ngươi mình. Còn có, ra ra ngươi bọn hắn chết rất có kỳ quặc, nhất định phải tra rõ ràng, báo thù cho bọn họ rửa hận. Thứ tư, chớ hành hung làm ác, bằng không hậu quả tự chịu. Xem hết nhị thúc để lại cho ta tin về sau, ta mắt đỏ ngầu ngồi tại thi thể của hắn bên cạnh ngẩn người thời gian thật dài, đầu óc của ta trống rỗng, thậm chí hoài nghi đây hết thảy đều chỉ là một giấc mộng, nhưng qua thật lâu ta mới phát hiện, giấc mộng này tựa hồ là thật. Dựa theo nhị thúc phân phó, ta đem thi thể của hắn cho hỏa táng thời điểm lửa nhan sắc rất kỳ quái, bày biện ra một loại màu xanh nhạt, mà lại ngọn lửa vọt có chiều cao hơn một người, kỳ quái hơn chính là, ta còn nghe thấy có đồ vật gì tại trong lửa đau khổ chu lên, nhưng thanh âm rất nhỏ, ta nghe không được rõ ràng lắm. Nhị thúc thi thể cũng có điểm gì là lạ, hắn tất cả ngón tay đều bị về sau vịt, xương ngón tay tất cả đều vỡ vụn, ngực có một cái to lớn lỗ máu, nhưng lại không có máu chảy ra. Đầu lưỡi của hắn không có ra bên ngoài duỗi dài, mắt cũng bình thường, nhìn không giống treo cổ, đương nhiên, còn có hắn kia đã sớm thi thể lạnh lẽo, nhưng là hắn mới từ trong nhà của ta chạy đến không bao lâu. Chẳng qua ta cũng không dám kết luận đó chính là nhị thúc quỷ hồn, bởi vì hắn là cầm đào mộc kiếm cùng máu chó đen tới, quỷ hồn hẳn là không dám cầm đào mộc kiếm, có lẽ ở trong đó còn có cái gì ta không biết sự tình ở bên trong, chỉ là hiện tại ta không có tâm tư suy nghĩ cái này. Ta đem nhị thúc cho cốt chứa ở một cái trong bình, sau đó tại ra ra bên cạnh cho hắn lập một cái mộ, lập tức đỉnh núi này liền có thêm 5 cái mộ, còn tất cả đều là người nhà của ta. Mấy ngày kế tiếp ta đều là tại ngơ ngơ ngác ngác trông coi linh đường, thẳng đến ra ra đầu 7 đêm đó, ta nghe thấy mồ mả đầu kia truyền đến tiếng gào thét, thanh âm kia nghe giống sói, nhưng cẩn thận nghe xong lại giống mèo, bén nhọn chói tai, lúc này trong thôn tất cả chó cũng bắt đầu sao động không yên sủa kêu lên, ta lập tức liền nhớ lại đến, đêm nay muốn đi đào ra ra bọn hắn mộ phần, còn muốn đem đầu của bọn hắn đều chặt đi xuống, mặc dù chuyện này nghe khá là quái dị, nhưng ta vẫn là quyết định tuân thủ ra ra dặn dò. Ta cởi xuống áo gai, sau đó mặc vào giày áo bông liền đi ra ngoài, thuận tay còn mang lên trong viện quốc cùng lớn dao chém chờ công cụ. Ban đêm mồ mả âm phong trận trận, trắng bệch ánh trăng đánh vào trên bia mộ nhìn khá là quái dị, trước đó tiếng gào thét khi có khi không, ta nuốt một ngụm nước bọt, nắm thật chặt trên người giày áo bông, sau đó hướng ra ra của ta bọn hắn mộ đầu đi đến. Đi vào ra ra của ta mộ đầu về sau, ta phát hiện trước đó loại kia quỷ dị tiếng gào thét chính là ở đây phát ra tới. Chẳng qua ta sau khi đến, loại kia thanh âm lập tức liền biến mất, thay vào đó chính là một loại đông 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 tiếng đánh, giống như mộ phía dưới có đồ vật gì tại gõ quan tài. Ta vội vàng quỳ xuống, đối ra ra bọn hắn bái ba bái, sau đó 20 chắp tay trước ngực nói, ra ra nãi nãi, ba ba mụ mụ, tiểu nguyên dựa theo các ngươi phân phó đến đảo các ngươi mộ phần, chớ trách tội. Ta vừa dứt lời, quả nhiên mộ phía dưới đông 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 âm thanh liền ngừng lại, mồ mả lập tức liền trở nên yên tĩnh trở lại. Chỉ có thể nghe được Hàn Phong ở bên tai gào thét ô ô âm thanh, giống như có một nữ nhân đang khóc. Ta dùng đèn pin chiếu chiếu chung quanh, phát hiện cũng không có cái gì dị thường, thế là nắm chặt cuốc bắt đầu đào ra ra bọn hắn mộ phần. Đào mộ là việc tốn thể lực, hơn nữa còn là 4 tòa mộ phần, chờ ta giải quyết về sau, đã là đầu đầy mồ hôi, thể lực chống đỡ hết nổi, nhưng ta cũng không dám dừng lại, mà là từng cái đem bọn hắn quan tài đều mở ra. Mở quan tài thời điểm. Có một bộ quan tài rất kỳ quái, nắp quan tài là lỏng, quan tài đinh đã chẳng biết đi đâu, ta hơi hơi dùng lực một chút liền mở ra. Bên trong nằm là da da của ta, trông thấy thi thể của hắn về sau, ta lập tức dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng, tê cả da đầu. Hắn đen nhánh thi thể đã mọc ra lục nhung nhung lông, móng ngón tay lại cho lại dài, mà lại miệng bên trong còn rất dài ra răng nanh, kia trừng mắt tròng mắt biến thành huyết hồng sắc, cùng hạ táng thời điểm quả thực cách biệt một trời. Nhìn xem ra ra thi thể, trong lòng ta lập tức liền lạc một tiếng, hắn nên không phải muốn biến thành cương thi đi. Khi còn bé xem không ít anh thúc cương thi phiến, lúc này ra ra thi thể cùng trong TV cương thi giống nhau như đúc,
ta hiện tại cuối cùng đã rõ ra ra tại sao phải ta đem hắn đầu cho chặt đi xuống, chính là muốn phòng ngừa hắn thì biến. Ta cầm lấy mang tới lớn dao chém, nhưng lại từ đầu đến cuối đều không hạ thủ được, dù sao ra ra là thân nhân của ta, muốn ta chém đứt thân nhân đầu, ta trong lúc nhất thời là làm không được. Nhưng lúc này, ta đột nhiên trông thấy ra ra tròng mắt bỗng nhúc nhích, mà lại còn giống như tại nhìn chòng chọc vào ta nhìn. Ta trong lòng nhất thời minh bạch, thật sự nếu không động thủ, có khả năng liền không có cơ hội động thủ, ta khẽ cắn môi, nhẹ nói câu, thật xin lỗi, ra ra. Sau đó dùng sức quơ lớn dao chém, trực tiếp đem ra ra của ta đầu lâu cho bổ xuống. Ra ra thi thể tách rời về sau, trên người hắn lông xanh lập tức liền chỗ này, móng tay cũng chậm chậm chóc ra, ra ra trên mặt đột nhiên lộ ra một cái nụ cười thân thiện, ta nhìn nước mắt xuyến một chút liền đến rơi xuống. Lúc này ta ở trong lòng phát thệ, nhất định phải thay ra ra bọn hắn báo thù, không biết ai như thế hung ác, thế mà để ra ra của ta sau khi chết đều không được an bình, còn muốn thi thể tách rời. Ta lau khô nước mắt, sau đó tiếp tục đem nãi nãi cùng ba ba mụ mụ đầu đều bổ xuống, bọn hắn giống như thi biến tương đối chậm, trên thân chỉ mọc ra nhỏ xíu lông xanh, những địa phương khác đều tạm thời không có biến hóa. Giải quyết về sau, ta lại sẽ bọn hắn một lần nữa cho chôn trở về, sau đó tại trước mộ phần đem đầu đều đập ra máu, một mực hô hào, hải nhi bất hiếu, hải nhi bất hiếu. Tế bái một hồi lâu, ta liền thu thập xong đồ vật chuẩn bị đi trở về, nhưng khi ta quay đầu thời điểm, trông thấy tại mồ mả bên kia đứng một người. Làm đèn pin quang đánh vào nàng trắng bệch trên mặt thời điểm, ta mới phát hiện người đối diện là cái kia lão thái thái, nàng tóc tai bù xù, mặt mày dữ tợn nhìn ta, đôi mắt kia ác độc đến cực điểm, khóe miệng mãi mãi cũng là nhếch lên, giống như mãi mãi cũng tại đối ta cười, nhưng loại này cười, để người dùng mình. Nhìn thấy lão thái thái, ta lập tức dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng, hiện tại nhị thúc không tại, nàng sẽ không tới hại tính mạng của ta. Lão thái thái cũng không đến, chỉ là nhìn ta chằm chằm nhìn một hồi liền biến mất, ta nhớ lại nhị thúc, hắn dùng tính mạng đổi ta một năm bình an, nếu như ta một năm sau còn không có năng lực đối phó cái này lão thái thái, vậy liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Sau khi trở về ta tiếp tục đốt giấy để tang, thẳng đến thủ qua đêm nay. Đầu bảy qua đi ta cũng không cần lại thủ, chẳng qua đi ra thời điểm người trong thôn nhìn ánh mắt của ta có điểm là lạ, bởi vì truyền ngôn bị sét đánh chết đều là làm việc trái với lương tâm. Bọn hắn đều ở sau lưng đối ta chỉ trỏ, nói nhà ta khẳng định là làm táng tận thiên lương sự tình, mới cả nhà bị sét đánh chết, tăng thêm ta hiện tại là cô nhi, cho nên bọn hắn liền càng thêm không kiêng nể gì cả, thậm chí ở ngay trước mặt ta cũng dám nói. Gia gia của ta người này từ trước đến nay lấy giúp người làm niềm vui, trong thôn có không ít người đều nhận được gia gia của ta ân huệ cùng trợ giúp, không có nghĩ tới những người này thế mà nhao nhao đều gia nhập vào chỉ trích cùng tung tin đồn nhảm trong đội ngũ. Ta cũng không có đi cùng bọn hắn phản bác cái gì, chỉ là ở trong lòng âm thầm hạ quyết định, nhất định phải vì người nhà của ta báo thù, rửa sạch oan khuất, mặc kệ là người hay quỷ, ta đều sẽ không bỏ qua ngươi. Còn có, ta về sau nhất định phải trở nên nổi bật, để nhóm này thế lực thôn dân đẹp mắt. Trở lại trường học về sau, ta một bên học tập công khóa, một bên khắc khổ nghiên cứu Mao Sơn quỷ đạo, mặc dù có chút vất vả, nhưng ta y nguyên có thể kiên trì nổi. Chẳng qua những cái này không phải trọng yếu nhất, trọng yếu chính là vấn đề tiền. Ta hiện tại là cô nhi, học phí vấn đề cơ bản không cần lo lắng, bình thường toàn miễn, nhưng là tiền ăn cùng phí ăn ở vẫn là muốn giao, mà lại xuyên cũng phải dùng tiền, ta cũng không muốn sớm như vậy liền nghỉ học, vấn đề này thực sự để người đau đầu. Ngay tại ta nằm sấp túc xá trên mặt bàn vì tiền phát sầu thời điểm, đột nhiên cửa ký túc xá một tiếng cọt kẹt liền mở ra, mà lại còn kèm theo một trận âm gió thổi vào. Thổi đến mắt của ta chữ đều không mở ra được, còn toàn thân dùng mình một cái. Ta ngẩng đầu nhìn một chút cửa bên này, phát hiện là Hà Vĩ trở về, chẳng qua hắn ánh mắt ngốc trệ, động tác cứng đờ, giống như có chút không thích hợp. Ta cái túc xá này ở bốn người, một cái gọi Hà Vĩ, mặt khác hai cái gọi Triệu Nghị cùng Lý Văn, bọn hắn vừa rồi ba cái còn tại trong túc xá líu díu, giống như thảo luận muốn đi đâu thám hiểm, nhưng cùng đi ra ba người, làm sao chỉ trở về một cái. Hà Vĩ chậm rãi đi tới ký túc xá, ta không nhìn thấy hắn đóng cửa, nhưng là cửa lại phịch một tiếng, tự động đóng. Ta gọi hắn một câu, nhưng hắn lại không chút nào phản ứng, phối hợp ngồi trở lại mình trên ghế, sau đó cầm lấy trên bàn lược bắt đầu chậm rãi chải tóc. Hắn chải tóc động tác rất quái dị, tay nắm lan hoa chỉ, sau đó từ trên xuống dưới chải lấy, mà lại liền đầu vai cũng phải chải, nhìn xem cực giống nữ nhân. Ta nhìn Hà Vĩ động tác này,
cảm giác có chút kỳ quái, âm dương quái khí, nói chuyện chanh chua, mà lại cái này đêm hôm khuya khoắt nam nhân kia trải đầu trải như thế tao khí, cực giống nữ nhân. Hà Vĩ, ngươi không sao chứ, cái khác hai cái không phải cùng ngươi cùng đi ra sao? Thế nào không trở về? Ta một bên nhỏ giọng hỏi, một bên dò xét lấy đầu nhìn về phía trong gương Hà Vĩ. Cái này không nhìn không sao, xem xét dọa đến ta toàn thân khẽ run rẩy. Tấm gương này bên trong mặt người căn bản cũng không phải là Hà Vĩ, mà là một tấm thất khiếu chảy máu nữ nhân mặt, trên mặt thịt còn nát thành từng đoàn, bò đầy run đũa, nhìn dị thường khủng bố. Hà Vĩ không để ý đến ta, tiếp tục từng cái chải lấy đầu, ngoài miệng còn hừ phát quỷ dị tiểu khúc, tiếng khóc cha của ta, tiếng khóc mẹ của ta, song sơn quỳ xuống bái cao đường. Hà Vĩ đem thanh âm ép tới lại thấp lại nhọn, nghe như cái nữ nhân. Song, gia hỏa này sẽ không phải là trêu chọc phải cái gì mấy thứ bẩn thỉu đi. Trong lòng ta không khỏi lạc một chút, nhìn hắn bộ dáng bây giờ quỷ dị như vậy, cực giống Mao Sơn quỷ đạo phía trên ghi lại quỷ nhập vào người. Bằng vào ta hiện tại đạo hành, tạm thời còn không thể phán đoán Hà Vĩ có phải là thật hay không cho quỷ nhập vào người, chỉ có thể dùng Mao Sơn biện pháp đơn giản nhất đến kiểm nghiệm. Ta thịnh đến một bát thanh thủy, dùng đũa một chi cắm ở trong chén ở giữa, sau đó lại dùng tay phải nhẹ vịn, trong miệng mặc niệm, cản ngươi đường cái, đụng ngươi đầu cầu, mặc kệ ngươi đâm chết, treo cổ, chết chìm, thiêu chết, vô ý va chạm, đừng nên trách. Đã tìm tới hắn, liền hiến ngươi lướt nước cơm, ngươi tha hắn đi. Đọc xong về sau, ta vội vàng buông lỏng tay ra, chỉ thấy cái đũa kia không dao không lay động đứng thẳng tại trong chén ở giữa, như là làm ảo thuật. Nếu là bình thường đũa, làm sao có thể đứng thẳng đặt ở trong chén ở giữa, đã sớm đổ đi một bên, ta lập tức hít vào một ngụm khí lạnh nhìn xem Hà Vĩ, tiểu tử này thật bị quỷ nhập vào người. Lúc này, Hà Vĩ đột nhiên quay đầu hướng ta nhìn thoáng qua, trên khóe miệng mang theo quỷ dị cười tà. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ta nuốt một ngụm nước bọt, run rẩy hỏi. Cái này đoán chừng là ta lần thứ hai gặp được quỷ, hơn nữa còn là nữ quỷ, tuy nói khoảng thời gian này học một điểm đạo thuật, nhưng lá gan vẫn là không mập, trong lòng bàn tay ứa ra mồ hôi lạnh, quỷ dị nhất chính là, ta cảm giác trong khe cửa bên cạnh không ngừng chui vào âm lãnh gió, thổi đến ta toàn thân run rẩy. Hắc hắc, hắc hắc, Hà Vĩ không nói gì, mà là đối ta quỷ dị cười, thanh âm mặc dù là ở trên người hắn phát ra tới. Nhưng miệng của hắn nhưng không có động. Lớn, lớn mật nữ quỷ, còn không đến từ đâu thì về nơi đó, không phải. Không phải đừng trách ta Mao Sơn truyền nhân không khách khí. Ta cả gan học TV đạo sĩ hô một câu lời kịch, không biết có được hay không làm, hiện tại bằng bản lãnh của ta, không nhất định có thể hàng ở cái này lệ quỷ. Đột nhiên, Hà Vĩ mặt âm trầm xuống, trên trán nổi gân xanh, hai mắt tinh hồng, giơ hai tay liền hướng ta bóp đi qua. Cái này đột nhiên cử động để ta có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, muốn né tránh đã muộn, cổ bị Hà Vĩ mạnh mẽ bóp lấy nhào ngã trên mặt đất, khí lực của hắn cực lớn, liền cùng một người điên đồng dạng, ta liều mạng giãy giụa đều không làm nên chuyện gì. Ngay tại ta bị hắn bóp phải mặt đỏ tới mang tai, không thở nổi thời điểm, đột nhiên mặt khác hai cái cùng phòng Triệu Nghị cùng Lý Văn trở về, ta liền vội vươn tay ra hướng bọn hắn cầu cứu. Triệu Nghị cùng Lý Văn thấy thế, vội vàng xông lại đem Hà Vĩ đỡ lên. Được cứu về sau, ta liều mạng che lấy cuống họng ho khan, cũng vào lúc này, Hà Vĩ giãy giụa mấy lần, liền té xỉu đi qua. Hà Vĩ, hắn làm sao rồi? Nhìn hắn sắc mặt giống như có điểm gì là lạ, Triệu Nghị hỏi. Đúng a, vừa rồi hắn giống như muốn bóp chết ngươi. Lý Văn cũng đồng thời hướng ta hỏi. Ta ho khan vài tiếng về sau, liền từ dưới đất bò dậy, ta cũng không biết, hắn vừa mới trở về thời điểm liền trở nên vui buồn thất thường. Sau đó đột nhiên liền nổi điên giống như bóp ta cổ, ta cũng không biết chuyện ra sao. Đúng, hắn không phải cùng ngươi hay cùng đi ra sao? Vì cái gì các ngươi không đồng thời trở về? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta không hề đề cập tới Hà Vĩ quỷ nhập vào người sự tình, sợ hù dọa hai người bọn họ. Lý Văn Hòa Triệu Nghị hai người cùng nhìn nhau một chút về sau, liền nhíu mày, ánh mắt có chút lấp lóe, ta lập tức minh bạch, ba người ở giữa nhất định chuyện gì xảy ra. Tại ta ép hỏi dưới, Triệu Nghị cùng Lý Văn rốt cục cũng không còn giấu ta, đem đêm nay phát sinh sự tình một năm một mười nói cho ta biết, bọn hắn đêm nay thừa dịp nguyệt hắc phong cao, mấy người cùng đi rời trường bên ngoài cách đó không xa mộ địa, trừ ba người bọn hắn, còn có lớp học hai nữ sinh. Trường học phần lớn đều xây ở mộ địa phía trên, từ tài nguyên góc độ tới nói, trường học thổ địa sử dụng diện tích khá lớn, nhân khẩu cũng nhiều, nếu như xây ở nhiều người địa phương, tất nhiên sẽ ảnh hưởng giao thông.
bởi vậy cần xây ở khá lệch địa phương, mà những cái này khá lệch địa phương thường thường là đã từng pháp trường hoặc nghĩa địa. Từ phong thủy góc độ tới nói, nghe nói là nơi này âm khí rất nặng, mà đông đảo đồng nam đồng nữ vừa vặn có thể đè ép được những cái này âm khí, mà lại có thể không lãng phí thổ địa tài nguyên, huống chi mộ địa hoặc pháp trường mạch khí tương đối lớn, bình thường từ nơi này ra tới học sinh đều tương đối có tiền đồ. Còn có chính là một loại lúc đầu mộ địa đều thiết lập tại cộng đồng cùng thôn trang xung quanh, thuận tiện tế tự, về sau cải tạo, mộ địa rời đi, trường học đồng dạng tại vị trí bên trên cũng hẳn là thiết lập ở cộng đồng cùng thôn trang xung quanh, trường học cùng mộ địa chiếm diện tích đều tương đối lớn, có nhiều khi liền sẽ trùng điệp, đây cũng là trong đó một nguyên nhân. Chúng ta trường học cũng không ngoại lệ, là tại một tòa mộ địa phía trên kiến tạo mà thành, đồng thời cách trường học cách đó không xa còn có một ngọn núi, trên núi có một mảnh loạn mộ phần. Đã không ai quản lý, cũng không có người tế bái, đoán chừng là vứt bỏ mộ phần, cho nên liên quan tới tòa này vứt bỏ mộ phần nghe đồn cũng không ít, bị tập kết các loại phiên bản chuyện ma lưu truyền tại sân trường. Vừa nghe xong Triệu Nghị cùng Lý Văn, ta tức giận đến vỗ đùi hô, ngoá, trách không được. Đến kia mộ địa về sau, các ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra, nhanh tinh tế nói đến. Triệu Nghị cùng Lý Văn nghe ta sau có điểm không nghĩ ra, không rõ ta nói như vậy là có ý gì. Nhưng bọn hắn vẫn là chi tiết đem tình huống lúc đó nói ra. Ban đêm đi mộ địa cái chủ ý này, là Hà Vĩ nói ra, nguyên nhân là hắn cùng lớp học Trương Tiểu Mạn đánh cược, ai dám ở buổi tối cách trường học không xa ngọn núi kia loạn mộ phần bên trên chờ đủ một cái giờ, coi như thắng. Nếu như Hà Vĩ thắng, kia Trương Tiểu Mạn liền làm hắn bạn gái, nếu như Trương Tiểu Mạn thắng, kia Hà Vĩ liền không cho phép lại quấn lấy nàng, đánh cược tạo ra về sau. Ban đêm thời gian Hà Vĩ liền kéo lên Triệu Nghị cùng Lý Văn hai người cùng nhau lên núi tìm kia phiến loạn mộ phần. Chưa từng nghĩ, tìm tới loạn mộ phần thời điểm, Trương Tiểu Mạn đã sớm kéo lên mình khuê mật Lâm Tuyết tại loạn mộ phần bên trên tản bộ, đồng thời nhìn ánh mắt của các nàng, giống như không có chút nào sợ hãi đồng dạng, còn chào phúng Hà Vĩ bọn hắn là đồ hèn nhát, trễ như vậy mới dám tới. Bị mình thích nữ hài tử dạng này chế giễu, Hà Vĩ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, vừa vặn lúc này hắn có mắc tiểu. Liền đối với Trương Tiểu Mạn các nàng nói, ai nói ta là đồ hèn nhát, hiện tại ta ngay tại mộ phần bên trên đi tiểu cho các ngươi nhìn, hắc hắc, tranh thủ thời gian một cây đèn pin đóng quay lưng đi, không phải ta sợ ta tiểu tượng hù đến các ngươi nha. Trông thấy Hà Vĩ cởi ích, Trương Tiểu Mạn cùng Lâm Tuyết lập tức một trận đỏ mặt, tranh thủ thời gian đóng lại đèn pin cõng qua thân, đồng thời lớn tiếng mắng một câu, lưu manh, buồn nôn. Triệu Nghị cùng Lý Văn vốn cho rằng Hà Vĩ chỉ là tùy tiện nói một chút. Không nghĩ tới Hà Vĩ thế mà thật cởi ích tại loạn mộ phần bên trên vung lên nước tiểu đến, còn phối hợp thổi lên huyết sáo, không biết là cho mình tăng thêm lòng dũng cảm vẫn là thuận tiện thời điểm sảng khoái. Hà Vĩ, ngươi không muốn sống nữa. Tại mộ địa đi tiểu, ngươi không sợ quỷ. Triệu Nghị vội vàng ngăn cản nói. Hà Vĩ không thèm quan tâm khoát khoát tay đánh gãy Triệu Nghị, sợ cái gì, đầu năm nay còn sợ quỷ. Kiến quốc về sau đều không cho phép thành tinh, nhìn ngươi cái này gan. Còn không bằng người ta kia hai nữ hài tử đâu. Triệu Nghị vốn là hảo tâm nhắc nhở, không nghĩ tới bị Hà Vĩ phản sặc một hơi, hắn đành phải ngậm miệng lại phụng phịu, không nói thêm gì nữa. Đúng vào lúc này, đột nhiên Hà Vĩ đánh một cái run run, Lý Văn Hòa Triệu Nghị còn tưởng rằng là xong việc sau vung nước, không nghĩ tới Hà Vĩ lại nói thầm câu, vừa rồi làm sao từ dưới đất xuất hiện một cỗ âm phong. Nghe Hà Vĩ, Triệu Nghị cùng Lý Văn vội vàng cầm đèn pin hướng trên mặt đất chiếu. Nhìn sau khi, bọn hắn phát hiện loạn mộ phần phía dưới giống như che giấu một khối cũ nát mộ bia, mà cái này mộ bia giống như đã bị Hà Vĩ nước tiểu cho xối. Hà Vĩ, ngươi thật giống như vừa rồi nước tiểu đến mộ bia. Cha ta trước kia nói qua, quan tài là người chết nhà, mộ bia là bảng số phòng, ngươi đây là tại người cửa nhà đi tiểu A, ban đêm cẩn thận quỷ gõ ngươi cửa. Lý Văn cũng bắt đầu trách cứ lên Hà Vĩ tới. Hà Vĩ nghe thôi, cũng bắt đầu có chút sợ hãi. Nhưng hắn vẫn là kiên trì dáng chống đỡ lấy, cái này. Đây chẳng qua là một mảnh không ai muốn loạn mộ phần, sợ cái gì. Hà Vĩ nói câu nói này thời điểm, thân thể không tự chủ run rẩy một chút, giống như nhìn thấy cái gì, sắc mặt cũng biến thành có chút mất tự nhiên, còn dùng sức dùng tay xoa mắt, nhưng qua một hồi sau hắn lại khôi phục bình thường, như là chẳng có chuyện gì phát sinh qua đồng dạng. Trương Tiểu Mạn cùng Lâm Tuyết quay đầu lại về sau, liền bắt đầu cáo biệt Hà Vĩ ba người bọn hắn xuống núi. Nguyên nhân là các nàng đã sớm tới, đã chờ đủ một cái giờ, đồng thời các nàng cũng không muốn cùng Hà Vĩ dạng này buồn nôn người ngu tại một mảnh u ám mộ địa phía trên. Trương Tiểu Mạn cùng Lâm Tuyết rời đi về sau, Hà Vĩ bắt đầu có chút đứng ngồi không yên,
sắc mặt cũng biến thành càng ngày càng khó coi, giống như nhìn thấy cái gì kinh khủng đồ vật. Lý Văn nhìn xem Hà Vĩ dạng này, có chút nhịn không được, vội vàng nói, nếu như ngươi sợ chúng ta liền đi nhanh lên đi, ta cũng cảm giác nơi này âm trầm trầm, mà lại càng ngày càng lạnh, luôn có lạnh siêu siêu gió hướng trên cổ ta thổi. Triệu Nghị cũng nhẹ gật đầu phụ họa nói, ta cũng có loại cảm giác này, hai cái này muội tử gan thật mập, không sai biệt lắm hai người một mình ở lại đây một cái giờ, liền ba người chúng ta đại lão gia ta đều cảm giác có chút làm người ta sợ hãi. Không, không được, chúng ta không thể đi, lại kiên trì sẽ, dạng này ta cùng Trương Tiểu Mạn nhiều nhất tính đánh ngang, không tính thua. Hà Vĩ nuốt một ngụm nước bọt, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Đúng vào lúc này, đột nhiên Hà Vĩ mắt hoảng sợ nhìn qua Lý Văn, sau đó há hốc miệng, chỉ vào phía sau lưng của hắn ấp úng nói, về sau, đằng sau, có. Quỷ, quỷ. Trông thấy Hà Vĩ nhìn qua Lý Văn hoảng sợ la hét có quỷ, dọa đến hai người khác vội vàng quay đầu lại nhìn về phía sau, có thể để bọn hắn cảm thấy kỳ quái là, đằng sau căn bản cái gì cũng không có, chỉ là có một cỗ làm người ta sợ hãi âm phong từ trên mặt bọn họ phất qua. Hai người đồng thời đánh run một cái về sau, liền ý thức đến khả năng bị Hà Vĩ đùa nghịch, nhưng khi hắn nhóm nghĩ quay đầu lại tìm Hà Vĩ tính sổ thời điểm, lại phát hiện Hà Vĩ không gặp. Mộng mấy giây sau, hai nhân mã bên trên liền hoảng, liền cái này quay người lại công phu người liền không gặp, sẽ không phải là nháo quỷ a. Càng nghĩ hai người càng phải hoảng, dù sao đêm hôm khuya khoắt tại cái này âm trầm trầm loạn mộ phần bên trên đợi, thần kinh người đều cực độ khẩn trương. Lý Văn Hòa Triệu Nghị vội vàng lớn tiếng la lên Hà Vĩ danh tự, sau đó tại loạn mộ phần chu vi đều tìm một chút, nhưng quả thực là không gặp Hà Vĩ bóng người. Hà Vĩ đến cùng đi đâu rồi? Làm sao một cái chớp mắt liền không tìm được người? Sẽ không phải là xảy ra chuyện gì đi? Lý Văn gấp đến độ xoay quanh. Triệu Nghị lấy điện thoại cầm tay ra, an ủi Lý Văn đừng có gấp, gọi điện thoại hỏi một chút liền biết. Hai lần trước bởi vì trên núi tín hiệu không ổn định đều không có kết nối. Thẳng đến lần thứ ba điện thoại mới kết nối, mấy giây qua đi, điện thoại liền bị nhận, nhưng quỷ dị chính là, điện thoại đầu kia truyền đến TTT quấy nhiễu âm thanh, thật giống như một cái lão nhân tại đầu kia rát khàn giọng cuống họng không ngừng kêu khóc, cho người ta một loại tan nát cõi lòng cảm giác. Hà Vĩ, nghe được sao? Ngươi bây giờ ở đâu? Uy, nghe được sao? Triệu Nghị không ngừng đối điện thoại hô hào, nhưng điện thoại đầu kia vẫn là TT âm thanh, không có truyền đến nửa câu đáp lại. Ngoá! Cái này phá núi, đoán chừng tín hiệu không tốt, hoàn toàn nghe không được đối phương nói chuyện. Triệu Nghị oán giận nói. Được rồi, chúng ta vẫn là rời đi trước đi, đoán chừng Hà Vĩ tiểu tử kia đối với chúng ta dùng kế, sau đó mình chạy thoát, cái này vương bát độc tử chết sĩ diện còn muốn đem chúng ta kéo lên, ta nhổ vào. Lý Văn đối Triệu Nghị thúc giục nói. Triệu Nghị đồng ý nhẹ gật đầu, sau đó đang chuẩn bị đưa điện thoại di động đóng lại, nhưng đúng vào lúc này. Đột nhiên điện thoại đầu kia truyền ra một trận quỷ dị khang khúc âm thanh, tiếng khóc cha của ta, tiếng khóc mẹ của ta, song sơn quỳ xuống bái cao đường. Tại cái này âm trầm trầm loạn mộ phần nghe được đến quỷ dị như vậy khủng bố tiếng ca, dọa đến Triệu Nghị kém chút cầm trong tay điện thoại đều văng ra ngoài. Đi ngươi mỗ mỗ cái chân, Hà Vĩ ngươi cho lão tử chờ lấy, bỏ lại bọn ta hai cái thì thôi, còn làm những vật này tới dọa ta. Triệu Nghị sau khi nói xong liền nổi giận đùng đùng chạy xuống núi. Một bên Lý Văn cũng đuổi đi theo sát. Chờ hai người bọn họ trở lại ký túc xá về sau, liền thấy Hà Vĩ liều mạng bóp lấy ta cổ một màn này. Hai người bọn họ sau khi nói xong, Lý Văn còn sâu kín hướng ta hỏi một câu, Lâm Nguyên, người nói Hà Vĩ tối nay là không phải tại loạn mộ phần bên trên bị dọa điên rồi. Ta vừa rồi tiến túc xá thời điểm trông thấy nét mặt của hắn liền cùng một người điên không khác. Ta lườm hắn một cái, cũng không có ý định giấu giếm nữa, hắn không phải điên. Là chúng ta. Chúng ta, Lý Văn Hòa Triệu Nghị mắt lớn chừng mắt nhỏ, sau đó kinh ngạc nhìn ta. Hà Vĩ tiểu tử này là thật không biết trời cao đất rộng, tại mộ địa bên cạnh không thể có bất luận cái gì bất kính hành vi, không phải rất dễ dàng đắc tội phía dưới âm linh. Ta sâu kín nói. Ngươi nói là, Hà Vĩ là gặp được mấy thứ bẩn thỉu rồi. Lý Văn nửa tin nửa ngờ nhìn ta. Ta nhẹ gật đầu, hắn đây là bị quỷ nhập vào người. Lý Văn Hòa Triệu Nghị sau khi nghe, nhíu mày, biểu lộ cũng là nửa tin nửa ngờ, dù sao sinh hoạt ở niên đại này, muốn bọn hắn lập tức tin tưởng quỷ thần mà nói, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Các ngươi còn đừng không tin, vừa rồi bên trên Hà Vĩ thân cái này quỷ không có hung đủ, nàng khẳng định sẽ còn trở về. Ta quan sát cửa ký túc xá miệng, sau đó khẩn trương nói. Nghe ta,
hai người khác mặc dù còn không phải hoàn toàn tin tưởng, nhưng gan cũng giống như ta lập tức bị nhấc lên, dọa đến mắt không ngừng ngắm lấy cửa túc xá, Lý Văn càng là một hơi chạy tới tướng môn đóng lại. Lâm Nguyên, ngươi thật giống như còn rất hiểu đạo, vậy ngươi nói nếu như kia quỷ trở lại chúng ta phải làm gì? Hắn làm Hà Vĩ nổ không quan hệ, mấy người chúng ta thế nhưng là vô tội. Triệu Nghị vội vàng lại gần hướng ta lấy biện pháp. Hà Vĩ gia đình giàu có, dáng người cũng cao lớn, ở trường học tính có tiền lại có thể đánh chủ. Bình thường Triệu Nghị cùng Lý Văn vịn hắn chính là vì dựa vào hắn cây to này tốt hóng mát. Hiện tại thời khắc nguy nan đại thụ phải ngã, Triệu Nghị lập tức đem hắn cho bán. Đúng đúng đúng, Hà Vĩ tự mình tìm đường chết, cùng chúng ta nhưng không có quan hệ, kia quỷ muốn tìm hắn tốt, nhưng chớ đem hai chúng ta cũng dựng vào. Lý Văn cũng phủi mông một cái cùng Hà Vĩ phân rõ giới hạn. Ta cười khổ một cái, Hà Vĩ cái này người bình thường liền ngang ngược càn rỡ, thích tìm đường chết, cùng hắn người tốt đều là lá mặt lá trái, cái nào là thực tình, thời khắc mấu chốt trực tiếp đem hắn cho bán. Ta sờ lên cằm suy tư một chút sau đó nói, bình thường nếu như tại mộ địa làm ra bất kính sự tình, liền phải cầm tiền giấy đi cái kia mộ phần đốt một bên lớn tiếng nói xin lỗi, lúc trở về ngã đi, còn muốn không ngừng dập đầu. Đi 3 bước một nhỏ đập, 5 bước một lớn đập, thẳng đến rời khỏi 100 bước bên ngoài. Cái này, vậy chúng ta tranh thủ thời gian đánh thức Hà Vĩ để hắn đi kia mộ địa đốt vàng mã đi. Lý Văn nhìn thoáng qua nằm trên mặt đất Hà Vĩ nói. Ta lắc đầu, sau đó nhìn đen như mực ngoài cửa sổ, hiện tại bóng đêm đã sâu, lại đến đi kia loạn mộ phần không chừng sẽ gặp phải cái gì tà môn đồ chơi, muốn đi cũng ngày mai lại đi. Ngày mai lại đi, con quỷ kia đêm nay sẽ không tới. Lý Văn rụt rụt đầu, sau đó lại liếc mắt nhìn đen xì ngoài cửa sổ. Ta nhún vai, biểu thị không biết, coi như nàng muốn tới chúng ta cũng phải đi ngủ a, cũng không thể mấy người ngồi xếp bằng đến hừng đông a. Ngày mai còn phải đi học đâu, so với con kia nữ quỷ, ta cảm thấy chủ nhiệm lớp càng khủng bố hơn. Lý Văn hòa Triệu Nghị nhẹ gật đầu, biểu thị ta nói có đạo lý, hy vọng đêm nay có thể độ an toàn qua đi. Ba người chúng ta hợp lực đem Hà Vĩ đặt lên giường. Sau đó cũng riêng phần mình lên giường đi ngủ, nhưng chúng ta trước khi ngủ cũng không dám quan mình trên bàn đèn bàn, sợ chế quá có biến cố gì, đồng thời một chút xíu sáng ngời cũng có thể cho mình tăng thêm lòng dũng cảm. Ngủ đến nửa đêm thời điểm, ta dường như nghe được đinh tai nhức óc chiêng trống tiếng ồn ào, ta đột nhiên tử liền đánh thức. Chờ ta mở mắt ra thời điểm, vừa rồi trận kia tiếng chiêng trống đã biến mất, ta sát sát mồ hôi lạnh trên trán, chẳng lẽ là ta đang nằm mơ? Không có khả năng. Kia cỗ thanh âm rõ ràng chân thật như vậy. Đúng vào lúc này, đột nhiên túc xá ba ngọn đèn bàn đồng thời quỷ dị lấp lóe lên, mắt của ta đều sắp bị tránh hoa. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ là ba ngọn đèn bàn đồng thời mắc lỗi rồi? Không có khả năng, sẽ không phải là. Nghĩ tới đây, ta giống như ý thức được cái gì, vội vàng dùng mắt ngắm một chút cái khác ba người, chẳng qua bọn hắn đều ngủ được cùng lợn chết đồng dạng, giống như cũng không có chuyện gì. Thở ra một hơi dài, nghĩ thầm có thể là ta suy nghĩ nhiều, đoán chừng thật trùng hợp như vậy ba ngọn đèn bàn đồng thời mắc lỗi. Đang định đứng dậy đi đóng lại đèn bàn thời điểm, đột nhiên túc xá ngoài hành lang vang lên một trận quỷ dị chiêng trống kèn âm thanh, thanh âm rất lớn, để ta cảm thấy rùng mình. Đừng nói cái này hơn nửa đêm trường học không có khả năng xuất hiện loại thanh âm này, coi như thật sự có, kia đoán chừng cả tòa lầu ký túc xá đều sẽ oanh động lên, nhưng lúc này bên ngoài một điểm người động tĩnh đều không có. Liền ta túc xá ba người này đều ngủ được cùng như heo, đối thanh âm bên ngoài một điểm cảm giác không có. Nếu là đổi lại trước kia gặp phải quỷ dị như vậy tình cảnh, ta đã sớm xông về trên giường đem chăn che quá mức, nhưng bây giờ dù sao cũng học một chút đạo thuật, bởi vì cái gọi là nghệ cao nhân gan lớn, tăng thêm lòng hiếu kỳ chiến thắng sợ hãi, ta cũng không trở về trên giường trốn tránh, mà là lấy ra nhị thúc cho ta kia đem đào mộc kiếm, quyết định ra bên ngoài khu ủa túc xá tìm tòi hư thực. Theo khàn giọng một tiếng kít, ta chậm rãi mở ra cửa túc xá, ta cũng không dám lập tức đi ra ngoài, mà là đem nửa cái đầu đưa ra ngoài, cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem ngoài hành lang mặt. Lúc này, ta nhìn thấy một đội mặc áo đỏ, trên mặt thoa từng tầng thật dày bạch phiến cùng điểm tiểu hồng khuyên người thổi kèn gõ chiêng trống, còn nhấc lên một đỉnh phấn hồng lớn hoa cầu chậm rãi hướng thang lầu bên kia đi đến. Nhìn xem một màn này ta lập tức sửng sốt, vì cái gì lầu ký túc xá hành lang sẽ xuất hiện những người này? Bọn hắn đang làm gì? Mấy giây qua đi, đầu óc ta đột nhiên hiện ra hai chữ, đón dâu. Cái này cực giống cổ đại đón dâu đội ngũ, mặc cùng cách ăn mặc cũng giống, nhưng những người này vì sao lại hơn nửa đêm xuất hiện ở đây?
Nhìn xem bọn hắn quỷ dị biểu lộ cùng cái này âm trầm trầm bầu không khí, ta lập tức hiểu rõ ra, chẳng lẽ đây là Mao Sơn quỷ đạo phía trên ghi chép quỷ thành thân. Nghĩ tới đây, ta kìm lòng không được run rẩy một chút, theo Mao Sơn quỷ đạo chỗ ghi chép, quỷ thành thân cực kỳ tà môn cùng không may, nếu như gặp phải, người sống nhất định phải né tránh, không phải liền sẽ bị quỷ bắt đi làm tân lang hoặc là tân nương, sau khi về nhà muốn dùng lá bưởi tẩy mắt, cũng gọi người đâm một cái người giấy đặt ở bên giường ngủ lấy 7 ngày. Đây là nói cho quỷ ngươi đã có bạn lữ, không được qua đây dây dưa. Không nghĩ đến quá nửa đêm có thể tại lầu ký túc xá hành lang gặp phải quỷ thành thân, thật sự là không may, ta một người sống sờ sờ vẫn là tranh thủ thời gian né tránh tốt. Quỷ đại ca, quỷ đại tỷ chúc các ngươi tân hôn hạnh phúc, trăm năm tốt hợp, sinh ra sớm quỷ tử, ta vô ý gặp được, cũng không có việc gì đều đừng tới tìm ta không may. Trong lòng ta loạn nói thầm một trận về sau, liền chuẩn bị đóng cửa quay đầu về ký túc xá. Ngay tại lúc này, đột nhiên thành thân đội ngũ ngừng lại, sau đó tất cả đều đồng loạt hướng ta nhìn qua, còn đối ta lộ ra quỷ dị mỉm cười, dọa đến ta lập tức toàn thân lông tơ dựng ngược, trong lòng lập tức lạc một tiếng, hỏng bét. Bị phát hiện. Lúc này, hoa hồng lớn kiệu vải đỏ đột nhiên bị chậm rãi bóc lên, ta nhìn thấy kiệu hoa bên trong ngồi hai người, một cái mặt mũi tràn đầy vết thương bò đầy mục nát trùng nữ nhân, nàng kia hai con ngươi đều đã không gặp, chỉ có hai cái đen xì lỗ thủng, để người buồn nôn chính là còn có một đầu mục nát trùng từ nàng trong hốc mắt bò ra tới, sau đó chậm rãi bò vào trong miệng của nàng, miệng nàng đột nhiên bỗng nhúc nhích, đem mục nát trùng cắn phải chật chật rung động. Mà đổi thành một cái thì là ta cùng phòng, Hà Vĩ. Hắn hai mắt vô thần, mặt mũi tràn đầy đờ đẫn ngồi tại kiệu hoa bên trên, hắn máy móc quay đầu nhìn ta liếc mắt, nhưng y nguyên không có có phản ứng gì. Hà Vĩ vì sao lại tại quỷ kiệu hoa bên trên, ta vội vàng quay đầu lại hướng Hà Vĩ trên giường nhìn. Phát hiện hắn còn rất tốt nằm ở trên giường, căn bản cũng không có ra ngoài. Cái này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nhìn xem hoa hồng lớn kiệu bên trên Hà Vĩ, ta cảm giác được toàn thân đều dùng mình, nhìn lại nằm trên giường Hà Vĩ, loại kia cảm giác rợn cả tóc gáy càng sâu, giống như toàn thân huyết dịch đều chảy ngược, mỗi cái lông tơ đều dựng lên, vì sao lại có hai cái Hà Vĩ? Cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lúc này, đột nhiên gõ vang ba tiếng chiêng trống. Quỷ dị hoa hồng lớn kiệu lần nữa bắt đầu chuyển động, dọc theo thang lầu chậm rãi đi xuống dưới, thẳng đến biến mất tại thang lầu cuối cùng. Ta nuốt một ngụm nước bọt, tát mình một cái, chỉ có đau đớn mới khiến cho ta cảm giác được vừa rồi phát sinh hết thảy đều không phải là mộng. Đột nhiên, đầu óc ta lạc một chút, giống như minh bạch chuyện gì xảy ra. Ta vội vàng chạy tới đem để tay tại Hà Vĩ trên mũi thăm dò, nhưng ngón tay vừa mới bỏ qua ta liền đột nhiên rụt trở về. Hà Vĩ thế mà không có hô hấp, hắn, chết. Ta dọa đến lại dùng tay thăm dò, lúc này mới thật xác định Hà Vĩ là thật không có hô hấp, ta gọi hắn hai câu cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng, nhìn dáng vẻ của hắn mặt không có chút máu, cùng người chết không khác. Ta cuối cùng đã rõ vì cái gì có hai cái Hà Vĩ, hoa hồng lớn kiệu bên trên cái kia căn bản cũng không phải là Hà Vĩ, mà là Hà Vĩ linh hồn. Hà Vĩ linh hồn bị câu đi làm con kia nữ quỷ tân lang. Trách không được quỷ thành thân không nhìn thấy quỷ tân lang, nếu như vừa mới ta lao ra không biết có thể hay không đem hắn cứu được. Đáng tiếc ta hiện tại mới tỉnh ngộ lại, hết thảy đều đã quá trễ, Hà Vĩ đã bị con kia nữ quỷ mang đi. Ta gọi tỉnh Triệu Nghị cùng Lý Văn, sau đó gọi điện thoại gọi tới xe cứu thương cùng thông chi lão sư gia trưởng. Hà Vĩ gia trưởng biết được tin tức về sau, khóc lập tức hôn mê bất tỉnh, dù sao nhà hắn liền Hà Vĩ một gốc dòng độc đinh, chẳng qua để bọn hắn kỳ quái là Hà Vĩ thi thể nhấc đi kiểm tra thời điểm, thế mà cha không ra bất kỳ vết thương chí mạng, trên thân cũng không có bất kỳ cái gì vết thương. Bác sĩ cau mày nói Hà Vĩ liền cùng thọ hết chết già đồng dạng, chính là trái tim bình yên đình chỉ, cha không ra nguyên nhân cái chết, nhưng Hà Vĩ còn trẻ như vậy, làm sao lại thọ hết chết già, về sau Hà Vĩ gia trưởng lại sẽ thi thể của hắn chuyển mấy nhà bệnh viện. Đều tìm không ra nguyên nhân cái chết, cuối cùng chỉ có thể không giải quyết được gì. Có lẽ thế giới này chỉ có ta biết Hà Vĩ là thế nào chết, hắn là bị nữ quỷ câu đi hồn phách, nhưng ta không dám cùng bất luận kẻ nào nói lên, bởi vì không có người sẽ tin tưởng, khả năng sẽ còn coi ta là bệnh tâm thần. Chuyện này qua đi, trải qua mộ địa hoặc là lên núi tảo mộ thời điểm, ta cũng không dám lại làm bất kính sự tình, hoặc là không cẩn thận liền đắc tội cái gì âm linh, đến lúc đó chết cũng không biết chết như thế nào, đồng thời cuộc sống về sau ta càng thêm khắc khổ học tập Mao Sơn quỷ đạo. Chỉ có đạo hành cao, về sau gặp được quỷ mị mới có thể bảo vệ mình cũng có thể bảo hộ người khác. Hà Vĩ sau khi chết,
Lý Văn Hòa chịu nghỉ mỗi ngày đều vui buồn thất thường tại ký túc xá đốt vàng mã, miệng bên trong còn lẩm bẩm đừng tới tìm ta, đừng tới tìm ta. Ta chế giễu bọn hắn trước kia có phải là làm rất nhiều thật xin lỗi Hà Vĩ sự tình. Hai người bọn họ đồng thời đối ta dựng thẳng lên một ngón giữa, Triệu Nghị nói, Hà Vĩ người này bình thường hẹp hòi nhất, thích sĩ diện lại mang thù, hắn chết quỷ dị như vậy, sẽ không biến thành lệ quỷ về tới tìm chúng ta. Hắn chết khẳng định cùng đêm đó đi mộ địa có quan hệ, mà đêm đó chúng ta cũng đi, có thể hay không? Triệu Nghị nói, hai người sắc mặt đều trở nên trắng bệch. Ta nhíu mày, cảm giác hai tiểu tử này giống như có chút khác thường, bình thường nào có nhát gan như vậy. Liền đêm đó ta cùng bọn hắn nói sự tình ngày thứ hai đều đã quên sạch. Uy, hai vị có phải là gặp chuyện gì? Nhìn các ngươi vẻ mặt này giống như có chút không ổn a. Ta hỏi. Hai người bọn họ ngay từ đầu vẫn là ấp úng, về sau tại ta ép hỏi dưới, rốt cục nói ra tình hình thực tế. Nguyên lai, Hà Vĩ sau khi chết, Trương Tiểu Mạn vẫn gặp được chuyện kỳ quái, luôn cảm giác phía sau đi theo một người, nhưng chợt vừa quay đầu liền phát hiện phía sau giống tuếch. Nhưng loại này ảo giác càng ngày càng mãnh liệt, sẽ còn ngẫu nhiên cảm giác có người tại bên tai của mình thổi hơi. Trương Tiểu Mạn ngay từ đầu cho là mình học tập quá mệt mỏi, khả năng sinh ra ảo giác, nhưng là đêm qua, nàng đang soi gương thời điểm, thế mà nhìn thấy Hà Vĩ. Hà Vĩ liền đứng ở sau lưng nàng, một mực nhìn lấy nàng, sau đó quỷ dị cười, nụ cười kia quỷ dị để người tê cả da đầu, toàn thân phát thuật. Trương Tiểu Mạn kinh hô một tiếng về sau, lập tức quay đầu nhìn. Nhưng là sau lưng trừ không khí, cái gì cũng không có, nào có cái gì Hà Vĩ. Trương Tiểu Mạn hít một hơi thật sâu về sau, lập tức liền bình tĩnh lại, suy nghĩ sau khi, cảm thấy hẳn là mình sinh ra ảo giác. Ngay tại lúc này, sợ hãi lại một lần nữa đánh vỡ nàng phỏng đoán, đợi nàng quay đầu lại đi nhìn tấm gương, Hà Vĩ còn đứng ở sau lưng nàng, vẫn là cái kia nụ cười quỷ dị. Như thế nhiều lần ba lần về sau, Trương Tiểu Mạn rốt cục bị kinh sợ quá độ, té xỉu. Chờ Trương Tiểu Mạn sau khi tỉnh lại, một mực sốt cao không lùi, nhìn rất nhiều bác sĩ đều vô dụng. Về sau Lâm Tuyết đem cái này sự tình nói cho Triệu Nghị cùng Lý Văn, dọa đến cái này hai tiểu tử cả ngày đốt vàng mã cầu thần bái Phật, sợ Hà Vĩ quỷ hồn đến quấn lấy hai người bọn hắn. Nghe bọn hắn hai sau khi nói xong, ta mới hiểu được Trương Tiểu Mạn vì cái gì mấy ngày nay không có tới trường học, hóa ra là phát ra sốt cao. Chẳng qua nghe bọn hắn nói như vậy. Tựa như là Trương Tiểu Mạn bị Hà Vĩ quỷ hồn cho quấn lên. Hà Vĩ khi còn sống thích Trương Tiểu Mạn, hơn nữa còn không có đạt được, xem như khi còn sống kìm nén một hơi. Việc này người A, sợ nhất không cố gắng, người chết lại được vừa vặn tương phản, sợ nhất nhiều thở ra một hơi, khi còn sống nuốt không trôi, kia sau khi chết liền sẽ biến thành oán khí, tăng thêm Hà Vĩ tử vong cùng Trương Tiểu Mạn cũng có một nửa quan hệ, nếu như không phải cùng với nàng đánh cược, Hà Vĩ cũng sẽ không đi cái kia mộ địa. Cho nên Hà Vĩ quỷ hồn thật đúng là có khả năng quấn lấy Trương Tiểu Mạn không thả. Ta cau mày tính toán một cái thời gian, lập tức cảm giác có chút không ổn, hôm nay giống như vừa vặn là Hà Vĩ đầu bảy, ta có một loại dự cảm, Hà Vĩ có khả năng sẽ đối Trương Tiểu Mạn bất lợi, nếu như Trương Tiểu Mạn sốt cao còn không lùi, có khả năng gặp qua không được đêm nay, bởi vì đêm nay chính là Hà Vĩ hồi hồn đêm. Ta vội vàng hướng Triệu Nghị cùng Lý Văn hô, Trương Tiểu Mạn nhà ở đâu? Mau dẫn ta đi. Ta đột nhiên cùng bọn hắn nói muốn đi nhìn Trương Tiểu Mạn, cái này khiến bọn hắn có chút mộng, Lý Văn vô ý thức lắc đầu nói hắn cũng không biết Trương Tiểu Mạn nhà, chỉ có nàng khuê mật Lâm Tuyết biết. Kia mau đem Lâm Tuyết kêu đi ra dẫn đường đi, trễ liền hỏng bét á. Ta nóng nảy nói, Hà Vĩ ta không có cứu, cho nên ta không thể lại để cho hắn hại người. Triệu Nghị gãi đầu một cái mắt liếc thấy ta, tiểu tử ngươi lúc nào trở nên quan tâm như vậy đồng học rồi. Ta bệnh thời điểm không gặp ngươi như thế ân cần. Lý Văn vội vàng phụ họa nói, ha ha, ngươi có thể cùng người ta Trương Tiểu Mạn so sao. Đừng nói ban hoa, nói là giáo hoa cũng không đủ, trong nhà lại có tiền, phụ thân là làm sản sinh ý, trèo lên đánh gãy chân đều không cần sầu. Trương Tiểu Mạn dáng vẻ ngọt ngào, mà lại phát dục đến giống như so cùng tuổi nữ hài đều tốt, trước ngực kia hai ngọn núi cao có thể khinh thường quần hùng, tăng thêm xuất thân tốt biết ăn mặc, đừng nói lớp học. Liền toàn bộ trường học hẳn là cũng tìm không ra mấy cái cùng với nàng sánh ngang muội tử, trong nhà lại có tiền, bên người những nam nhân kia liền cùng ong mật đồng dạng vây quanh nàng chuyển, Hà Vĩ chỉ là trong đó một cái, nhưng nàng giống như toàn diện đều chướng mắt, thậm chí giống như có chút chán ghét. Bao quát Hà Vĩ, nhưng ta lần này cũng không phải là vì lấy lòng nàng, càng không phải là vì tiền của nàng, chỉ là muốn cứu mệnh của nàng. Bớt nói nhảm,
mau đem Lâm Tuyết hẹn ra, mang bọn ta đi Trương Tiểu Mạn nhà, trễ liền gặp không được. Ta mất mặt nói. Nhìn ta nói như vậy, Lý Văn cũng không còn rông dài, lấy điện thoại cầm tay ra liền gọi điện thoại cho Lâm Tuyết, nói hết lời một trận về sau, Lâm Tuyết mới bằng lòng đáp ứng mang bọn ta đi Trương Tiểu Mạn nhà. Chúng ta hạ lầu ký túc xá về sau, rất nhanh liền cùng Lâm Tuyết tụ hợp, nàng đứng ở cửa trường học hết nhìn đông tới nhìn tây, trông thấy chúng ta liền thẳng vẫy gọi, ra hiệu chúng ta đi qua. Lâm Tuyết cùng Trương Tiểu Mạn chẳng những là khuê mật, vẫn là thanh mai trúc mã phát tiểu, tình cảm tốt không được, hai người gần như hình với bóng, mỗi ngày đều dính cùng một chỗ, nhưng hai người vô luận là tướng mạo cùng tính cách đều hoàn toàn không phải một cái loại hình, bao quát gia cảnh. Lâm Tuyết tướng mạo mặc dù so ra kém Trương Tiểu Mạn, nhưng khí chất lại thật tốt, mà lại nhất làm cho người thèm nhỏ dãi chính là nàng cặp kia cặp đùi đẹp, thon dài mà trắng nõn, người bình thường vô luận chân người cỡ nào đẹp mắt, nhưng đều biết chun chút thiếu hụt, nhưng nàng lại không phải, quả thực tìm không ra một tia khuyết điểm, khám xưng hoàn mỹ, để người nhìn liền kìm lòng không được muốn sờ một chút, đương nhiên, nhiều nhất có thể oai oai một chút, không phải vào tay liền nên nghỉ học, đùa nghịch lưu manh hành vi cũng không thể làm. Lâm Tuyết gia cảnh cùng Trương Tiểu Mạn cũng khác biệt, Lâm Tuyết là nghệ thuật gia tộc, phụ thân là vẽ tranh, mẫu thân là nhảy múa ba lê, có lẽ đây chính là vì cái gì Lâm Tuyết dáng dấp có khí chất như vậy nguyên nhân đi. Trông thấy Lâm Tuyết hướng chúng ta vẫy gọi, chúng ta vội vàng đi qua cùng nàng tụ hợp. Triệu Nghị cùng Lý Văn một xích lại gần Lâm Tuyết, hai cặp sắc mi mi mắt liền hướng phía người ta trắng nõn tích đùi nhìn, nhưng không dám quang minh chính đại, chỉ có thể dùng mắt ngắm một cái. Nhưng cái dạng kia, liền như là tại chảy nước miếng. Lâm Tuyết giống như phát hiện đồng dạng, vì tránh đi hai người bọn họ ánh mắt không nói hai lời liền đi ra trường. Cái này may mắn là Lâm Tuyết, muốn đổi Trương Tiểu Mạn, đoán chừng đã một người cho mấy cái khinh khỉnh. Ta vội vàng hướng bọn họ nháy mắt, ra hiệu không nên quá làm càn, người ta đáp ứng mang bọn ta đi đã tính xong, còn được một tấc lại muốn tiến một thước, mặc dù ta cũng đang nhìn, hắc hắc, cái nào thiếu nam không hoài xuân, kỳ thật so sánh dưới. Ta càng thích Lâm Tuyết loại khí chất này, Trương Tiểu Mạn không phải liền là ngực lớn điểm sao. Có cái gì không tầm thường, tính tình kém như vậy, về sau cưới trở về cũng là quỳ sâu gióm, khụ khụ, nghĩ xa. Chúng ta đi theo Lâm Tuyết một đường đi, Triệu Nghị cùng Lý Văn không ngừng tại Lâm Tuyết bên cạnh líu díu, hỏi han, Lâm Tuyết chỉ là ngẫu nhiên trả lời vài câu, chẳng qua còn tốt nàng cũng không có biểu hiện ra phiền chán biểu lộ, không phải nàng nếu là nửa đường quay trở lại đến không mang chúng ta đi. Xem ta như thế nào thu thập hai người này. Đến Trương Tiểu Mạn nhà về sau, ta mới biết được cái gì gọi là hào trạch, viện kia, cùng cái sân bóng đồng dạng lớn, viện tử cửa sắt so trường học cũng còn phải lớn ba lần. Lâm Tuyết thường xuyên đến, cho nên chúng ta rất nhẹ nhàng liền tiến vào Trương Tiểu Mạn nhà, tại quản gia dẫn đầu dưới, chúng ta chỉ chốc lát sau liền đến trước cửa phòng của nàng, nhưng quản gia tạm thời không để chúng ta tiến, nói bên trong có cái đại sư tại làm pháp sự. Bên trong hoàn toàn chính xác truyền ra đinh đinh đang đang tiếng vang, còn có một thanh âm tại niệm chú. Ta nhíu mày, sau đó cúi đầu nhìn một chút cửa dưới đáy khâu, kia khâu cái gì cũng không có, nhưng lại từ trong phòng chui ra làm người ta sợ hãi âm phong, có thể đem ta lòng bàn chân đều thẩm thấu. Cái này trong phòng xem ra thật sự có mấy thứ bẩn thỉu, bằng không thì cũng sẽ không quỷ dị như vậy, có lẽ hà vĩ quỷ hồn thật liền tại bên trong, hy vọng Trương Tiểu Mạn nhà mời cái này đại sư thật có chút năng lực. Qua đại khái nửa giờ sau, Trương Tiểu Mạn cửa phòng mới bị mở ra, từ bên trong ra tới một cái đầu đầy mồ hôi hèn mọn mập mạp này hơn 200 cân, người mặc đạo sĩ phục, tay trái cầm linh đan, tay phải cầm đào mộc kiếm, ngoài miệng còn lộ ra ác tha nụ cười. Bên cạnh hắn còn đứng lấy một người, là một cái trung niên đại thúc, mặc đơn giản, lại có chút khí thế, ánh mắt tràn ngập cơ trí, ngoài miệng giữ lại một chữ hồ, nhìn tựa như đầu thứ ba lông mày, đây chính là Trương Tiểu Mạn phụ thân. Đại sư, nữ nhi của ta thế nào rồi? Nàng cái này sốt cao đã vài ngày, chạy lượt mấy nhà bệnh viện lớn đều không lùi, thân thể cũng càng ngày càng suy yếu, thường xuyên ăn nói linh tinh, nhìn qua liền cùng chúng ta đồng dạng. Trương Tiểu Mạn phụ thân nói. Mập mạp tiếp tục sát trên trán mồ hôi nóng, sau đó uốn éo người, giống như đạo sĩ kia phục quá nhỏ, mặc trên người hắn liền như là một tầng bị no bạo giữ tươi màng, làm cho hắn cực kỳ khó chịu, nhưng hắn lại không nỡ cởi ra. Lệnh thiên kim đây là điển hình chúng ta, nói thông tục dễ hiểu một điểm chính là gặp được mấy thứ bẩn thỉu, nhìn bác sĩ là vô dụng, phải đem quấn ở bên người nàng con kia đồ vật đuổi đi, chẳng qua Trương lão bản ngươi yên tâm, ta vừa rồi đã làm pháp sự đem con quỷ kia đuổi đi, một hai ngày sau lệnh thiên kim liền có thể khỏi hẳn. Mập mạp cười hắc hắc nói,
dáng như vậy nhìn qua cực giống trên đường thần côn, không biết Trương Tiểu Mạn phụ thân làm sao tìm được đến một người như vậy. Nghe thấy mập mạp nói như vậy, Trương Tiểu Mạn phụ thân lộ ra nửa tin nửa ngờ biểu lộ, dù sao cũng là thành công thương nhân, trí thông minh cùng kinh nghiệm để hắn không có hoàn toàn tin tưởng trước mắt cái tên mập mạp này, nhưng hắn đối loại sự tình này có vẻ như không hiểu nhiều lắm, cũng không tiện nói gì, sau khi cảm ơn liền gọi quản gia dẫn hắn xuống dưới lấy tiền rời đi, miệng bên trong còn nói thầm câu, chỉ mong có thể tốt ha, ta liền Trương Tiểu Mạn một đứa con gái. Nguyên lai Trương Tiểu Mạn phụ thân là bệnh cấp tính loạn chạy chữa. Trách không được mời cái dạng này đồ chơi, ta nhìn hắn vài lần liền biết là cái chính cống thần côn. Đầu tiên là trên tay hắn đào mộc kiếm là đạo giáo một loại pháp khí, ở Trung Quốc truyền thống tập tục bên trong cũng bị cho rằng có trấn trạch, hưởng phúc, trừ tà, chiêu tài trợ tác dụng. Tại chế tác bên trên, bình thường lấy thiên nhiên gỗ đào, thuần thủ công điêu khắc hiện đại vì tiết kiệm chi phí rất nhiều đã sử dụng máy móc điêu khắc một loại cho rằng, đào người vì năm mộc chi tinh, cũng xưng tiên mộc. Cố hữu trừ tà trấn trạch tác dụng, đào mộc kiếm thì cho nên có phương diện này năng lực, nhưng mập mạp trên tay đào mộc kiếm căn bản cũng không phải là thật gỗ đào, mà là liễu mộc mặc dù cũng có đuổi quỷ năng lực, nhưng hiệu quả kém xa tít tắp thật gỗ đào, nhị thúc cho ta cái kia thanh chính là thật đào mộc kiếm. Coi như cách niên đại xa xưa, y nguyên có thể nghe được nhàn nhạt gỗ đào hương. Tiếp theo chính là mập mạp nói lời cũng có vấn đề, nếu như hắn thật đem Trương Tiểu Mạn bên người con quỷ kia đuổi đi. Kia Trương Tiểu Mạn sốt cao lập tức liền có thể lui, mà không phải một hai ngày về sau, mập mạp này rõ ràng chính là cố ý đem thời gian về sau nói, sau đó tốt kiếm tiền rời đi. Ta không đành lòng Trương Tiểu Mạn phụ thân bị lừa, thế là vội vàng nói, cái này đại sư, chỉ sợ là cái gạt người đại thần côn đi. Mập mạp vừa mới cùng quản gia đi ra không có mấy bước, nghe thấy ta nói như vậy, tức giận đến vội vàng quay đầu chừng ta liếc mắt, tiểu tử, miệng còn hôi sữa cũng đừng ra tới nói lung tung. Cẩn thận bản đại sư đánh ngươi tiểu nhân. Ách, vị tiểu huynh đệ này, đồ vật có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được, xin hỏi ngươi là. Trương Tiểu Mạn phụ thân hiện tại mới chú ý tới chúng ta, trừ Lâm Tuyết, ta cùng Lý Văn Ba hắn cũng không nhận ra. Chúng ta là Trương Tiểu Mạn đồng học, ta lời còn chưa nói hết, Lý Văn lập tức liền đoạt lấy đi nói, đúng đúng, thúc thúc, chúng ta nghe nói Trương Tiểu Mạn bệnh, cố ý đến xem nàng. Sai, chúng ta không phải đến xem nàng. Mà là tới cứu nàng mệnh. Ta gấp nói tiếp, biểu hiện trên mặt không thể nghi ngờ. Ta lời này mới ra, mọi người lập tức đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn ta, Trương Tiểu Mạn phụ thân nhíu mày, biểu lộ hơi kinh ngạc, cái tên mập mạp kia càng là cười lạnh một tiếng, biểu lộ tràn ngập khinh miệt, hừ, sữa đều không có giới, tại cái này trang cái gì bức, quỷ ta đuổi đi, ta cũng khu, ngươi còn cứu cái gì mệnh. Tiểu huynh đệ, ngươi đây là ý gì? Trương Tiểu Mạn phụ thân hỏi. Ta cau mày liếc nhìn gian phòng, sau đó tiếp tục nói, Trương Tiểu Mạn bên người xác thực quấn lấy một con quỷ, nhưng cái này quỷ cũng không có bị đuổi đi, y nguyên còn tại gian phòng này. Sau đó ta chỉ vào mập mạp nói, cái này người chẳng qua là cái thần côn mà thôi, cũng không có cái gì năng lực. Mập mạp nghe thấy ta nói như vậy, tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, há mồm liền nghĩ phun ta, nhưng lời nói còn không có lối ra, liền bị Trương Tiểu Mạn phụ thân ngăn cản. Tiểu huynh đệ, không thể nói lung tung được. Bằng không, coi như ngươi là Tiểu Mạn đồng học, ta cũng sẽ không khách khí với ngươi. Trương Tiểu Mạn phụ thân nghe ta, mắt trực câu câu nhìn ta chằm chằm nhìn, giống như có thể nhìn thấu ta nội tâm đồng dạng, trong lòng ta lập tức run rẩy một chút, không hổ là cửa hàng tinh anh, ánh mắt này quá sắc bén, khí chàng cũng cường đại. Nghe thấy Trương Tiểu Mạn phụ thân nói như vậy, Lâm Tuyết cùng Lý Văn bọn hắn cũng bắt đầu gấp, Lý Văn Hòa Triệu Nghị không ngừng cho ta ánh mắt, ra hiệu ta không nên hổ nháo. Lâm Tuyết thì ghé vào lỗ tai ta bên cạnh cảnh cáo ta, nàng mang bọn ta đến đã tính hết lòng quan tâm giúp đỡ, gọi ta không muốn lại làm loạn, bằng không hậu quả tự chịu. Mặc dù là dạng này, ta vẫn không có đình chỉ, ưỡn ngực tiếp tục nói, quỷ ban ngày cũng sẽ không ra tới, người có từng thấy người ban ngày trừ tà bắt quỷ sao? Mập mạp này rõ ràng chính là lắc lư người lừa gạt tiền, nếu như quỷ thật bị đuổi đi, kia Trương Tiểu Mạn sốt cao lập tức liền có thể lui, tuyệt sẽ không ngày thứ hai mới tốt, còn có. Ngươi nhìn hắn trong tay đào mộc kiếm căn bản là thấp kém phẩm, chỉ là tiện nghi liễu mộc làm tên giả mạo, hừ, ra tới lắc lư người cũng không bỏ đi trọng bản, thật là có ngươi. Mao Sơn quỷ đạo phía trên từng ghi chép, trừ đặc biệt đột nhiên lệ quỷ, bình thường quỷ đều chỉ ẩn hiện tại ban đêm, ban ngày sẽ trốn ở nơi nào đó, quỷ nếu như không hiện thân, dù cho đạo hành rất cao người cũng không dễ tìm được. Ngươi, ngươi ngậm máu phun người, mập mạp đột nhiên liền gấp, có loại chó cùng rứt dậu cảm giác.
nhưng lúc này tất cả mọi người dùng ánh mắt khác thường nhìn xem hắn, ta giống như cũng làm cho bọn hắn đối thần côn này nửa tin nửa ngờ lên, cùng ta cùng đi ba người cũng đối với ta quăng tới nghi vấn ánh mắt, giống như đang hỏi ta làm sao hiểu những vật này. Không tin, quản gia có thể cầm kia đào mộc kiếm đi tìm người nghiệm một chút. Nói xong, ta cũng không còn cùng hắn nói nhảm, trực tiếp đẩy ra nửa đậy cửa, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đi vào phòng, dù sao mục đích chuyến này của ta không phải đến vạch trần lừa đảo, mà là tới cứu Trương Tiểu Mạn mệnh. Khả năng lời của ta mới vừa rồi để tất cả mọi người đối ta có chút lau mắt mà nhìn, cho nên tiến gian phòng thời điểm cũng không có người ngăn cản ta, mà là an tĩnh đi theo ta đằng sau, bao quát thần côn kia mập mạp, cũng có thể là quản gia không để hắn đi. Phối hợp sau khi vào phòng, ta cảm giác như là tiến vào một cái hầm băng đồng dạng, ta hai tay ôm ngực đánh run một cái, sau đó oán giận nói, người nào mở như thế lạnh điều hòa không khí. Quản gia ở phía sau đáp một câu, gian phòng này căn bản không có mở điều hòa. Hắn vừa mới nói xong, mọi người tất cả đều nhất trí quay đầu nhìn xem quản gia, sau đó trên mặt nhao nhao lộ ra vẻ mặt sợ hãi, gian phòng kia nếu như không điều hòa, vậy liền nhất định là nháo quỷ. Cùng bệnh viện nhà xác cũng không có gì khác nhau, âm phong trận trận, còn lạnh đến người khác thẳng phát run. Chẳng qua mập mạp nhưng thật giống như không có ảnh hưởng gì, hắn cái này hơn 200 cân mỡ quả nhiên không phải đóng, tiếp lấy hắn còn nói thầm câu, ta mới vừa rồi còn đầu đầy mồ hôi ra tới, làm sao có thể lạnh. Hẳn là, con quỷ kia vừa cưỡng chế di rời lại trở về rồi. Hắn lời còn chưa dứt, Trương Tiểu Mạn phụ thân lập tức hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, dọa đến đầu hắn co rụt lại, người lập tức liền chỗ này, như là đánh xương quả cả đồng dạng, xem ra Trương Tiểu Mạn phụ thân đã bắt đầu không tin hắn. Ta kiểm tra một chút gian phòng, phát hiện trừ âm phong trận trận bên ngoài, cũng không có gì không ổn, khả năng ta đạo hành còn thấp nhìn đoán không ra. Đón lấy, ta đi đến bên giường, nhìn xem ngủ ở trên giường mơ mơ màng màng phát ra sốt cao Trương Tiểu Mạn. Trương Tiểu Mạn mặc một bộ màu hồng phấn áo ngủ, tóc có chút lộn xộn, nhưng không có tí tí ảnh hưởng nào nàng diễm cho, hai ngọn núi cao giấu ở trong chăn, nhưng y nguyên đem chăn mọc ra hai cái điểm lồi. Nàng ấn đường cùng hai cái quai hàm đều có chút biến đen, nói rõ nàng thật bị quỷ quấn lên. Mao Sơn quỷ đạo bên trên từng ghi chép, mông mông màu đen quấn môi má, là gặp tà dấu hiệu. Như thế nào mông mông màu đen quấn môi má đâu? Đó chính là trên trán khí sắc đen nhánh, có giống như ấn một loại chấm đen nhỏ phân bố tại trên trán, má môi bao quanh lấy hắc khí, cùng Trương Tiểu Mạn tình huống hiện tại không sai biệt lắm. Trừ đó ra, Trương Tiểu Mạn còn không ngừng nói mê sảng. Thanh âm rất nhỏ lại không rõ rệt, ta vểnh tai cũng không nghe thấy nàng nói cái gì, nhưng nàng cái dạng này dường như bị tra tấn rất đau khổ. Lâm Tuyết không hổ là Trương Tiểu Mạn tốt nhất khuê mật, nàng ngồi tại bên giường, đau lòng cầm Trương Tiểu Mạn tay, biểu lộ rất là lo lắng. Hừ, ngươi nhìn kia cả buổi có thể nhìn ra cái gì? Ngươi hiểu cái chùy, tại kia trang cái gì bức, mập mạp thế mà ở một bên nhả rãnh lên ta tới. Ta nhíu mày. Sau đó đem vừa rồi Trương Tiểu Mạn gặp tà dấu hiệu nói ra, sau đó trợn nhìn mập mạp liếc mắt. Ta cái này nói chuyện, liền mập mạp cũng có chút chấn trụ, biết ta cũng là hiểu chút đạo người, chẳng qua hắn y nguyên gượng chống, chết sống đều muốn hủy đi ta đài. Hắn tiếp tục nói, tiểu tử thúi, người câu này lời kịch cái kia học được. TV, vẫn là tiểu thuyết. Xem ra mập mạp chết bầm này vẫn là không phục ta, mặc dù nện người ta bát cơm không tốt lắm, nhưng lần này cũng không trách ta. Ta nhìn Trương Tiểu Mạn liếc mắt rồi nói ra, cái này quỷ tuyệt đối không hề rời đi gian phòng, nhưng hắn không hiện thân, ta cũng không có biện pháp gì, chẳng qua không thể chờ vào đêm, bởi vì hôm nay là cái này quỷ đầu bảy, tục xưng hồi hồn đêm, tối hôm đó quỷ đặc biệt mãnh, chúng ta nơi này hẳn là không người có thể hàng phục hắn, cho nên, chúng ta phải tại ban ngày đem hắn bước đi ra. Nghe thấy ta nói muốn đem quỷ dẫn ra, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó hai mặt nhìn nhau. Liền mập mạp cũng có chút chột dạ dáng vẻ, không biết hắn là sợ hãi quỷ vẫn là sợ hãi bị vạch trần, con quỷ kia căn bản không hề bị đuổi đi. Tiểu huynh đệ, người thật có thể đem quấn lấy Tiểu Mạn con quỷ kia dẫn ra ngoài. Trương Tiểu Mạn phụ thân nửa tin nửa ngờ mà hỏi, hắn đã bắt đầu dần dần tin tưởng lời của ta. Ta nhẹ gật đầu, sau đó tiến đến Trương Tiểu Mạn phụ thân lỗ tai nhỏ giọng nói, Trương Thúc Thúc, người có thể hay không để bọn hắn ra ngoài, ta có lời nói cho ngươi. Trương Tiểu Mạn phụ thân do dự một hồi, sau đó mới cho quản gia một ánh mắt, ra hiệu quản gia đem bọn hắn đều dẫn đi. Quản gia làm một cái tư thế xin mời, đem người còn lại đều đánh phát ra, bọn hắn trước khi đi ra còn lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, không hiểu nhìn xem Trương Tiểu Mạn phụ thân,
vì cái gì ta không có bị kêu lên đi? Mập mạp càng là không phục, chẳng qua vừa định nói chuyện liền bị quản gia ngăn lại, hắn đành phải nhếch miệng cùng theo rời phòng. Cửa phòng đóng lại về sau, Trương Tiểu Mạn phụ thân hỏi, tiểu huynh đệ, người thật có nắm chắc đem con quỷ kia dẫn ra cũng chế phục sao? Ta nhẹ gật đầu, biểu thị mình có nắm chắc, dù sao những ngày này Mao Sơn quỷ đạo cũng không phải học uổng công. Nếu như con quỷ kia thật sự là Hà Vĩ, hắn nếu như là ban ngày hiện thân, ta là tuyệt không sợ hắn, hắn sơ vì quỷ hồn, đầu bảy ban đêm lại không tới, chế phục hắn rất dễ dàng. Trương Tiểu Mạn phụ thân nhìn ta định liệu trước, cũng đã không còn nghi vấn, liền vội hỏi ta làm sao đem quỷ dẫn ra. Ta dùng tay sờ lên cằm đáp, theo Trương Tiểu Mạn trước đó gặp phải việc lạ, có thể suy đoán ra quấn lấy con quỷ kia là lớp chúng ta Hà Vĩ, hắn vừa mới chết không lâu, nhưng trong lòng thích Trương Tiểu Mạn, cho nên hóa thành quỷ hồn sau vẫn quấn lấy nàng, nếu như muốn ban ngày đem hắn dẫn ra, vậy sẽ phải dùng mỹ nhân kế. Trương Tiểu Mạn phụ thân nhíu mày, ý của ngươi là, muốn ta nữ nhi câu in hắn ra tới. Ta nhẹ gật đầu, chỉ cần đem Trương Tiểu Mạn cởi sạch quần áo nằm ở trên giường, Hà Vĩ khẳng định sẽ ra ngoài. Nghe ta, Trương Tiểu Mạn sắc mặt phụ thân lập tức liền biến, lông mày vặn thành một đoàn, đây tuyệt đối không được, muốn nữ nhi của ta cởi sạch cho quỷ nhìn. Cái này, ta Trương Hổ tuyệt đối không thể đáp ứng. Ta xem xét Trương Tiểu Mạn phụ thân gấp, vội vàng an ủi, Trương thúc thúc, người bình tĩnh một chút, thoáng qua một cái hôm nay đến ban đêm, chính là Hà Vĩ đầu bảy, đến lúc kia, lấy ta đạo hành hoàn toàn cầm Hà Vĩ không có cách. Kia Trương Tiểu Mạn đêm nay mệnh nhất định phải ném, ngươi là muốn mệnh của nàng, vẫn là muốn ngươi cái này mặt mo. Cái này, Trương Hổ bị ta nói nhất thời nghẹn lời, trong mồm giống nhét một đoàn sợi bông đồng dạng, không lời nào để nói. Trương Hổ trầm mặc hơn một phút đồng hồ, mới rốt cục nhẹ gật đầu, đồng ý biện pháp của ta. Ách, cái kia Trương thúc thúc, Tiểu Mạn thân thể trừ quỷ nhìn bên ngoài, còn muốn cho ta nhìn. Câu nói này lúc nói ta đem thanh âm ép tới phi thường thấp. Sợ Trương Hổ sau khi nghe nổi trận lôi đình, xông lại liền trực tiếp phiến ta một bàn tay. Trương Hổ nghe ta đầu tiên là mộng một chút, sau đó không sai biệt lắm cùng ta phỏng đoán đồng dạng, hắn mặt đỏ bừng lên, song quyền nắm chặt, giống như rất tức tối. Tiểu tử thúi, người đây là được một tấc lại muốn tiến một thước. Muốn nữ nhi của ta bị quỷ nhìn thì thôi, còn muốn bị ngươi cái này người sống nhìn. Ngươi so đám thần côn kia còn muốn hung ác, người khác nhiều nhất lừa gạt tiền, ngươi còn muốn lừa gạt sắc. Tại thành phố này, vẫn chưa có người nào dám dạng này chiếm ta Trương Hổ tiện nghi. Trương Hổ nổi giận đùng đùng nói. Ta thấy tình hình không xong, vội vàng giải thích nói, Trương thúc thúc ngươi hiểu lầm, vì để phòng vạn nhất, ta nhất định phải tại Trương Tiểu Mạn trên thân văn bên trên một chút phù chú, không phải sợ đến lúc đó con quỷ kia chó cùng dứt dậu, tổn thương Tiểu Mạn liền không tốt. Trương Hổ nghe ta về sau, mặc dù tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng suy nghĩ liên tục, vẫn là gật đầu bất đắc dĩ. Tiểu tử thúi, người tốt nhất đừng gạt ta, không phải ta muốn người đẹp mặt. Trương Hổ cảnh cáo nói. Ta vội vàng nhẹ gật đầu, biểu thị mình tuyệt đối không có lừa hắn, sau đó vụng trộm lau mồ hôi lạnh, cái này Trương Hổ tài đại khí thô, muốn chơi chết ta cùng dẫm chết một con kiến đồng dạng, nếu là đem hắn đắc tội vậy ta Lâm gia cuối cùng này huyết mạch đoán chừng đều muốn không có. Cùng Trương Hổ muốn một chung máu chó đen cùng Chu Sa Bút về sau, liền ra hiệu Trương Hổ đi đem Trương Tiểu Mạn quần áo cởi xuống. Trương Hổ cũng không có mình tự mình động thủ, mà gọi là đến nhà mình một cái nữ bảo mẫu hỗ trợ, hắn thân thể của mình thì chuyển tới đi một bên. Trong lòng ta không khỏi đối Trương Hổ vị này phụ thân giơ ngón tay cái lên, dù sao nữ nhi lớn lên, dù cho mình thân là phụ thân cũng phải tôn trọng mình nữ nhi, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, đoán chừng hắn cũng sẽ không để ta tùy ý nhìn nữ nhi của mình thân thể. Nữ bảo mẫu thoát xong, liền y theo Trương Hổ phân phó đóng cửa lui ra ngoài. Ta nhìn nằm ở trên giường trần trùng trục Trương Tiểu Mạn, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, khả năng tiếng nuốt nước miếng quá lớn. Trương Hổ sau khi nghe được vội vàng hét lớn một tiếng, tiểu tử thúi, nhanh, còn dám nhìn loạn nữ nhi của ta thân thể, ta đem ngươi mắt móc ra. Ta qua loa ừ một tiếng, liền không tiếp tục để ý Trương Hổ đe dọa, cũng không phải ta muốn nhìn, đây đều là không thể tránh né sự tình, chẳng qua y theo Trương Tiểu Mạn mạnh như vậy tính tình, nếu như sau khi tỉnh lại biết ta nhìn hết thân thể của nàng. Có thể hay không muốn la hét đem ta cho giết. Nghĩ tới đây, ta không khỏi run lập cập, hy vọng nàng cả một đời cũng sẽ không biết chuyện này, không phải ta ác mộng liền đến. Ta không có tiếp tục chú ý trước mắt Trương Tiểu Mạn cái này chói mắt đầu xe đèn, áp chế một chút cao cao nổi lên lều nhỏ, liền tại Trương Tiểu Mạn mỗi một tấc trên da viết lên Mao Sơn khu quỷ phù chú.
Mao Sơn khu quỷ phù chú có trừ tà trấn yêu, an thần chữa bệnh hiệu quả, chẳng qua có được hay không khiến cho ta cũng không biết. Ta là ở trong sách dập khuôn xuống tới, trên sách còn nói, hiệu quả được hay không là nhìn người thi pháp đạo hành, không biết ta cái này đạo hành có được hay không. Qua đại khái sau 20 phút, ta mới đưa Trương Tiểu Mạn toàn thân đều tràn ngập khu quỷ phù chú, đương nhiên, ta cũng đem Trương Tiểu Mạn toàn thân từ trên xuống dưới nhìn toàn bộ, chẳng qua là bây giờ không phải xúc động thời điểm. Được rồi, Trương thúc thúc, ta thở ra một hơi dài nói. Trương Hổ xoay đầu lại liếc một cái trên giường Trương Tiểu Mạn, sau đó tiếp tục hỏi, nếu như không có hiệu quả, ta nhất định đào ngươi mắt. Nghe Trương Hổ, dọa đến ta vội vàng ở trong lòng cầu nguyện, hy vọng Lâm gia liệt tổ liệt tông phù hộ, không phải Mao Sơn quỷ đạo truyền nhân đoán chừng phải đổi nghề người mù sờ xương. Tiếp xuống làm sao bây giờ? Trương Hổ tiếp tục hỏi. Gọi người vận mấy cái sọt đậu nành tới, sau đó vung đầy cả phòng. Ta nói. Đậu nành, Lý Hổ nhíu mày, trong lúc biểu lộ tràn đầy sự khó hiểu. Ta cũng lười cùng hắn giải thích, để hắn làm theo chính là. Lý Hổ nhẹ gật đầu, sau đó đi ra khỏi phòng, không đầy một lát liền nhấc hai cái sọt đậu nành tiến đến ngã trên mặt đất, lập tức trên mặt đất tất cả đều là đậu nành, chúng ta đi đường đều phải cẩn thận, để phòng dẫm trượt té ngã trên đất. Tiếp xuống đâu, Lý Hổ lại hỏi. Ta trong phòng tìm một tấm ghế, sau đó ngồi xuống bắt đầu chơi điện thoại, chờ. Lý Hổ còn muốn hỏi cái gì, nhưng nhìn ta một bộ không yêu phản ứng dáng vẻ, cũng không nói chuyện, đứng ở một bên chờ đợi lo lắng. Qua đại khái sau 30 phút, đột nhiên, ta nghe thấy tê tê thanh âm, còn có một cỗ mùi khét. Ta vội vàng cúi đầu xem xét, phát hiện trên mặt đất có chút đậu nành đốt cháy khét, tất cả đều biến thành cháy đen sắc, còn phát ra một cỗ khó ngửi mùi khét. Từ hình dạng đến xem, những cái kia cháy đen đậu nành hình thành từng cái dấu chân, cũng hướng Lý Tiểu Mạn bên giường đi đến. Đến rồi, ta đối Lý Hổ nhỏ giọng nói. Lý Hổ nhìn thấy tình huống trước mắt, dọa đến sắc mặt trắng bệch, miệng mở rộng liền nghĩ hô to một tiếng quỷ a. Nhưng hắn chỉ là lộ ra một cái hình miệng liền bị ta kịp thời che miệng lại, sau đó đối với hắn làm một cái chớ lên tiếng động tác. Dấu chân đến bên giường sau liền đình chỉ, nhưng bên giường lại lộ ra trận trận âm phong, thổi đến từ sắc màn không ngừng tung bay. Quỷ, quỷ tới rồi sao? Lý Hổ tại bên tai ta nhỏ giọng hỏi. Có thể nghe ra được thanh âm của hắn có chút run rẩy, dù cho giống Lý Hổ nhân vật như vậy, gặp được quỷ vẫn còn có chút khiếp đảm. Ta nhẹ gật đầu, xem ra Hà Vĩ đến, hẳn là ngay tại Trương Tiểu Mạn bên giường, chỉ là chúng ta nhìn không thấy hắn mà thôi. Ta vội vàng lấy ra nhị thuốc đêm đó giao cho ta hoàng phù, sau đó miệng lẩm bẩm, phụng tam thanh đạo tổ, lệnh, ngọc đế sắc ta giấy, vẽ bùa đánh tà quỷ, trương trương đều thần thư dám có người không phục, áp chạy tới phong đô thành chém. Nhanh như pháp lệnh. Đây là Mao Sơn quỷ đạo sắc giấy chú, là tương đối bình thường chỉ phù đuổi tà ma chú ngữ, chẳng qua đây là ta lần thứ nhất dùng, không biết có được hay không dùng. Chú ngữ đọc xong về sau, trong tay hoàng phù như là phi tiêu đồng dạng vung bay ra ngoài, vừa bay đến bên giường thời điểm, thật giống như dính lên thứ gì, còn phát ra bên trong cách cách hoa lửa, kinh khủng nhất chính là còn kèm theo một trận tan nát cõi lòng tiếng gào thét, gian phòng bên trong cái bàn cũng bị toàn bộ trượt chân. Giống như có đồ vật gì trong phòng kịch liệt giãy giụa. Một lát sau, đột nhiên một trận làm người ta sợ hãi âm phong thổi qua, âm phong qua đi, ta nhìn thấy Hà Vĩ đổ vào đậu nành phía trên, sau lưng của hắn dán ta vừa rồi hoàng phù, sau đó trong phòng đau khổ giãy giụa, miệng bên trong phát ra tan nát cõi lòng tiếng gào thét. Hắn bộ dáng kinh khủng dị thường, mặt tái nhợt bên trên che kín quỷ dị chỉ đen, bờ môi xanh xám, răng bạch cùng đánh phấn đồng dạng, hai con ánh mắt tất cả đều là tơ máu. Hốc mắt bên cạnh vây hai cái mắt đen thật to vòng. Tiểu huynh đệ, cái này chính là quấn lấy nữ nhi của ta con quỷ kia. Lý Hổ thấp giọng hỏi, sau đó sợ hãi nhìn chằm chằm lăn lộn trên mặt đất Hà Vĩ. Ta nhẹ gật đầu, ra hiệu hắn không cần phải sợ, Hà Vĩ hiện tại vẫn là tiểu quỷ, một khi bị hoàng phù đánh trúng, kia nhất định là toàn thân run rẩy, đau khổ không chịu nổi, rốt cuộc bất lực hại người. Hà Vĩ giãy giụa sau khi, bắt đầu cầu xin tha thứ, Lâm Nguyên. Bỏ qua ta, van cầu ngươi, bỏ qua ta cũng không dám lại. Hà Vĩ đau khổ cầu khẩn, chẳng qua thanh âm của hắn cùng nguyên lai có chút không giống, nghe liền cùng biến âm băng nhạc, cho người ta một loại cảm giác quỷ dị. Hà Vĩ mặc dù chết rồi, nhưng dù sao cũng là bạn học ta, coi như khi còn sống ta không phải đặc biệt thích hắn, nhưng cũng không muốn đem hắn đánh cho hồn phi phách tán. Nhưng cũng là bởi vì ta một chút thiện lương, kém chút để trong phòng ba người đều mất mạng.
nhìn xem Hà Vĩ trên mặt đất điên cuồng lăn lộn, còn phát ra khiến người tan nát cõi lòng tiếng kêu rên, đồng thời không ngừng hướng ta cầu xin tha thứ, ta lập tức mềm lòng. Là nhị thúc cho ta hoàng phù quá mạnh vẫn là phù này chú quá lợi hại. Chẳng lẽ để Hà Vĩ hồn phi phách tán a? Mặc dù Hà Vĩ người này ta không quá ưa thích, thậm chí có chút nhỏ chán ghét, nhưng dù sao cũng là một cái túc xá, ta nhưng cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua muốn đem hắn đánh cho hồn phi phách tán. Bỏ qua ta, Lâm Nguyên, van cầu ngươi, ta thật thống khổ, cảm giác muốn bị xé rách đồng dạng. Hà Vĩ cầu khẩn thanh âm càng lúc càng lớn, thậm chí còn miễn cưỡng giãy giụa lấy quỳ. Thả ngươi có thể, nhưng ngươi phải đáp ứng ta về sau không thể lại quấn Trương Tiểu Mạn, tranh thủ thời gian đầu thai đi. Ta nói. Hà Vĩ điên cuồng gật đầu, cùng gà con mổ thóc đồng dạng, không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng. Nhìn hắn đáp ứng, ta cũng không nghĩ lại làm khó hắn, vươn tay đem dán tại Hà Vĩ phía sau hoàng phù bóc xuống dưới. Hoàng phù bóc về sau, Hà Vĩ liền cùng bị điện giật đồng dạng, run rẩy mấy lần liền không gặp. Hà Vĩ quỷ hồn biến mất về sau, ta mới thật dài ô thở một hơi, sau trong tưởng tượng thuận lợi, rốt cục đem hắn cho đuổi đi. Đúng vào lúc này, ta đột nhiên phát hiện đứng tại bên cạnh ta Trương Hổ biểu lộ có chút không đúng, hắn ánh mắt mê ly, ánh mắt đờ đẫn, chính đối Trương Tiểu Mạn không nhúc nhích, giống như đang thưởng thức mỹ lệ mê người cảnh sắc, liền mắt cũng không muốn nhúc nhích. Trương Tiểu Mạn phong cảnh thật là không tệ, là nam nhân đều sẽ thích, nhưng trọng yếu chính là Trương Hổ cùng Trương Tiểu Mạn. Hắn làm sao có thể dùng vẻ mặt như thế? Nghĩ tới đây, ta đầu óc lập tức lạc một chút, xong, bị Hà Vĩ tiểu tử này cho lừa gạt. Trương Tiểu Mạn trên thân che kín do ta viết quỷ chú, nhưng Trương Hổ nhưng không có, ta bóc hoàng phù về sau, tiểu tử này cũng không có đi, mà là bên trên Trương Hổ thân. Hà Vĩ, ngươi, ta đối Trương Hổ hô. Ha ha ha, ha ha ha, Trương Hổ quỷ dị mà cười cười, nhưng miệng lại hoàn toàn bất động. Hà Vĩ, ngươi gạt ta, ta đối hắn phẫn nộ hô, không nghĩ tới ta lần thứ nhất đuổi quỷ thời điểm liền bị lừa, hơn nữa còn là bị vừa mới chết không lâu quỷ lừa gạt. Ta lại nghĩ tới đêm đó lão thái bà, chẳng lẽ quỷ đều là giảo hoạt sao? Trương Hổ không chút biến sắc, y nguyên lạc cười khanh khách, thanh âm âm trầm trầm, để người không rét mà run. Hà Vĩ, thức thời ngươi đi nhanh lên, quá mức bảy liền đầu thai đi thôi, ta không nghĩ đối ngươi làm như vậy tuyệt. Ta đối Trương Hổ lớn tiếng quát. Trương Hổ đột nhiên nghiêng đầu lại, mạnh mẽ trừng mắt ta, đầu thai. Ta đi đâu đầu thai đi, nếu như không tìm được mới thế thân. Kia nữ quỷ sẽ thả ta đi sao? Nghe Hà Vĩ, ta lập tức sững sờ, Hà Vĩ nói nữ quỷ là đêm đó đem hắn hồn phách câu đi nữ quỷ sao? Hắn muốn tìm thế thân mới có thể đi đầu thai, vậy tại sao muốn tìm Trương Tiểu Mạn? Hắn không phải thích Trương Tiểu Mạn sao? Hà Vĩ giống như nhìn ra nghi vấn của ta, hắn nhìn xem Trương Tiểu Mạn lại nhải thầm nói, cũng là bởi vì thích, mới phải đưa nàng mang đi, coi như biến thành quỷ, ta cũng phải đạt được nàng, cùng nàng có đôi có cặp. Còn có, nếu như không phải là bởi vì nàng, ta làm sao lại đắc tội kia loạn mộ phần nữ quỷ? Ta làm sao lại chết? Đây hết thảy đều là bởi vì nàng. Hà Vĩ một bên nói điều này, một bên mạnh mẽ chỉ vào Trương Tiểu Mạn. Nghe Hà Vĩ, ta chỉ có thể phát ra cười lạnh một tiếng, không nghĩ tới hắn làm người chán ghét như vậy, làm quỷ càng để cho người chán ghét, rõ ràng là chính hắn tại mộ địa làm thành bất kính sự tình, đắc tội phía dưới nữ quỷ mất mạng, cuối cùng lại muốn trách tại trên đầu của người khác. Còn có thích liền phải hủy diệt, đây không phải yêu, đây là tự tư. Ta cũng lười cùng hắn lại nói nhảm, lần này ta sẽ không lại mềm lòng, đã hắn như thế ngu xuẩn mất khôn, ta cũng chỉ có thể sử xuất tất cả vốn liếng đem hắn đánh cho tan thành mây khói, không được siêu sinh. Nhưng lần này không đợi ta động thủ, đột nhiên Hà Vĩ phất phất tay, cái bàn liền cùng bị khống chế đồng dạng hướng ta đập tới, vội vàng không kịp chuẩn bị ta bị cái bàn mạnh mẽ nện trên mặt. Lập tức bay ngược ra ngoài, sau đó trùng điệp ném xuống đất. Ta lắc lắc thất điên bát đảo đầu, sau đó muốn cưỡng ép đứng lên, còn không chờ ta ổn định thân thể, Hà Vĩ liền xông lại một chân đá vào ta trên bụng nhỏ, ta lập tức nằm dạp trên mặt đất phun ra mấy ngụm ngai ngái máu, bụng đau rát, muốn động đều không động đậy, cùng hỏa thiêu đồng dạng. Lúc này, Hà Vĩ lấy xuống Trương Hổ trên người dây lưng, đem ta cùng ngã xuống cái bàn trói lại với nhau, sau đó phát ra để người quỷ dị ngân cười, Lâm Nguyên. Ta biểu diễn một trận trò hay cho ngươi thấy được hay không? Ta xì một tiếng khinh miệt, phun ra một búng máu, sau đó đối hắn làm một cái khinh miệt biểu lộ. Hiện tại ta đối trước mắt quỷ không có sợ hãi, cũng không có sợ hãi, chỉ có phẫn nộ cùng khinh bỉ, trách thì trách ta tài nghệ không bằng người, đạo hành không đủ liền ra tới cậy mạnh,
hại chính ta, cũng hại cái này hai cha con. Hà Vĩ thấy ta một bộ khinh miệt biểu lộ, mặt tái nhợt lập tức nổi gân xanh, đờ đẫn ánh mắt giống như muốn lồi ra đến. Hừ, làm sao, không tin ta, yên tâm, ta nhất định sẽ cho ngươi mới ra phi thường đặc sắc biểu diễn. Ha ha ha, Hà Vĩ âm trầm trầm mà cười cười, nhưng bởi vì thân thể là Trương Hổ, cho nên mặc kệ hắn làm sao cười, đều là cho người ta một loại ngoài cười nhưng trong không cười cảm giác. Nghe xong Hà Vĩ, trong lòng ta lập tức liền lạc một chút, nháy mắt liền phản ứng lại, hắn là muốn mượn Trương Hổ cùng Trương Tiểu Mạn. Không thể, không được, ngươi làm như vậy liền xúc sinh cũng không bằng. Ta lớn tiếng gào thét, trước đó liền không nên đối với hắn nương tay. Hà Vĩ hừ lạnh một tiếng, căn bản liền không để ý tới ta gọi. Ta đều biến thành quỷ, còn quản cái gì? Xúc sinh đều vẫn còn sống, ta đã chết, ta còn thực sự không bằng xúc sinh. Hà Vĩ tiếp tục ngân cười, sau đó mắt nhìn chừng chừng lấy Trương Tiểu Mạn, nước bọt đều giống như sắp chảy ra. Hà Vĩ không tiếp tục để ý ta, nện bước máy móc bước chân từng cái hướng Trương Tiểu Mạn đi đến. Không được, nếu như loại chuyện này phát sinh, coi như Tiểu Mạn biến thành quỷ cũng không có mặt đi gặp Diêm La Vương, hôm nay ta coi như liều mạng cũng phải ngăn cản. Ta ý đồ lấy tránh thoát dây lưng, nhưng dây lưng mềm dai lực so dây thừng còn mạnh hơn. Ta vô luận như thế nào giãy giụa đều không làm nên chuyện gì. Mắt thấy Hà Vĩ đã đi gần Trương Tiểu Mạn. Không được, không kịp, ta gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, nhưng cái này dây lưng buộc quá gấp, ta chính là giãy giụa không ra. Đúng vào lúc này, ta đột nhiên nhớ tới, Hoàng Phù không nhất định phải dùng tay khống chế, chỉ cần đến nhất định đạo hành, liền có thể dùng ý niệm cùng chú ngữ khống chế, nhưng nhất định phải dùng thủ quyết, hiện tại ta hai tay mặc dù buộc lại với nhau. Nhưng dùng thủ quyết vẫn là không có vấn đề, liền sợ mình đạo hành còn chưa đủ, không cách nào khống chế được trên người Hoàng Phù. Thủ quyết quý ở bấm niệm pháp quyết, cũng chính là ngón tay từng cái khớp nối cùng ngón tay kết thành cụ thể tư thế. Hiện tại đã không có thời gian lại cho ta suy nghĩ, mặc kệ được hay không đều muốn liều một phen, cực thắng liền có thể tránh bi kịch phát sinh, thua hậu quả khó mà lường được. Tay trái là thiện, vì âm, tay phải là ác, vì dương, âm dương xứng đôi. Thiên địa phân chia. Ta dựa theo cái này đoạn khẩu ngữ không ngừng sử dụng bấm niệm pháp quyết, sau đó ngoài miệng nhanh chóng niệm chú ngữ, tay tiếp kim tiên thiên địa động, chân đạp thất tinh ngũ lôi mây. Lục đinh lục giáp theo ta đi, ta chuyển đến triệu thiên binh. Thiên binh thiên tướng địa binh đem, nguyệt binh nguyệt đem ngày binh ngày tướng, thủy binh thủy tướng lửa binh lửa tướng, thổ binh thổ đem cán cân bình địa, trời không huyết khí, cán cân bình địa, sát đến ninh đi, hung thần ác sát không được phụ cận. Thần binh cấp cấp như luật lệnh. Bấm niệm pháp quyết cùng chú ngữ đọc xong về sau, trên người Hoàng Phù thế mà không có một chút phản ứng, ta lập tức gấp đến độ mồ hôi lạnh chảy ròng. Ta nuốt một cái khẩu khí, một lần nữa ổn định một chút cảm xúc, sau đó tiếp tục tái diễn vừa rồi kia đoạn bấm niệm pháp quyết cùng chú ngữ, lần này để ta đánh thức là Hoàng Phù từ trên người ta rớt xuống, nhưng lại bất động. Mặc dù không có thành công, nhưng đã cho ta lòng tin. Ta lại một lần nữa niệm động chú ngữ cùng phát động bấm niệm pháp quyết, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay tại Hà Vĩ nghĩ chui vào chăn đối Trương Tiểu Mạn động thủ thời điểm, Hoàng Phù như là một mũi tên nhọn đồng dạng xuyên qua Trương Hổ thân thể, đồng thời đốt thành tro. Trương Hổ thân thể xuyên qua Hoàng Phù, đột nhiên liền có một đạo bóng trắng từ trong thân thể của hắn mặt bắn ra ngoài, kia bóng trắng toàn thân đều lửa, đồng thời không ngừng giãy giụa lấy, phát ra để người khó mà chịu được tiếng kêu thảm thiết. Ta định chử xem xét, đó chính là Hà Vĩ quỷ hồn. Hắn bị hỏa thiêu thống khổ dị thường, không ngừng trong phòng giãy giụa lấy, trên mặt đất lăn lộn, lăn qua lăn lại, nhưng kia lửa không có chút nào muốn dập tắt ý tứ, ngược lại càng đốt càng lớn, đem hắn toàn bộ đều thôn phệ. Lúc này, Hà Vĩ đột nhiên cùng như chó điên hướng ta đánh tới, ta giãy giụa lấy muốn chạy trốn, nhưng bị trói trên bàn rời không xa, Hà Vĩ lập tức liền bổ nhào vào trên người của ta muốn tránh đều tránh không được. Ngay tại ta coi là sẽ cùng Hà Vĩ cùng đến chỗ chết thời điểm, Hà Vĩ thế mà xuyên qua ta, sau đó biến thành vôi rơi tại trên người của ta. Tan thành mây khói sao, ta lẩm bẩm một câu, kém chút không có ngã xuống đất ngất đi, cuối cùng kết thúc, trong lòng ta một khối đá lớn mới vững vàng rơi xuống, bởi vì sự nhẹ dạ của ta, kém chút hủ thành đại họa, nếu là thành tội nhân thiên cổ, ta nào có mặt thấy ta chết đi một nhà, quả thực đem Mao Sơn một phái mặt đều mất hết. Ta tốn thời gian rất lâu mới đưa dây lưng tránh ra, sau đó đem Trương Hổ thu thập xong, không phải chờ xuống người khác tiến đến có thể gặp sẽ, người bên ngoài cũng thật là, bên trong như thế lớn tiếng vang không biết tiến đến hỗ trợ. Chẳng lẽ là cửa cách âm quá tốt,
cho nên nghe không được. Vẫn là Trương Hổ sợ người khác tiến đến nhìn thấy Trương Tiểu Mạn thân thể, cho nên cố ý phân phó người khác vô luận xảy ra chuyện gì cũng không thể tiến đến. Bất kể như thế nào, sự tình cuối cùng giải quyết. Ta vỗ nhẹ trên người cho, sau đó dùng chăn mền đem Trương Tiểu Mạn đắp kín, chẳng qua chính ta vẫn là nhiều liếc một cái, về sau sợ là không có nhìn rồi. Đúng vào lúc này, Trương Tiểu Mạn đột nhiên tỉnh lại, mơ hồ hỏi, Lâm Nguyên. Trong lòng ta hô to không tốt, vì cái gì hết lần này tới lần khác lúc này tỉnh, móa. Lần này nhảy vào Hoàng Hà đều tẩy không sạch. Trương Tiểu Mạn sau khi tỉnh lại, đầu tiên là nghi hoặc nhìn ta, sau đó đợi nàng phát hiện ngã xuống đất ngất đi phụ thân cùng mình cái gì đều không có thân thể, lập tức liền phiến ta một bàn tay nổi giận đùng đùng mắng, Lâm Nguyên, ngươi. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi đối ta làm cái gì? Nói xong vội vàng dùng tay thật chặt che chăn mền, sợ mình bị người nhìn hết. Ta che lấy nóng bỏng mặt không biết giải thích thế nào tốt, chẳng lẽ nói ngươi gặp ta là tới cho ngươi trừ tà sao? Ai mẹ nó sẽ tin? Đây không phải là càng thêm tìm đánh sao? Tình cảnh xấu hổ sau khi, ta mới đột nhiên nhớ tới ngã trên mặt đất Trương Hổ, liền vội vàng đem hắn lay tỉnh để giải thích chuyện phát sinh trước mắt. Trương Hổ sau khi tỉnh lại cũng có chút mơ hồ. Về sau kinh ta giải thích hắn mới rõ ràng mình mới vừa rồi bị rừng vĩ quỷ nhập vào người. Trương thúc thúc, hôm nay phát sinh hết thảy liền để ngươi để giải thích, ta đi trước lạc, bái bai. Nói xong ta tranh thủ thời gian chuồn ra gian phòng, ra tới trước đó ta vẫn không quên căn dặn Trương Hổ dùng giấy tiền cho trộn lẫn chén nước cho Trương Tiểu Mạn uống, dạng này nàng đốt liền có thể hoàn toàn lui. Ra gian phòng về sau, ta đối ba người khác hô, giải quyết, về trường học đi. Lâm Tuyết kinh ngạc nhìn ta, Lâm Nguyên, người đem Trương Tiểu Mạn chữa khỏi rồi. Ta nhẹ gật đầu, nói nhảm, nàng người đều tỉnh, không tin chính ngươi vào xem. Lâm Tuyết thật đúng là không tin, không phải mình tiến gian phòng nhìn, Lý Văn Hòa Triệu Nghị hai người cũng nửa tin nửa ngờ, chết sống không chịu cùng ta về trường học, kiên quyết cùng Lâm Tuyết vào phòng tìm kiếm tình huống. Không có cách nào, ta hét lên tay chỉ có thể mình về trường học đi. Ra Trương Tiểu Mạn nhà đại viện về sau. Đột nhiên có người thở hồng hộc đuổi theo, ta định chử xem xét, thế mà là vừa rồi cái tên mập mạp kia thần côn. Mập mạp lắc lắc mình một thân mặn mồ hôi, cái này 200 cân lớn thịt mỡ, thật sự là chạy mấy bước kia mồ hôi liền giống như trời mưa xuyến xuyến dưới. Làm sao đại thần côn? Là không phục vẫn là sao? Còn muốn đuổi theo lấy cái tặng thưởng A? Ta đối mập mạp giễu cợt nói. Mập mạp liền vội vàng đem đầu lắc cùng chống lúc lắc đồng dạng, sao có thể A? Tiểu ca xem xét chính là trên đường người, xin hỏi sư thừa nơi nào? Trên đường, ta người đọc sách, không phải trên đường, ta vừa cười vừa nói. Mập mạp cũng đi theo cười hắc hắc nói, không phải loại kia nói, đạo ra đạo, nhìn tiểu ca có chút đạo hành, hẳn là có hai tay, ta đây không phải đi lên nhận một chút đạo hữu sao? Ta cái này nghe xong lập tức liền cười càng lớn tiếng, vậy xin hỏi bàn ca là đầu nào trên đường? Mập mạp mặt lập tức trở nên nghiêm túc. Đối ta thở dài nói tại hạ là đống đầu thứ 88 thay mặt truyền nhân Vương Hạp, hôm nay thất kính. Ai u, ta còn tưởng rằng cái này đại mập mạp là cái lừa tiền thần côn, không nghĩ tới thế mà còn có thể báo bên trên danh hiệu, chẳng qua ta đối dòng này còn không phải rất quen thuộc, hắn nói đống đầu ta là một chút cũng chưa nghe nói qua, cái này đến cùng là nghề nghiệp gì. Bàn ca, người nói cái này đống đầu là làm gì? Sẽ không phải là thần côn một loại khác biệt xưng A? Ta hỏi. Mập mạp trả lời, phi phi phi, cái này sao có thể a? Cái này đống đầu cũng coi là âm hành một loại, cùng hiện thực chuyên gia đàm phán có chút giống nhau, chẳng qua nó không phải cùng người sống đàm phán, mà là cùng người chết đàm phán, cũng là cùng quỷ giảng số. Ta đi, thật đúng là sống lâu gặp, âm hành môn đạo có thể nói là không thiếu cái lạ, thế mà còn có loại nghề nghiệp này. Mập mạp sau khi nói xong, cười hắc hắc sờ sờ đầu, bàn ra ta nhưng không phải chân chính thần côn. Nhiều nhất tính một nửa. Ta nhếch miệng cười xấu xa nói cái kia một nửa đâu. Mập mạp lại xoa xoa trên trán mồ hôi nóng, sau đó nói, kỳ thật a, ta hôm nay tiến gian phòng thời điểm, hoàn toàn chính xác cùng con quỷ kia đã giao thiệp, nhưng hắn chính là chết sống không chịu đi, ta chỉ học cùng quỷ nói chuyện bản lĩnh, nhưng cái này bắt quỷ bản lĩnh ta là một điểm sẽ không, cho nên ta cũng bắt hắn nhất định biện pháp không có, cho nên ta liền, hắc hắc, liền cái gì? Liền tùy tiện giao nộp một chút, dù sao ta cũng phải ăn cơm, lại nói ta cũng xuất lực, không lấy không tiền hắn, tiểu ca ngươi nói có đúng hay không đạo lý này. Mập mạp ngốc cười a a nói, hắn cười một tiếng lên mắt liền meo thành một đạo khâu.
Ta cũng lười cùng hắn nói nhảm, ân hai tiếng, ý tứ chính là tùy ngươi, sau đó phối hợp về trường học đi, cái kia mập mạp còn giống như có chuyện nói với ta, nhưng ta đã không kiên nhẫn, chẳng qua về sau hắn cũng không có đuổi theo. Ngày thứ hai, ta liền bị Lý Văn Hòa Triệu Nghị chắn gắt gao, hai người không ngừng hỏi ta hôm qua tại gian phòng làm cái gì, vì cái gì liền bác sĩ đều trị không được sốt cao, ta liền lập tức chữa khỏi, bọn hắn trong ánh mắt tràn ngập sùng bái, còn hỏi ta có phải là hoa đà truyền nhân, có cái gì truyền thế bí phương. Ta cho bọn hắn một cái liếc mắt liền đi lên lớp, hai người này trước kia cũng không phải là rất để mắt ta, mặc dù một cái ký túc xá, nhưng ta là nông thôn đến, hiện tại lại là cô nhi, người nghèo còn thổ, lần này nhìn ta lấy lòng nữ thần, chỉ có điều muốn tới đây học hai tay khoe khoang mà thôi. Đi đang đi học trên đường, đột nhiên ngẩng đầu liền gặp phải Trương Tiểu Mạn, hôm nay nàng khí sắc đã khôi phục được không sai biệt lắm, hai chúng ta mắt tương đối thời điểm, đột nhiên lẫn nhau mặt đều đỏ thành chỉ quả, nhớ tới chuyện ngày hôm qua, lòng ta liền cùng con thỏ đồng dạng, bành bành nhảy, kia da thịt trắng nõn, ngạo nhân dáng người, còn có kia tinh xảo khuôn mặt, hình tượng này đoán chừng ta cả một đời cũng sẽ không quên. Đột nhiên nghĩ đi nghĩ lại, ta liền ức chế không nổi hồng hoang lực lượng. Trương Tiểu Mạn giống như cũng phát hiện, mặt của nàng lập tức trở nên càng đỏ, đồng thời mạnh mẽ chừng ta liếc mắt mắng, đồ lưu manh, hừ, ngươi so Hà Vĩ còn muốn ác tha, chuyện ngày hôm qua ta nhất định phải tính sổ với ngươi. Nói xong nhìn cũng không nhìn ta liếc mắt liền chạy rơi. Uy, ngươi nghe ta giải thích, sự tình không phải ngươi tưởng tượng như thế. Ta lời còn chưa nói hết Trương Tiểu Mạn liền đã chạy mất tăm, ta lập tức buồn bực lên, chuyện ngày hôm qua đoán chừng Trương Hổ còn không có nói rõ với nàng trắng, dẫn đến cái này sự tình hiểu lầm càng lớn, lần này đắc tội có quyền thế ban hoa, thời gian khổ cực của ta muốn tới. Trương Tiểu Mạn chẳng những dung mạo xinh đẹp, nhân khí cao nhiều người truy phủng, hơn nữa còn là ban trưởng. Ta cái này tôm tép trước kia đều là nhìn nàng sắc mặt làm người, hiện tại đắc tội nàng còn ở đâu ra ngày sống dễ chịu. Chỉ có điều ta coi là một ngày này sẽ đến muộn một chút mà thôi, không nghĩ tới phiền phức đã theo nhau mà tới. Tan học nghỉ thời điểm, đột nhiên Trương Tiểu Mạn liền chạy tới ôm lấy cánh tay của ta, thanh âm ngọt ngào hỏi, Lâm ca ca, đi, chúng ta đi tiệm cơm ăn cơm đi. Nàng mới mở miệng ta liền biết sự tình không thích hợp. Đừng nói trước nàng cho tới bây giờ đều không có tại tiệm cơm bên trên ăn cơm xong, liền nàng tính cách này, không thể lại làm ra như thế ỏn ẻn động tác cùng phát ra như thế ỏn ẻn thanh âm, trong lòng ta lập tức lạc một chút, xong, phiền phức đến rồi. Quả nhiên, ta nhìn thấy ngoài cửa sổ nhiều ba đôi như là chó sói mắt, ngay tại nhìn chòng chọc vào ta. Lúc này, Trương Tiểu Mạn tại bên tai ta lặng lẽ nói, luyện karate à, nếu như ngươi may mắn, có lẽ nhiều nhất đoạn một cái tay chân. Nói xong vội vàng vui sướng chạy đi, sau đó tại chỗ ngồi bên trên chờ xem kịch vui. Dựa vào, cái này Trương Tiểu Mạn cũng quá xấu bụng đi. Ta hôm qua kém chút đem mệnh đều dựng vào, liền vì cứu nàng, hôm nay nàng thế mà dạng này làm ta. Lấy oán trả ơn, quả nhiên đẹp đồ vật đều có gai, thật sự là rắn hiết tâm địa. Ngoài cửa sổ ba người kia ta đều nhận ra, ở giữa cái kia gọi Ngô Ngẫu, đọc lớp 12, thân cao 1m88, dáng người khôi ngô. Từ nhỏ đã luyện karate, hiện tại đã cầm tới đai đen. Từ Trương Tiểu Mạn tiến vào trường này đến nay liền bắt đầu theo đuổi nàng, nhưng liên tục gặp cự tuyệt, nhưng Ngô Ngẫu chính là không cam tâm, hơn nữa còn thường xuyên cùng truy cầu Trương Tiểu Mạn nam nhân quyết đấu, phàm là cùng hắn tự mình quyết đấu người ít nhất đều nằm viện một tháng trở lên. Cũng là bởi vì dạng này, Hà Vĩ truy Trương Tiểu Mạn đều là lén lút, sợ bị Ngô Ngẫu biết, không phải đoán chừng phải tốn không ít tiền thuốc men. Về phần hắn bên người hai người một cái gọi Trương Văn, một cái Trần Vũ, xem như đi theo hắn hai cái tiểu đệ. Ngô Ngẫu trông thấy ta cùng Trương Tiểu Mạn thân mật như vậy, trên mặt gân xanh đều nổi hẳn lên, mắt đều khí đỏ nửa vòng, hắn nổi giận đùng đùng đi vào trước mặt ta, sau đó một cái tay liền đem cổ áo của ta nhấc lên, là nam nhân liền cùng ta quyết đấu, thua cho ta rời đi Tiểu Mạn, nàng là ta. Ta mặc dù cũng có 1m78, nhưng ở khôi Ngô Ngẫu trước mặt nói ít cũng thấp nửa cái đầu. Đồng thời hắn là người luyện võ, một cái tay là có thể đem ta nhấc lên, may mắn tan học phòng học không có người nào, không phải ta liền mất mặt ném đại phát. Nghe Ngô Ngẫu, ta thế mà đầu óc đột nhiên giật một cái, yếu ớt hỏi ngược lại, kia nếu như ngươi thua thì sao? Ngô Ngẫu nghe ta, đột nhiên ngây ra một lúc, có lẽ vấn đề này hắn chưa từng có nghĩ tới, bởi vì hắn cảm thấy mình không thể lại thua. Một lát sau, hắn đột nhiên đối ta khinh miệt cười nói, nếu như ta thua. Vậy sau này cũng không tiếp tục đến quấn lấy Tiểu Mạn, thế nào? Chẳng ra sao cả, ta thẳng thắn nói.
ta căn bản liền không muốn cùng hắn đánh, hắn tới hay không quấn lấy Trương Tiểu Mạn càng thêm không quan hệ với ta. Thao, tiểu tử ngươi vui đùa ta chơi đâu, Ngô Ngẫu lần này trực tiếp đổi bóp ta cổ, bóp phải ta kém chút hít thở không thông. Hiện tại không đáp ứng hắn, đoán chừng lập tức liền phải bị đánh chết, còn không bằng đáp ứng trước, đến cái kế hoãn binh. Ta vội vàng gật đầu chật vật trả lời, tốt ta. Ta đáp ứng, 3 ngày sau, trường học chúng ta phía sau núi thấy. Nghe thấy ta đáp ứng về sau, Ngô Ngẫu mới buông lỏng tay ra, sau đó đối ta nói, tốt, tiểu tử, ngươi có gan, 3 ngày về sau ta ở sau núi chờ ngươi, không đến thăm lão tử làm sao thu thập ngươi. Đi, nói xong mang theo 2 cái tiểu đệ rời phòng học. Ngô Ngẫu sau khi đi, ta vội vàng quay đầu hung hăng trừng Trương Tiểu Mạn liếc mắt, đều do cái này xấu bụng nữ, lần này lão tử gây đại phiền toái. Trương Tiểu Mạn hướng ta thè lưỡi, sau đó cười xấu xa nói đều là đáng đời ngươi, phi. Lúc này, đột nhiên Trương Tiểu Mạn quản gia đi đến, vốn cho là hắn là tới đón Trương Tiểu Mạn, không nghĩ tới hắn trực tiếp tới tìm ta. Tiểu ca, lão gia có chuyện tìm ngươi, quản gia lộ ra lễ phép mỉm cười nói với ta nói. Trương thúc thúc, hắn tìm ta làm gì? Ta cảm thấy có điểm kỳ quái, hắn tìm ta còn có thể làm gì? Trương Tiểu Mạn sự tình ta đều giải quyết. Nhà ma, quản gia sâu kín nói. Nhà ma một loại chỉ điểm xấu hoặc là nháo quỷ phòng ở, Trương Hổ là làm bất động sản, chẳng lẽ trong tay hắn cũng có loại phòng này? Quản gia, Trương thúc lần này tìm ta liền vì nhà ma sự tình. Ta hỏi. Quản gia nhẹ gật đầu, tình huống cụ thể còn phải chờ ngươi đi đến lão gia lại kỹ càng nói cho ngươi, ta chẳng qua là phụ trách mang ngươi tới. Cái gì, Lê quản gia ngươi là tới đón hắn? Hừ. Trương Tiểu Mạn coi là Lê quản gia là tới đón nàng tan học, không nghĩ tới Lê quản gia thế mà trước đem nàng đặt xuống qua một bên, cái này khiến nàng có chút tức giận, miệng nhỏ đều nhanh vểnh đến trên mũi, ta thế mà xưa nay chưa thấy lần thứ nhất cảm thấy nàng có chút đáng yêu. Lê quản gia nhìn Trương Tiểu Mạn sinh khí, vội vàng cười ha hả nói, tiểu thư, ta là tới tiếp các ngươi cùng một chỗ trở về. Thôi đi, ta mới không muốn cùng cái này nông thôn lão cùng một chỗ trở về, để hắn đi đường đi. Trương Tiểu Mạn khí thế hùng hổ, trực tiếp liền đối ta tiến hành người thân công kích. Lúc đầu ta cảm thấy mình đạo hành còn chưa đủ, ăn âm hành cơm còn sớm, không cẩn thận còn có thể đem mệnh cho mất đi, nghĩ uyển chuyển cự tuyệt Lê quản gia, nhưng Trương Tiểu Mạn nhìn như vậy không dậy nổi người, ta liền càng muốn cùng nàng đối nghịch. Lê quản gia, đi thôi, xe ở đâu, xin mang đường. Nói xong ta liền dùng lỗ mũi đối Trương Tiểu Mạn cái này xấu bụng nữ, biểu thị đối nàng khinh miệt cùng đánh trả. Lúc này Lê quản gia đối Trương Tiểu Mạn khom lưng nói, ta có nhiệm vụ mang theo, nếu như tiểu thư không quay về, vậy ta trước hết cùng vị tiểu ca này trở về, chờ xuống ta lại gọi một cái khác chiếc xe đem tiểu thư tiếp trở về đi. Nói xong Lê quản gia liền mang theo ta đi ra phòng học, lưu Trương Tiểu Mạn ở phía sau tức giận đến nghiến răng nghiến lợi thẳng dậm chân, mà ta thì ở trong lòng trộm cười vài tiếng, gọi ngươi thiết sáo cho ta chui, mẹ nó về sau có ta không có ngươi không có ta. Lão tử liền cùng ngươi vừa tới đáy. Lê quản gia bắn tới chính là một cỗ siêu trường nhà xe, thả ở cửa trường học cực kỳ chói sáng, ngồi lên cảm thấy lần có mặt mũi, người chung quanh đều hướng ta đưa tới ánh mắt hâm mộ, dường như có thể ngồi lên một cỗ dạng này xe, là cả đời vinh hạnh. Hoàn toàn chính xác, có thật nhiều người cố gắng cả một đời cũng mua không được dạng này một cỗ siêu cấp xa hoa xe, nhưng ta ngồi lên trong nháy mắt, ta liền âm thầm hạ quyết tâm. Về sau nhất định phải mua một cỗ so cái này còn muốn xa hoa chói mắt xe. Khụ khụ, có chút kéo xa, dù sao ta việc cần phải làm còn có rất nhiều, chỉ ít 1 năm sau ta phải có đối phó lão thái bà kia thực lực. Đi vào Trương Tiểu Mạn nhà, Trương Hổ An vị ở đại sảnh chờ ta, hàn huyên một phen về sau, ta liền thẳng vào chủ đề. Trương Thúc hôm nay tìm ta là vì cái gì sự tình? Là gặp được nhà ma sao? Ta hỏi. Trương Hổ uống một ngụm trà sau mới nhẹ gật đầu, tiểu huynh đệ, ngày đó ngươi giúp ta đem thân nữ nhi bên cạnh con quỷ kia đuổi đi, ta liền biết ngươi có 2 tay, gần đây ta vừa mua một nhóm phòng ở, chẳng qua có chút khó giải quyết. Đám kia là nhà ma, ta nhíu mày. Trương Hổ lại gật đầu một cái, đúng, cho nên mua vào đến sau cũng không dám xuất thủ, làm như vậy sinh ý quá không tử tế, cũng sẽ ảnh hưởng ta Trương Hổ danh dự, nhưng nếu như không bán đi. Vậy ta liền bồi đại phát, cho nên mời tiểu huynh đệ giúp ta một chuyện. Lần này ta mày nhíu lại phải càng sâu, gần như vặn thành một đoàn. Nhà ma cũng không phải đùa giỡn, nhà ma bình thường chia làm 2 loại, một loại là phong thủy cách cục không tốt, một loại khác thì là chết qua người phòng ở,
loại này chết chỉ không phải là bình thường tử vong, cho nên oán khí tràn ngập cái phòng này, oan hồn không tiêu tan, phòng ở liền sẽ nháo quỷ, thậm chí sẽ lấy mạng. Loại thứ nhất còn dễ nói, loại thứ hai gặp được oán niệm cực sâu lệ quỷ, kia tùy thời đều có thể đem mệnh cho dựng vào. Trương Hổ tài sản ngàn ngàn vạn vạn, vẻn vẹn mấy bộ phòng ở mà thôi, ta một cái nông thôn tiểu tử nghèo không đáng vì hắn mạo hiểm đem mệnh cho treo dây lưng quần bên trên. Trương Thúc, người có tiền như vậy, tùy tiện đều có thể tìm tới cao nhân, ta chỉ là nửa thùng nước tiểu mao đầu, có câu nói rất hay, ngoài miệng không có lông, làm việc không vững, người vẫn là mời cao minh khác đi. Ta liền vội vàng đứng lên cự tuyệt, dự định cứ như vậy rời đi. Còn đi chưa được mấy bước liền bị Trương Hổ gọi trở về, tiểu huynh đệ, ngươi cự tuyệt nhanh như vậy làm gì, ngươi là tiểu mạn đồng học, ta là sẽ không bạc đãi ngươi. Bộ dạng này đi, nếu như ngươi thành công giúp ta giải quyết nhà ma vấn đề, mua đi ra một phần tư tiền đều thuộc về ngươi, thế nào? Trương Hổ nói, một phần tư có bao nhiêu tiền? Ta tò mò hỏi. Trương Hổ vươn ba cái ngón tay, 300 vạn trái phải. Trương Hổ nói xong, ta lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, phát ra hút một tiếng. Đây thật là cái mê người điều kiện, ta về sau cả một đời khả năng cũng kiếm không được nhiều tiền như vậy, mà lại ta hiện tại mặc dù không cần giao học phí, nhưng tiền sinh hoạt vẫn là phải dựa vào mình bình thường sau khi học xong thời gian làm việc vặt kiếm được, cho nên ăn mặc đều kém một bậc, có khi còn miễn không được bị người chế giễu, cái này khiến ta rất là khổ sở. Ta do dự sau khi, quyết định đón lấy cái này đơn sinh ý. Đã ta học xong Mao Sơn Quỷ Đạo, liền phải học để mà dùng, ít nhất phải để cho mình trôi qua tốt một chút, không phải về sau xuyên được rách rách dưới ra ngoài, cũng là ném ta Mao Sơn một phái mặt. Trương Thúc, người đám kia phòng ở hết thảy có mấy bộ? Ta hỏi. Trương Hổ trả lời, ba bộ. Ba bộ phòng ở, vậy còn không tính nhiều, tốt, ta tiếp. Ta gật đầu đồng ý nói, có điều, ta còn có một việc thoát khỏi ngươi giúp ta làm. Tiểu huynh đệ cứ việc nói. Trương Hổ sảng khoái nói. Cách trường học không xa có cái loạn mộ phần, người có thể giúp ta điều tra thêm đều có người nào táng tại kia sao? Cụ thể lời nói là một nữ nhân, hẳn là thành thân ngày đó chết. Ta vẫn nghĩ cha tìm sát hại Hà Vĩ con kia nữ quỷ là lai lịch gì, nhưng dù sao cũng là đã bị người vứt bỏ không người lý loạn mộ phần, lấy lực lượng của ta không có khả năng tra được. Trương Hổ nhíu mày, có vẻ hơi khó xử, cái kia loạn mộ phần tựa như là dân quốc thời kỳ, thời gian tương đối xa xưa. Không biết có thể hay không tra được, ta hết sức đi. Ta vội vàng thở dài nói vậy thì cảm ơn Trương Thúc. Sau khi nói xong, ta liền cáo từ rời đi Trương gia, sau đó dự định đêm nay lại đi chiếu cố kia nhà ma. Trở lại ký túc xá, Lý Văn Hòa Triệu Nghị lập tức liền đem ta vây lại, sau đó không ngừng sờ trán của ta, ta vội vàng đem hắn hai cho đẩy ra, trong lòng tự nhủ hai người này có phải là cũng chúng ta. Lâm Nguyên, đầu óc ngươi không có phát sốt ha. Thế mà đáp ứng cùng Ngô Ngẫu đơn đấu, người đây không phải trứng gà đập tảng đá, muốn chết sao? Lý Văn nói. Triệu Nghị cũng liền bận bịu phụ họa nói, đúng đấy, lại nói, người bộ dáng này. Cũng muốn truy Trương Tiểu Mạn, đừng ngốc, coi như nàng thật đối người có ý tứ, đó cũng là vui đùa ngươi chơi, đừng tưởng rằng cứu nàng một lần liền có cơ hội, người dù sao chỉ là cái nông thôn đến tiểu tử nghèo. Nói xong còn phát ra trào phúng thức ha ha cười. Nghe xong bọn hắn. Ta mới vỗ đầu một cái, làm sao đem cái này gốc giả cấp quên, đều do Trương Tiểu Mạn kia xấu bụng nữ, không phải nàng, ta cũng gây không lên Ngô Ngẫu cái này đại phiền toái, cái này nên làm thế nào cho phải, chẳng qua tin tức này cũng truyền quá nhanh đi, ký túc xá hai người này thế mà nhanh như vậy liền biết. Lại nói hai người này là có ý gì, trào phúng vẫn là đố kỵ, nhắc nhở ta thời điểm vẫn không quên dẫm ta một chân, xem ra bọn hắn đối ta cái này nông thôn người tới vẫn là tương đối kỳ thị. Ta đối hai người bọn họ đào đào cứt mũi, Trương Tiểu Mạn loại kia xấu bụng nữ, lấy lại ta đều không cần, ta nhưng cùng với nàng không hề có một chút quan hệ, là Ngô Ngẫu kia ngu xuẩn cứng rắn muốn bức ta cùng hắn đơn đấu, loại kia man như ai bắt hắn có biện pháp, vì mạng sống, ta chỉ có thể tạm thời đáp ứng một chút. Ta dừng lại nhả rãnh, đem Lý Văn Hòa Triệu Nghị cả kinh trợn mắt hốc mồm, chẳng những ghét bỏ lớp học đệ nhất mỹ nữ, còn mắng Ngô Ngẫu man nghiu, lời này cũng không phải ai cũng dám nói lung tung. Nhìn xem bọn hắn vẻ mặt này, ta cũng lười lại để ý đến bọn họ, để bọn hắn hai một mực đang mù nói thầm, bởi vì ngay tại vừa rồi, ta nghĩ đến đối phó Ngô Ngẫu biện pháp. Đến ban đêm, ta lặng lẽ chuồn ra trường học, Lê quản gia đã sớm ở trường học cách đó không xa chờ lấy ta. Sau khi lên xe, Lê quản gia trực tiếp đem ta đưa đến thứ nhất tòa nhà nhà ma,
sau đó người liền đi, nhìn hắn đầu đầy mồ hôi lạnh dáng vẻ, giống như trong phòng đồ vật đặc biệt mãnh, cái này khiến ta không khỏi có chút lòng còn sợ hãi, chẳng qua ngẫm lại ta đã một chân bước vào âm hành đạo môn này, cũng không có gì đáng sợ, muốn ăn cơm, vậy thì nhất định phải liều mạng. Sau khi xuống xe, đứng tại nhà này cửa phòng trước, ta cảm giác được một cỗ làm người ta sợ hãi âm phong từ trong khe cửa thẳng thổi ra, để ta kìm lòng không được dùng mình một cái. Ta cầm nhà chìa khóa do dự thật lâu mới dám mở cửa đi vào, mới vừa đi vào thời điểm phòng ở một mảnh đen, cái gì đều không nhìn thấy, nhưng lại có thể nghe được giày cao gót đánh sàn nhà thanh âm, cộc 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 vang, để người nghe tê cả da đầu. Tìm tòi đến chốt mở mở đèn lên quang về sau, loại kia thanh âm lại lập tức biến mất. Phòng này thật là tà môn, thật sự là danh xứng với thực nhà ma, may mắn ta hôm nay mang đến nhị thúc cho ta kia đem đào mộc kiếm cùng hoàng phù, coi như đấu không lại nó hẳn là tự vệ cũng không thành vấn đề. Trừ hoàng phù cùng đào mộc kiếm, ta còn mang đến mấy khối miếng vải đen, sau đó đem miếng vải đen đem nhà tất cả tấm gương đều đóng. Mao Sơn Quỷ Đạo ghi chép, phàm là nhà ma, nhất định phải đem tấm gương rút khỏi đến, hoặc là dùng một mảnh vải đen đem tấm gương che lại, bởi vì tấm gương thuần âm, đặt ở nhà ma bên trong sẽ để cho nhà ma trở nên càng thêm tà môn. Đem tấm gương che lại về sau, ta bắt đầu quan sát nhà này nhà phong thủy cách cục, nhìn sau khi, phát hiện cũng không có vấn đề quá lớn, đương nhiên, ta đối phong thủy khối này còn không phải rất quen thuộc, chỉ có thể nhìn cái đại khái, bởi vì Mao Sơn Quỷ Đạo bên trong đối với phong thủy giảng giải tương đối ít, cho nên ta cũng chỉ có thể học cái ra lông. Đã phong thủy không có vấn đề, đó chính là phòng này chết qua người. Dựa vào, quên hỏi Lê quản gia muốn phòng này tư liệu, đều ở qua người nào, chết người nào. Đúng vào lúc này, đột nhiên reng 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 vài tiếng chuông điện thoại đem ta giật mình. Phòng này không phải không người ở sao? Vì sao lại có người nửa đêm gọi điện thoại đến? Cái này, giống như có chút quỷ dị. Ta đi vào điện thoại trước, khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt, xoa xoa lòng bàn tay mồ hôi sau mới đưa điện thoại nhận. Tiểu ca, người còn tốt chứ? Đầu bên kia điện thoại truyền đến Lê thanh âm của quản gia. Dựa vào, dọa ta một hồi, hóa ra là hắn, ta còn tưởng rằng quỷ gọi điện thoại cho ta đâu. Không có việc gì, tốt đây, không cần lo lắng, đúng, nhà này nhà tư liệu có sao? Ta hỏi. Có, tại lầu 2 ở giữa cái kia nhà trong ngăn kéo. À, biết, nhờ ngươi đừng đánh điện thoại tới, cái này không người ở nhà mà điện thoại vang cũng trách dọa người. Sau khi nói xong ta liền đưa điện thoại cho treo, đồng thời đem điện thoại tuyến đều rút. Nhưng ta vừa đi mấy bước, điện thoại lại vang lên. Ta vừa đi mấy bước, đột nhiên sau lưng điện thoại lại vang lên, dọa đến ta lập tức run lập cập. Điện thoại tuyến ta không phải rút sao? Vì cái gì còn có thể vang? Chẳng lẽ cú điện thoại là này quỷ đánh tới? Ta đi trở về điện thoại trước, sau đó nuốt một ngụm nước bọt, do dự mấy giây sau, ta vẫn là nhanh chóng nhận. Uy! Là ai? Ta khẩn trương hỏi. Đầu bên kia điện thoại không có truyền đến thanh âm của người, chỉ có xì. Xì xì quấy nhiễu âm thanh, thanh âm này nghe tới có chút quỷ dị. Người đến cùng là ai? Là người hay là quỷ? Thanh âm có chút quỷ dị, nhà ma quả nhiên có chút tà môn, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại mình là đến bắt quỷ, nháy mắt lại cảm thấy không có gì đáng sợ. Đầu bên kia điện thoại đột nhiên phát ra oa một tiếng, đem ta giật nảy mình, điện thoại trong tay kém chút liền văng ra ngoài. May mắn ta bắt ổn. Cái này đột nhiên giật mình để ta trái tim có chút chịu không được, liền vội vàng đem điện thoại cho cúp máy. Cái này quỷ ra tới trực tiếp cùng nó làm còn có thể, cho nó cái này giật mình hoảng hốt hù dọa, ta còn không có động thủ đoán chừng trước hết để nó dọa cho chết rồi. Đột nhiên, đúng vào lúc này, ta phát hiện đối diện dưới đáy bàn có một cái bóng đen ngồi xổm. Ta lập tức cảnh giác, sau đó nghĩ nằm xuống hướng dưới đáy bàn nhìn. Nhìn xem bàn này dưới đáy mặt đến cùng ngồi xổm cái thứ đồ gì. Nhưng ta vừa nằm xuống, đột nhiên phốc một tiếng, nhà này nhà tất cả ánh đèn đều dập tắt, chung quanh lại trở nên đen tối sầm lại. May mắn không như trong tưởng tượng bết bát như vậy, mắt của ta rất nhanh thích ứng hắc ám, ta nhìn thấy dưới đáy bàn ngồi xổm một cái mặc đồ đỏ phục nữ nhân, nhưng nhìn cũng không rõ ràng lắm. Lúc này, đột nhiên ngô ngô một tiếng, có đồ vật gì hướng ta lăn đi qua, ta vô ý thức đem đồ vật cầm lên. Sau đó dùng tay mò mấy lần liền bỏ vào trước mắt. Thứ này sền sệt, có chút tròn, nhìn giống viên bi, nhưng lại so viên bi nhỏ, mà lại là mềm, chung quanh đều là dịch nhờn. Ta phóng tới trên mũi ngửi mấy lần, bị hù lập tức văng ra ngoài, bởi vì ta nghe được một cỗ mùi máu tươi. Cái kia, sẽ không phải là người tròng mắt a? Nghĩ tới đây,
ta kìm lòng không được run lập cập, trong dạ dày một trận bốc lên, cảm thấy cực kỳ buồn nôn. Hắc hắc hắc, ta chết được thật thê thảm a. Từ dưới đáy bàn truyền ra bén nhọn thanh âm nữ nhân, thanh âm kia liền cùng giao xuân con mèo đồng dạng, quỷ dị mà khủng bố, nghe được người tê cả da đầu. Yêu nghiệt phương nào trốn ở đáy bàn quấy phá, ta học TV những đạo trưởng kia hô một câu, hy vọng có thể chấn một chút chàng tử. Ngô 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 một tiếng, lại có đồ vật từ dưới đáy bàn lăn ra tới, lần này ta nhìn thấy một đầu tơ máu dọc theo đáy bàn bày ra tới, lần này cút ra đây đồ vật tương đối lớn. Chung quanh mặc dù đen nhưng ta có thể miễn cưỡng nhìn thấy, lần này cút ra đây chính là một viên màu đen đầu lâu. Ta vội vàng lui về phía sau mấy bước, sau đó rút ra đào mộc kiếm, cái này nhà ma quả nhiên có quỷ, loại phòng này nếu như bán đi, ngủ ở đâu tiến đến tất bị lệ quỷ lấy mạng, liền ta cũng bị dọa đến phía sau ứa ra mồ hôi lạnh. Có oan tố oan, không oán nhanh chóng rời đi, không phải chớ có trách ta Mao Sơn hậu duệ không nể mặt mũi. Đây là một câu lời nói ngoài miệng. Cùng chúng ta đánh nhau trước nói dọa là một cái đạo lý, một là cho mình tăng thêm lòng dũng cảm, hai là cảnh cáo đối phương, mà lại cũng càng có khí thế một điểm. Hắc hắc hắc, hắc hắc hắc, SB. Dưới đáy bàn nữ quỷ phát ra quỷ dị cười lạnh, còn tiện thể chào phúng ta một câu. Ta dựa vào, cái này quỷ còn rất biết điều, mắng chửi người dẫn người lời nói, ta coi là quỷ đều là nói chuyện ma quỷ. Chẳng qua nó câu này mắng triệt để chọc giận ta, mặc dù ta mới ra đời. Nhưng cũng không thể để nó dạng này vũ nhục. Đạo pháp vốn không nhiều, nam thần rót Bắc Hà, viết đến 37 số đuổi tận thế gian ma. Chú ngữ niệm lên về sau, trong tay hoàng phù phù một tiếng lấy lên lửa. Đi, ta đem lửa cháy hoàng phù ném vào dưới đáy bàn. Hoàng phù ném vào về sau, dưới đáy bàn cùng cả cái bàn đều đốt lên, phát ra bên trong cách cách thanh âm. Đây cũng không phải là phổ thông lửa, Mao Sơn quỷ đạo bên trên từng ghi chép. Lửa trúc su bạc lửa cùng võ hỏa, lửa nhỏ chính là chúng ta bình thường dùng lửa, gần như có thể thôn phệ thế gian hết thảy, nhưng lửa nhỏ đốt không được thế giới kia đồ vật, cho nên quỷ là không sợ lửa nhỏ. Võ hỏa liền vừa vặn tương phản, chuyên đốt một thế giới khác đồ vật, nhưng chúng ta dương gian đồ vật, lại là đốt không xấu, mặc dù cái bàn kia thiêu đến bên trong cách cách vang, nhưng mặc kệ lửa nhiều vượng, cái bàn kia y nguyên hoàn hảo không chút tổn hại, võ hỏa là đốt không được dương gian bất kỳ vật gì. Ta dùng hoàng phù thêm chú ngữ đem võ hỏa dẫn xuống dưới, sau đó muốn đem dưới đáy bàn con quỷ kia thiêu chết, nếu như ngày đó ta trực tiếp dùng cái này chiêu đốt Hà Vĩ, kia đoán chừng liền không có nhiều chuyện như vậy. Đốt đại khái một phút đồng hồ sau, đáy bàn con kia đồ vật giống như rốt cục chịu không được, phát ra một tiếng kêu chói tai, a, à, bỏng chết ta, cứu mạng a, à, cứu mạng, người đều biến thành quỷ, còn mẹ nó cứu mạng, người có mệnh sao? Ta cười lạnh nói. Để cho ngươi kêu ta SB, lão tử muốn đem ngươi thiêu đến vĩnh viễn không siêu sinh. Nhưng ta lời mới vừa nói xong, liền cảm giác có điểm gì là lạ, thanh âm của lời này làm sao quen như vậy đâu. Giống như ở nơi nào nghe qua, chẳng lẽ trong phòng này quỷ ta biết. Là ta nha, lớn SB Lâm Nguyên, ta là Trương Tiểu Mạn, nhanh cứu ta, lửa thật lớn, nhanh đốt chết ta, thật nóng thật nóng. Trương Tiểu Mạn vừa nói, một bên từ dưới đáy bàn lăn ra tới. Nàng mặc một thân quần áo màu đỏ ngòm, trên mặt che kín từng tầng thật dày bạch phiến, nếu như bây giờ đi ra đường phố, thật đúng là có thể hù chết một nhóm người. Dựa vào, hóa ra là cái này xấu bụng nữ đang giả vờ quỷ, ta còn tưởng rằng là chân quỷ đâu. Nữ nhân này quả nhiên xấu bụng, thế mà nghĩ giả quỷ làm ta sợ, may mắn ta cũng không phải hạng người bình thường, không phải đoán chừng muốn cho nàng dọa gần chết. Cái này lửa căn bản đốt không xấu người. Cho nên ta cũng không vội mà giúp nàng tắt máy, mà lại ta không thể cứ như vậy được rồi, muốn cho nàng một bài học. Ta hai tay ôm ngực một bộ lạnh lùng biểu lộ, ha ha, giả quỷ làm ta sợ còn nhớ ta cứu ngươi. Ngươi trong đầu trang đều là phân sao. Lâm Nguyên ngươi hèn hạ vô sỉ, hạ lưu hỗn đản, đáng ghét nhà quê, ta đi ngươi tổ tông 18 đời, ta rãnh đại gia ngươi. Trương Tiểu Mạn gấp sau khi đứng lên miệng đầy thô tục. Cái này nhưng cùng với nàng thiên kim đại tiểu thư thân phận không có chút nào phù hợp, xem ra là thật bị ta làm phát bực. Nhưng ta y nguyên không hề bị lay động, ai, ngươi chậm rãi mắng chửi đi, chờ xuống ta đến đoán chừng ngươi liền biến thành một khối than, hắc hắc. Nói xong ta làm ra một bộ dáng phải đi. Nhưng thật ra là Trương Tiểu Mạn gấp, không phải nàng liền sẽ phát hiện lửa căn bản đốt không được nàng chút nào, chẳng qua cái này lửa còn rất bền bỉ, coi như đốt không được người nhưng vẫn là y nguyên bất diệt. Đừng, đừng đi, ta xin lỗi, là ta không đúng,
ta không nên đóng vai quỷ dọa ngươi, ngươi nhanh cứu ta không muốn chết. Trương Tiểu Mạn vừa nói, một bên lăn lộn trên mặt đất, muốn đem trên người lửa cho dập tắt, nhưng đây cũng không phải là dương gian lửa nhỏ, bộ dạng này là không thể dập tắt. Hiện tại mới xin lỗi trễ, trừ phi ngươi gọi ta. Lão công, ta cười hắc hắc nói, đối với tâm cao khí ngạo Trương Tiểu Mạn đến nói, đây cũng là đối nàng nghiêm trọng nhất trừng phạt. Gọi con em ngươi, Lâm Nguyên ngươi quá đáng ghét, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi, hừ. Trương Tiểu Mạn gầm thét, nhưng cũng có thể kia lửa quá bỏng, nàng tiếng nói đều có chút đau khổ. À, vậy ngươi biến thành quỷ nhớ kỹ tới tìm ta. Nói xong ta bắt đầu đi lên lầu, dự định đi xem tòa nhà này tư liệu, Lê quản gia nói cho ta nhà này nhà tư liệu đặt ở lầu 2 gian phòng trong ngăn kéo. Chớ đi, ta gọi, lão công, cứu ta. Trương Tiểu Mạn nói câu nói này thời điểm cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói, trong giọng nói tràn ngập oán hận. Được rồi, ta cũng lười lại cùng với nàng so đo, ngón trỏ cùng ngón giữa gấp cũng sau đó hướng nàng trên thân một chỉ, một phong động thiên đình, một phong quỷ thần kinh, vừa diệt thiên địa thanh, cấp cấp như luật lệnh. Phốc phốc một tiếng, vừa rồi giấy lên đến đại hỏa tất cả đều trong phút chốc dập tắt, mới vừa rồi bị ánh lửa chiếu sáng phòng ở lập tức lại lâm vào hắc ám. Dừng, Nguyên, đột nhiên. Ta nhìn thấy một cái hồng sắc thân ảnh đứng lên, sau đó hai chữ liền cùng đạn đạo đồng dạng từ trong miệng nàng băng ra tới, nghe ngữ khí nàng giống như muốn đem ta rút gân lột ra. À, lão bà có chuyện thật tốt nói, cái này nhưng chuyện không liên quan đến ta, giảng đạo lý, đây chính là ngươi trước đùa giỡn ta. Ta vội vàng nói, giảng đạo lý, ai muốn cùng ngươi giảng đạo lý, đây là nhà chúng ta mua được phòng ở, ta ở đây muốn làm gì đều được, còn có, ai là ngươi con lợn này lão bà. Trương Tiểu Mạn vừa mắng, một bên hướng ta chậm rãi tới gần, giống như tùy thời đều muốn hướng ta nhào tới. Đúng vào lúc này, đột nhiên phốc một tiếng, nhà ánh đèn lại phát sáng lên, chung quanh biến sáng tỏ, trong lúc nhất thời thích ứng hắc ám chúng ta đều meo một chút mắt, bởi vì có chút chướng mắt. Chờ ta mở mắt ra thời điểm, đầu tiên nhìn thấy chính là Trương Tiểu Mạn tấm kia phẫn nộ mặt, còn có kia cùng vuốt mèo một loại tay, còn không có đợi ta kịp phản ứng, nàng liền liều mạng hướng ta cào đi qua. Lâm Nguyên, người cái này hèn hạ vô sỉ lớn hỗn đản, ta hôm nay muốn cào chết ngươi. Trương Tiểu Mạn lớn tiếng gầm thét lên. Ta vội vàng bắt lấy nàng tay, sau đó nói, không phải, hai chúng ta đều ở nơi này, đó là ai tại bật đèn. Trương Tiểu Mạn nghe ta về sau, đột nhiên thất thần, qua mấy giây mới phản ứng được, Lâm Tuyết, đúng, Lâm Tuyết đâu? Nàng cùng ta cùng đi, vừa rồi tắt đèn cũng là nàng, chúng ta mua dọa người đạo cụ cùng đi dọa ngươi. Vừa rồi ta hô to gọi nhỏ thời điểm nàng nên ra tới cứu ta, có chút kỳ quái. Trương Tiểu Mạn sau khi nói xong, ta đột nhiên ngửa đầu trông thấy một người đứng tại lầu 2 hành lang bên trên, ta trừng lớn mắt xem xét, người kia chính là Lâm Tuyết, chẳng qua nàng thần sắc có chút kỳ quái, mà lại bụng của nàng trướng đến tròn trịa, cùng một cái phụ nữ mang thai. Trương Tiểu Mạn cũng thuận ánh mắt của ta phát hiện Lâm Tuyết, nàng vội vàng hô, Tuyết Nhi, mau xuống đây cùng ta cùng một chỗ đánh cái này hỗn đản. Đánh chết hắn không cần đền mạng, đều tính cho ta, ai, kỳ quái, bụng của ngươi làm sao biến như thế lớn, cùng mang thai đồng dạng. Lâm Tuyết nghe thấy Trương Tiểu Mạn thanh âm, thế mà không có một chút phản ứng, một mặt chất phác, chỉ là không ngừng sờ lấy mình tròn trịa bụng, sau đó ngẩng đầu nhìn lên trần nhà. Tuyết Nhi, ngươi làm sao rồi? Mau xuống đây a, ngươi không xuống ta đi lên. Trương Tiểu Mạn nhìn Lâm Tuyết bộ dạng này bắt đầu gấp, cũng không đang quản ta. Nhanh chân liền nghĩ hướng trên lầu sông. Ta vội vàng ngăn chặn nàng, không muốn lên đi, Lâm Tuyết không thích hợp. Ta vội vàng ngăn chặn Trương Tiểu Mạn hô, cẩn thận, Lâm Tuyết có điểm gì là lạ. Trương Tiểu Mạn nghe ta, lập tức dừng lại, nhìn vẻ mặt quỷ dị Lâm Tuyết, nàng cũng dọa đến có chút không biết làm sao. Lâm Nguyên, nhà này phòng ở chẳng lẽ thật sự có quỷ a? Trương Tiểu Mạn nuốt một ngụm nước bọt, sau đó khẩn trương quay đầu nhìn ta, sắc mặt trở nên trắng bệch. Ngươi cứ nói đi, đây chính là cha ngươi mua nhà ma. Ta sâu kín nói, mắt một mực gắt gao nhìn chằm chằm trên lầu Lâm Tuyết, mắt cũng không dám chớp một chút. Vậy ngươi nhanh mau cứu Lâm Tuyết, coi như ta cầu ngươi, đều tại ta, không nên mang nàng đến loại phòng này dọa ngươi, ta quá tự tư. Trương Tiểu Mạn ngữ khí mang theo tiếng khóc nức nở, nói nói cũng nhanh muốn khóc lên. Ta vội vàng đối nàng làm một cái ra dấu im lặng, ra hiệu nàng không cần nói. Bởi vì lúc này trên lầu Lâm Tuyết đột nhiên không gặp, chỉ nghe thấy lầu 2 truyền đến cộc 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 giày cao gót thanh âm. Ai, Lâm Tuyết đâu? Làm sao không gặp,
vừa rồi nàng còn đứng trên lầu. Trương Tiểu Mạn cũng phát hiện Lâm Tuyết không gặp về sau, càng thêm sốt ruột, chẳng qua nàng nghe thấy giày cao gót thanh âm, dọa đến vội vàng ôm lấy cánh tay của ta. Lâm Tuyết mặc chính là buồm trắng giày vải, cái này giày cao gót thanh âm là ai phát ra, tốt làm người ta sợ hãi a. Không, Lâm Tuyết mặc chính là giày cao gót, vẫn là màu đỏ. Ta chém đinh chặt sắt nói, bởi vì ta vừa rồi nhìn nàng thời điểm, đã chú ý tới điểm này, chủ yếu là giày cao gót màu đỏ quá yêu diễm. Không có khả năng, Lâm Tuyết từ trước đến nay đều không thích mang giày cao gót, mà lại đêm nay ta cùng với nàng tới thời điểm, nàng rõ ràng xuyên màu trắng giày ca van. Điểm ấy ta có thể khẳng định, Trương Tiểu Mạn nói. Ta nhíu mày, sau đó yếu ớt nói, vậy đã nói rõ, Lâm Tuyết thật chúng ta. Ta cái này nói chuyện, dọa đến Trương Tiểu Mạn thân thể co rụt lại, đem cánh tay của ta ôm càng chặt, kia yếu mềm sơn phong dính sát cùi trỏ của ta. Thật có quỷ a, ô ô, kia Lâm Tuyết làm sao bây giờ, người nhanh đi cứu nàng a. Ngươi không phải thần côn sao? Trương Tiểu Mạn mang theo tiếng khóc nức nở nói. Ta đi, ngươi mới thần côn, ta thế nhưng là chính tông Mao Sơn quỷ đạo truyền nhân. Ta phản bác. Trương Tiểu Mạn trừng mắt nhìn, kia không phải là thần côn sao? Yêu, mặc kệ ngươi, ta không còn cùng Trương Tiểu Mạn ba hoa, thuận thang lầu từng bước một hướng lầu hai đi đến, mà Trương Tiểu Mạn chết sát lấy ta không buông tay, nói cũng đạt được thành tựu cứu Lâm Tuyết, nàng sẽ không vứt xuống Lâm Tuyết mặc kệ. Ta nhếch miệng, thầm nói, ngươi trừ ngực lớn một điểm có ích lợi gì, vướng chân vướng tay. Lâm Nguyên, ngươi đang nói cái gì? Trương Tiểu Mạn đột nhiên trừng ta liếc mắt. Ách, ta nói là, nhà này phòng ở âm trầm trầm, không biết trước kia phát sinh qua chuyện gì, chúng ta phải tiến ở giữa gian phòng kia ngăn kéo tìm tới liên quan tới nơi này tư liệu, khả năng đúng bệnh hốt thuốc cứu trở về Lâm Tuyết. Ta vội vàng sửa lời nói. Vậy chúng ta nhanh đi đi, ngươi lên trước, ta ở phía sau yểm hộ ngươi. Hừ, không cho phép trả giá, đừng cho là ta không biết ngươi là cha ta thuê đến, hiện tại ta cũng coi là ngươi lão bản. Trương Tiểu Mạn cường hoành nói. Ta nhếch miệng, lão tử đều chẳng muốn để ý đến ngươi cái này ngang ngược không nói đạo lý thiên kim đại tiểu thư. Ta nắm chặt đào mộc kiếm, cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra lầu hai ở giữa cái kia cửa phòng. Gian phòng này đèn không có sáng, đen xì một mảng lớn, ta đang nghĩ đưa tay đi mở ra chốt mở, đèn lại phốc một tiếng sáng. Trong gian phòng đó trừ hai chúng ta bên ngoài, cái gì cũng không có, chỉ có một tấm lẻ loi trơ trọi ngăn tủ dọc tại nơi đó. Uy, thần côn, vì cái gì cái này hội đèn lồng mình sáng? Chẳng lẽ là âm thanh khống sao? Nói xong Trương Tiểu Mạn đối kia đèn vỗ tay mấy cái, nhìn kia ngọn đèn không có phản ứng lại đập mạnh mấy lần chân, nhưng vẫn không có phản ứng, nàng đây mới hoàn toàn phản ứng lại, lại ôm thật chặt cánh tay của ta hô, nháo quỷ, thần côn. Ta liếc nàng một cái. Sau đó đi qua đem ngăn tủ kéo ra ngoài, có thể để ta không tưởng được chính là, bên trong thế mà là một cái máu me khắp người chết anh. Cái này vội vàng không kịp chuẩn bị một màn để ta có chút hãi hùng khiếp vía, đồng thời buồn nôn muốn ói, Trương Tiểu Mạn liền càng thêm nghiêm trọng, dọa đến trực tiếp ở phía sau ôm lấy, đem đầu chôn ở trên lưng của ta. Uy, lão bà, nơi này mặc dù không có người, nhưng cũng không thể bộ dạng này đi, ta vẫn là cảm giác có chút ngượng ngùng. Ta cố ý trêu chọc Trương Tiểu Mạn một câu, đến giảm xuống một chút gian phòng này cảm giác sợ hãi. Cút, kia ngăn tủ có hay không văn kiện tư liệu, cầm đi mau. Đây đều là cái gì phòng ở, vì sao lại có một cái chết anh chứa ở bên trong? Trương Tiểu Mạn tiếng nói đều có chút run rẩy, xem ra bị hù không nhẹ. Ta dùng đào mộc kiếm đem trong tủ chén chết anh đẩy ra, muốn nhìn một chút dưới đáy có hay không cất giấu Lê quản gia nói tư liệu văn kiện. Ngay tại lúc này, đột nhiên kia chết anh mở ra kia sền sệt mắt, hướng ta dùng sức chừng mắt, sau đó nhếch môi cười hắc hắc. Chết anh ngũ quan đều không có trưởng thành, nhìn qua dị thường quái dị, còn có trên người nó sền sệt không biết là nước ối còn là cái gì, nhìn qua rất buồn nôn. Chuyện gì xảy ra, người tại sao không nói chuyện? Trương Tiểu Mạn thấy ta không có lên tiếng, vội vàng lại duỗi ra đầu hướng ngăn tủ nhìn, vừa vặn nàng lại nhìn thấy một màn kia, dọa đến lập tức thét lên một tiếng, càng kinh khủng chính là kia chết anh thế mà cũng đi theo Trương Tiểu Mạn hét lên một tiếng, sau đó hướng phía Trương Tiểu Mạn nhào tới, lập tức đem Trương Tiểu Mạn dọa đến mặt không có chút máu. Kia chết anh nhào vào không trung thời điểm, ta liền tay mắt lanh lẹ bóp lấy cổ của nó, sau đó đưa nó theo trên mặt đất, chỉ nghe thấy chết anh không ngừng giãy giụa lấy, còn phát ra khiến người dùng mình tiếng thét chói tai. Chết anh không thể lại động, cũng không thể lại gọi sẽ cắn người, khẳng định là nhà này nhà quỷ làm cho thủ thuật che mắt.
Ta vội vàng cắn nát ngón giữa, sau đó đem nhỏ ra đến huyết điểm tại mi tâm. Ngón giữa là năm ngón tay lớn nhất dương khí, nhỏ ra đến huyết điểm tại mặt mày tâm có thể để người minh tâm chỉ toàn mắt, bài trừ phần lớn tà môn thủ thuật che mắt. Chờ ta lần nữa mở mắt ra thời điểm, trong tay không phải cái gì chết anh, chỉ là một con màu trắng con mèo nhỏ. Dựa vào, nguyên lai chỉ là một con mèo. Tiếp lấy ta lại sẽ Trương Tiểu Mạn mặt mày cho ấn mở, đợi nàng nhìn thấy trong tay của ta không phải chết anh, mà là Bạch Miêu thời điểm, nàng mới hoàn toàn thở dài một hơi. Chẳng qua sau đó nàng đồng tình tâm lại tràn lan, đối trong tay của ta Bạch Miêu chính là mở miệng một tiếng thật đáng yêu, còn muốn đưa tay đến sờ, đều quên đây là địa phương nào. Ta vội vàng đẩy ra nàng, Bạch Miêu chiêu quỷ, mèo đen trừ tà, tại nhà ma bên trong không thể động Bạch Miêu. Nói xong ta đem tiểu bạch mèo từ cửa sổ thả. Thả mèo về sau, ta phát hiện trong ngăn kéo đặt vào một lớn chồng văn kiện tư liệu, Trương Tiểu Mạn vội vàng bu lại cùng ta cùng một chỗ thăm dò liên quan tới gian phòng kia hết thảy. Nhà này phòng ở lúc đầu chủ nhân gọi Trần Kiến, hắn tại thê tử mang thai thời điểm vượt quá giới hạn, có một ngày nàng thê tử sinh non, nhưng hắn lại ở bên ngoài cùng với hồ ly tinh lêu lổng, nàng thê tử cuối cùng tại không có người đưa đi bệnh viện tình huống dưới, chết tại nhà này trong phòng. Trong bụng hài tử cũng chết hiểu. Trần Kiến chẳng những không có bi thương, tại thê tử đầu bảy khuya còn đem hồ ly tinh mang về nhà, về sau sáng ngày thứ hai, hồ ly tinh liền treo cổ tại trong nhà. Hồ ly tinh bụng còn bị lột ra, bên trong nhét một cái búp bê vải, đẫm máu cực kỳ khủng bố, nghe nói Trần Kiến tại chỗ liền bị dọa sợ, tiến bệnh viện trị liệu sau cũng không có hiệu quả gì, hiện tại nhìn thấy người liền hô quỷ, sau đó rút vào gầm giường khóc lớn hô to, lão bà ta sai, đừng tới giết ta. Đừng có giết ta. Nhà này phòng ở là Trần Kiến phụ mẫu chuyển tay bán đi, phòng này đổi ai về sau cũng không dám lại ở, chẳng qua bọn hắn nhị lão giấu giếm chết qua người tình huống, đem nhà ma giá thấp bán cho Trương Hổ. Đối với nhà ma đến nói, cũng không phải là vấn đề tiền, coi như ngươi tặng không người ta, người khác cũng không nhất định dám muốn, về sau biết chân tướng Trương Hổ mới phát hiện mình ăn lão thua thiệt ngầm, nhưng nhà hợp đồng đều đã ký. Hắn cũng chỉ có thể lẩm bẩm một tiếng đem cái này lão thua thiệt ngầm nuốt trong bụng. Sau khi xem tài liệu xong, ta cảm thấy có chút kỳ quái, lấy Trương Hổ kinh nghiệm cùng thực lực, không có khả năng cho hai lão nhân này nhà lắc lư mới đúng a, mà lại Lê quản gia bây giờ có thể đem tư liệu tra rõ ràng như vậy, vậy hắn trước đó khẳng định cũng điều tra qua, làm sao có thể sai mua nhà ma không biết. Trừ vấn đề này, còn có chính là con kia nữ quỷ vì cái gì chỉ giết cái kia hồ ly tinh, mà không giết hắn lão công. Là bởi vì yêu, không có khả năng, nữ quỷ này hoài thai mà chết, có thể nói là oán hận cực sâu lệ quỷ, căn bản không có khả năng lưu lại nhân tính. Ta đột nhiên đối tài liệu này chân thực tính bắt đầu hoài nghi, cái này sẽ không phải là Lê quản gia nói bừa cho ta à. Chẳng qua có một chút có thể đối đầu hào, đó chính là cái này nữ quỷ đích thật là hoài thai mà chết, không phải Lâm Tuyết bụng cũng sẽ không lớn như vậy, xem ra Lâm Tuyết là bị nữ quỷ thân trên. Nữ nhân này thật đáng thương. Mặc dù biến thành lệ quỷ, đều do nam nhân không có một cái tốt, ta nhổ vào. Đặc biệt là thần côn, Trương Tiểu Mạn sau khi xem xong, đột nhiên bắt đầu mắng lên. Ngươi tại chỉ cây dâu mà mắng cây hòe ai đây? Đừng quên, cha ngươi cũng là nam nhân, ta hừ lạnh một tiếng nói. Ngươi, Trương Tiểu Mạn chỉ vào cái mũi của ta, bị tức phải không lời nào để nói, hừ, nếu không phải Lâm Tuyết còn trông cậy vào ngươi cứu, ta gọi ngay bây giờ chết ngươi. Ngươi biết liền tốt, đại tiểu thư, ta cũng không chút nào yếu thế nói. Mau nói, tiếp xuống làm sao bây giờ? Thật sự nếu không đem Lâm Tuyết cứu ra, nàng có thể sẽ gặp nguy hiểm. Ô ô, ta đáng thương Tuyết Nhi, con kia nữ quỷ có thể hay không làm nàng là hồ ly tinh, sau đó cũng làm chết. Trương Tiểu Mạn hỏi. Ta lắc đầu, biểu thị không giống, nếu như nàng muốn giết Lâm Tuyết, đoán chừng đã sớm động thủ, sẽ không chờ tới bây giờ. Kia nàng đến cùng muốn làm gì? Trương Tiểu Mạn cau mày, nghi ngờ hỏi. Ta nâng cằm lên suy nghĩ thêm vài phút đồng hồ, sau đó mới lên tiếng, nếu như ta không có đoán sai, nàng là muốn mượn Lâm Tuyết thân thể đem hài tử sinh ra tới. Sinh con, quỷ sinh con, Trương Tiểu Mạn kinh ngạc nói không ra lời. Ta nhẹ gật đầu, con kia nữ quỷ đại thù đã cơ bản phải báo, hồ ly tinh bị giết, đàn ông phụ lòng lão công điên, nhưng nàng còn không có đi đầu thai, nói rõ trong lòng nàng còn có việc chưa hết. Trong lòng nàng duy nhất chưa hết sự tình, hẳn là hài tử chết từ trong trứng nước, không thể sinh ra tới. Đúng vào lúc này, đột nhiên kia cộc 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 giày cao gót thanh âm lại vang lên, thanh âm vang dội mà quỷ dị, ta cùng Trương Tiểu Mạn đều lập tức khẩn trương lên,
hoảng sợ nhìn qua ngoài cửa phòng mặt. Nghe thấy cửa phòng truyền đến quỷ dị giày cao gót thanh âm, dọa đến hai ta đều giật mình một cái, Trương Tiểu Mạn thì là một tay lấy ta đẩy lên phía trước cản trở, sau đó từ sau lưng ta duỗi cái đầu nhỏ ra tới ngắm. Chuột gan, còn muốn giả quỷ làm ta sợ, phi. Ta oán giận nói, cái này xấu bụng nữ lão bắt ta làm bia đỡ đạn, cái này khiến ta có chút khó chịu. Đừng lại nhảy, thần côn nhanh đi ra xem một chút có phải là Tuyết Nhi. Trương Tiểu Mạn thúc giục nói, còn tại phía sau dùng sức đẩy ta. Đừng mẹ nó đẩy ta, chính ta sẽ đi. Ta vừa nói, một bên cẩn thận từng ly từng tí đi tới cửa. Ra ngoài phòng về sau, ta nhìn thấy Lâm Tuyết nâng cao bụng đứng tại cuối hành lang, âm trầm trầm xem chúng ta, trong mắt tràn ngập oán hận. Oan có đầu nợ có chủ, người muốn báo thù tìm đôi cẩu nam nữ kia đi, không muốn hại Lâm Tuyết. Ta cầm đào mộc kiếm chỉ về phía nàng nói. Lâm Tuyết sờ lấy bụng, có một cỗ âm trầm trầm thanh âm nữ nhân tại trên người nàng phát ra, ta muốn cái này thân thể nữ nhân giúp ta đem hài tử sinh ra tới, các ngươi thức thời cút nhanh lên, không phải ta muốn các ngươi mệnh. Sau khi nói xong, Lâm Tuyết tóc cùng dây kẽm đồng dạng, tất cả đều từng cây dựng lên, môi của nàng trở nên mị đỏ, hai má hiện lên màu tím đen, ánh mắt hơi lồi, còn trắng dọa người. Ngươi là quỷ, Lâm Tuyết là người, thế nào giúp ngươi sinh con? Trương Tiểu Mạn khiếp đảm nói xong lại lùi về sau lưng của ta. Hừ, xú nha đầu, ngươi quản được sao? Lại nói tiếp có tin ta hay không đưa ngươi miệng xé nát. Con kia nữ quỷ hét lớn, lập tức âm phong trận trận, Lâm Tuyết quần áo trên người tất cả đều bị thổi đến đi lên phiêu, dưới váy dài lộ ra thon dài mà trắng nõn chân dài, còn có thuần khiết màu trắng nhỏ bên trong. Hừ, đàn bà đanh đá, trách không được ngươi mang thai lão công đều ra ngoài tìm những nữ nhân khác. Trương Tiểu Mạn cái này tính bướng bỉnh cũng lập tức lên, cùng cái này nữ quỷ đòn khiêng bên trên sau một bước cũng không để. Nữ quỷ lần này là triệt để bị chọc giận, Lâm Tuyết tóc đột nhiên duỗi dài mấy mét, cùng rắn đồng dạng hướng ta sau lưng Trương Tiểu Mạn nhào tới. Ta phản ứng cũng rất nhanh, đào mộc kiếm xoay tròn, đem nhào tới tóc đều cuốn tại đào mộc kiếm bên trên, sau đó kéo về phía sau. Nữ quỷ, không cho phép khi dễ ta lão bà, ta quá to. Lúc này Trương Tiểu Mạn tại sau lưng ta mắng một câu, phi, không muốn mặt thần côn, luôn lúc này chiếm ta tiện nghi. Vậy các ngươi liền xuống đi làm một đôi bỏ mạng uyên ương đi. Ghét nhất cẩu nam nữ. Nữ quỷ gầm thét, lập tức cả tòa nhà ánh đèn đều lấp lóe lên, âm phong đem trong phòng cái bàn đều thổi đến không trung, sau đó tất cả đều hướng chúng ta đập tới. Ta cũng không cam chịu yếu thế, từ trong túi lấy ra một chuỗi trường xà đồng tiền, phá pháp vạn tông, tà mị khó thoát, tán. Chú ngữ vừa dứt, lập tức trong tay đồng tiền như là lợi khí đồng dạng tán tại không trung, cùng nhào tới cái bàn đụng vào nhau, lập tức tất cả vật thể đều bị đồng tiền cắt tới vỡ nát, âm phong trong chốc lát cũng biến mất vô tung vô ảnh. Lấp lóe ánh đèn cũng đi theo khôi phục bình thường, chờ ta lại đi nhìn xung quanh đồ nội thất vật thể, phát hiện bọn chúng tất cả đều còn rất tốt đợi tại chỗ cũ, vừa rồi hết thảy như là huyễn tượng. Lúc này, không trung đồng tiền cũng tất cả đều rải xuống trên mặt đất, phát ra đinh đinh đang đang thanh âm, chẳng qua bọn chúng tất cả đều trở nên cháy đen, giống như từng bị lửa thiêu. Cái này quỷ không đơn giản, vừa rồi phát sinh hết thảy hư bên trong mang thực, huyễn bên trong mang thật, không giống những cái kia một loại quỷ. Sẽ chỉ mê hoặc tâm trí của con người, cái này quỷ là chân chính lệ quỷ, nàng đã có thể đem một nửa ảo giác biến thành thật. Đúng, nàng không chỉ một người oán khí, còn có cái kia chưa ra đời hài nhi mặc dù chưa thành hình, nhưng nó chết từ trong trứng nước, cũng mang theo nhất định oán khí. Thần côn, thật sự có tài, cố lên, ta trên tinh thần ủng hộ ngươi, nhanh đi đem kia nữ quỷ trục chết, sau đó đem Lâm Tuyết cứu trở về. Trương Tiểu Mạn tại sau lưng ta hô. Ta không khỏi một trận cuồng choáng, cần phải ngươi trốn ở phía sau chỉ huy ta sao? Nữ quỷ nhìn cái này chiêu đối ta không tạo được tổn thương, sau đó thừa dịp ta không chú ý thời điểm, đột nhiên dùng sức kéo vừa rồi duỗi tóc dài, kém chút liền đem ta cả người mang kiếm kéo tới. Ta thấy tình thế không ổn, vội vàng ổn định hạ bàn, sau đó đang chuẩn bị chết ở vòng quanh tóc đào mộc kiếm. Nữ quỷ muốn tiếp tục duỗi dài tóc, nhưng tóc kia bám vào đào mộc kiếm bên trên, liền cùng chỗ này quả cả đồng dạng. Còn phát ra tư tư mùi khét, giống như nướng cháy đồng dạng, nếu như tóc này là Lâm Tuyết, kia nàng về sau sẽ không biến thành tên chọc. Hiện tại ta cũng quản không được nhiều như vậy, trước cứu nàng mệnh lại nói, ta móc ra hoàng phù, sau đó đọc xong chú ngữ về sau, hoàng phù phù một tiếng, liền. Ta đem hoàng phù đặt ở trên tóc một đốt, lập tức liền cùng ngọn lửa gặp cỏ khô đồng dạng,
hô một tiếng, tất cả tóc đều biến thành tro tàn. Ta định chử xem xét, kia giống như cũng không là tro tàn, mà là một loại buồn nôn mục nát trùng, trải qua dùng lửa đốt về sau, tất cả đều phát ra khó ngửi buồn nôn hương vị, phi thường nhức mũi, nhìn nhìn lại Lâm Tuyết, tóc của nàng hoàn hảo không chút tổn hại, trong lòng ta treo lấy một khối đá lớn mới trùng điệp rơi xuống. Lần này giống như cho kia nữ quỷ tạo thành trọng thương, nàng hướng lui về phía sau mấy bước về sau, sờ lấy bụng lớn vịn eo liền nghĩ hướng dưới lầu trốn. Ta nơi nào sẽ cho nàng cơ hội này, ta trở tay nắm chặt đào mộc kiếm, sau đó đem đào mộc kiếm làm mũi tên ném ra ngoài, không sai không kém vừa vặn đâm trúng bả vai nàng vị trí, nàng kêu rên một tiếng liền nhào trên mặt đất. Lúc này, ta nhìn thấy một tia hắc hồn từ Lâm Tuyết trên thân bay ra, ta vừa định đuổi theo cho nàng một kích cuối cùng, nhưng nó rất nhanh liền bay vào trong trần nhà, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Dựa vào, cho nàng chạy mất, kém chút liền đem cái này lệ quỷ cho diệt, lần này không tốt cùng Trương Hổ giao nộp. Nữ quỷ chạy mất về sau, ta vội vàng đi thăm dò nhìn Lâm Tuyết tình huống, rút ra đào mộc kiếm, vết thương của nàng giống như cũng không nghiêm trọng, cái này đào mộc kiếm giống như từng khai quang đồng dạng, cũng không đả thương người, chỉ là nơi bả vai quần áo có cái to bằng miệng chén động, còn có chút cháy đen, như là bị đốt qua. Chẳng qua sau đó ta cùng Trương Tiểu Mạn phát hiện một cái cực kỳ khủng bố vấn đề, Lâm Tuyết bụng thế mà còn lớn, ta trong lòng nhất thời lạc một chút, xong, nữ quỷ trong bụng hài nhi lưu tại Lâm Tuyết trên thân. Thần côn, vậy phải làm sao bây giờ? Nếu như Lâm Tuyết thật đem đứa bé này sinh xuống tới, kia sinh ra tới sẽ là cái thứ độ gì? Trương Tiểu Mạn gấp gáp hỏi, nàng vì Lâm Tuyết lo lắng phải đầu đổ mồ hôi lạnh. Quỷ anh, ta sâu kín nói. Cái này hài nhi đã sớm chết từ trong trứng nước, chỉ là đi theo mẫu thể biến thành quỷ, nếu quả thật sinh ra tới, đó cũng là cái quỷ anh, nếu như là oán khí tương đối nặng quỷ anh, sẽ còn thôn phệ mẫu thể, bởi vì sinh nó mẫu thể là người. Lúc này, Lâm Tuyết lông mày động mấy lần, sau đó liền tỉnh. Vừa rồi chuyện gì xảy ra, ta làm sao rồi, Lâm Tuyết sau khi tỉnh lại, dùng sức đập mấy lần trán mình, sau đó mê mang nhìn qua chúng ta. Đợi nàng phát hiện bụng của mình to đến cùng một cái dưa hấu đồng dạng, nàng mới phát ra một tiếng bén nhọn vô cùng tiếng kêu. Bụng của ta vì cái gì như thế lớn? Vì sao lại dạng này? Lâm Tuyết cùng một con nai con bị hoảng sợ đồng dạng, kinh ngạc nhìn mình dưa hấu lớn bụng. Trương Tiểu Mạn vội vàng an ủi nàng, sau đó đem vừa rồi phát sinh sự tình đều kỹ càng nói cho nàng. Ta đừng, ta không muốn sinh con. Hơn nữa còn là sinh một cái quỷ hài tử. Đừng. Các ngươi khẳng định là đang lừa ta, trên thế giới này căn bản cũng không có quỷ, các ngươi là đang lừa đó chính là không phải. Lâm Tuyết hốc mắt đỏ cùng cà chua đồng dạng, nước mắt xoát xoát rơi xuống, nói xong còn cần lực chùy hai lần bụng của mình, nhưng nàng phát hiện bụng của mình hoàn toàn không có phản ứng về sau, mới thật bắt đầu tin tưởng chúng ta nói lời, sau đó khóc càng ra sức. Tốt, đừng khóc, lại nói ngươi là thế nào bị con kia nữ quỷ thân trên. Còn nhớ rõ sao, ta hỏi. Lâm Tuyết nức nở một chút, sau đó khóc nói, ta nhớ được đi đè xuống phòng ở tổng chốt mở thời điểm, phát hiện chốt mở dưới đáy lại có một đôi giày cao gót màu đỏ, cái này giày cao gót đỏ rất yêu diễm, cho người ta một loại rất làm người ta sợ hãi cảm giác. Ta bình thường không thế nào thích giày cao gót, mà lại ta môn như vậy giày cao gót, ta tự nhiên sẽ không thích, nhưng không biết thế nào, trong đầu của ta thế mà sinh ra một loại mãnh liệt xuyên nó dục vọng, về sau ta liền bất trí bất giác đem nó cho mặc vào. Mang giày cao gót về sau, ta liền mất đi chi giác. Lâm Tuyết sau khi nói xong, sinh khí đem giày cao gót cởi ra, mạnh mẽ nện xuống đất. Ta cười khổ một cái, hiện tại phát tiết cũng vô dụng, cái này giày cao gót đoán chừng là nữ quỷ khi còn sống, cho nên Lâm Tuyết sau khi mặc vào mới có thể chúng ta, để cho ổn thỏa, ta đem cái này xong giày cao gót đốt. Đốt thời điểm phát ra nồng đậm khói đen, còn có khiến người gần như choáng váng hôi thối, quỷ dị chính là... Trần nhà thế mà truyền đến ô ô ô quỷ dị âm thanh, nghe giống mèo kêu, lại giống nữ nhân khóc lóc âm thanh, nghe ta dùng mình, hai nàng khác cũng là sắc mặt trắng bệch, sợ hãi không dám nhìn nóc nhà. Tiểu Mạn, ta không nghĩ sinh quỷ anh, mau cứu ta. Lâm Tuyết nhào vào Trương Tiểu Mạn trong ngực vô cùng đáng thương khóc. Thần côn, ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp a, không thể để cho Tuyết Nhi sinh loại này tà môn đồ chơi. Kiên quyết không thể, Trương Tiểu Mạn nóng nảy nói với ta nói. Ta giang tay ra, biểu thị không có cách nào, đã nữ quỷ đem quỷ anh lưu tại Lâm Tuyết trong bụng, vậy sẽ phải sinh ra tới, sau đó lại nghĩ biện pháp đem quỷ anh cho siêu độ. Trương Tiểu Mạn cũng không hề từ bỏ, nàng cắn môi một cái tiếp tục hướng ta khẩn cầu, Lâm Nguyên,
ngươi có phải hay không thấy chết không cứu, ngươi có hay không nghĩa khí, nàng thế nhưng là ngươi đồng học, nếu như ngươi cứu nàng, ta về sau đều gọi lão công ngươi. Nghe Trương Tiểu Mạn câu nói này, ta đột nhiên giống như toàn thân điên cuồng đồng dạng, cũng không phải là bởi vì nàng gọi ta lão công, mà là loại kia chinh phục khoái cảm, để ta có chút muốn ngừng mà không được cảm giác. Chẳng qua suy nghĩ một chút, cảm giác có chút dậu đổ bìm leo cảm giác, dạng này cũng quá hèn hạ. Ta vội vàng phất phất tay, biểu thị không đồng ý, dẹp đi đi. Ta giống loại kia dậu đổ bìm leo người, coi như để cho ngươi kêu, cũng là để ngươi cam tâm tình nguyện gọi, mà không phải dùng để làm thẻ đánh bạc, đây coi là cái gì sự tình. Trương Tiểu Mạn hừ lạnh một tiếng, thôi đi, vậy ngươi ngược lại là nhanh nghĩ một chút biện pháp a. Chuyện này thật có điểm khó giải quyết, ta tại lầu hai hành lang đi tới đi lui nghĩ nửa ngày, mới rốt cục nghĩ đến một cái biện pháp. Ta búng tay một cái sau đó nói, có, đuổi tà ma thai. Ta búng tay một cái nói, có, đuổi tà ma thai, đã người thai có thể đánh, kia kế hoạch nham hiểm tự nhiên cũng có thể đánh. Đuổi tà ma thai, kia ứng phải đánh thế nào? Trương Tiểu Mạn gấp gáp hỏi. Ta sờ sờ đầu, có chút khó khăn, người nạo thai có thể lên bệnh viện, nhưng đuổi tà ma thai, vậy ta liền thật không biết. Ngươi ngược lại là mau nói a. Trương Tiểu Mạn ở bên cạnh vội vàng thúc giục nói. Cái này, ta cũng không biết, nhưng là chúng ta có thể tìm trước đó cái tên mập mạp kia. Ta đột nhiên nhớ tới cái kia béo thần côn, mặc dù hắn chỉ là gạt người, nhưng đối âm dương dòng này có lẽ còn là rất quen. Cái gì mập mạp, vậy ngươi mau đem hắn đi tìm đến a. Trương Tiểu Mạn gấp đến độ đầu đổ mồ hôi lạnh, bởi vì Lâm Tuyết tình huống càng ngày càng không ổn, bụng dần dần biến lớn, mà lại sắc mặt càng ngày càng trắng, toàn thân đổ mồ hôi, giống như sắp sinh. Đau nhức, a. Bụng của ta đau quá, Lâm Tuyết ôm bụng kêu lớn lên, hai đầu cặp đùi đẹp lung tung đạp, giống như thống khổ dị thường. Xong, nàng chẳng lẽ muốn hiện tại sinh a? Vậy phải làm sao bây giờ? Trước không cần quan tâm nhiều, Tiểu Mạn ngươi tranh thủ thời gian gọi điện thoại cho Lê quản gia, sau đó hỏi hắn muốn cái kia béo thần côn điện thoại liên lạc, ta tới chiếu cố Lâm Tuyết. Ta đối Trương Tiểu Mạn sau khi nói xong, liền đưa tay đi nâng Lâm Tuyết, nhưng ta đụng chạm đến nàng tay thời điểm. Mới phát hiện nàng tay cùng khối băng đồng dạng lạnh, để ta kìm lòng không được run rẩy một chút. Cái này kế hoạch nham hiểm thuần âm, nữ tử cũng vốn thuộc âm, cái này hai âm tương ra, Lâm Tuyết thể phách khả năng căn bản không chịu nổi, đoán chừng hài tử không có sinh ra tới, người liền phải xong. Hiện tại biện pháp duy nhất chỉ có thể đem trên người ta dương khí quá độ cho nàng, không phải sợ là đợi không được cái kia hèn mọn mập mạp, xem ra người sống sinh quỷ anh loại sự tình này, từ trên thực tế đến nói, cực kỳ khó khăn. Chẳng qua dương khí đối với một người sống đến nói, tương đương trọng yếu, mọi người nhìn những cái kia hồ ly tinh giết hại nam nhân, chính là vì hút nam nhân dương khí đến để cao tu vi của mình, dương khí khẽ hấp làm, người sống liền phải quy thiên, nếu như chỉ là ít một chút, người cũng sẽ tinh thần uể oải, nghiêm trọng thì sẽ giảm thọ. Chẳng qua chuyện cho tới bây giờ, Lâm Tuyết mệnh trọng yếu, coi như bốc lên tổn thọ nguy hiểm, ta cũng phải cứu nàng. Chuyển vận dương khí biện pháp có ba loại. Một loại chính là dùng Mao Sơn Quỷ Đạo đạo pháp, đem dương khí từ người thiên linh cái, mặt mày, vùng đan điền dẫn dắt ra đến, sau đó đánh vào một người khác trong cơ thể, nhưng bằng vào ta hiện tại đạo hành, căn bản làm không được. Loại thứ hai chính là nhất truyền thống, chẳng qua nói ra để người có chút mặt đỏ tim run, đó chính là nam nữ âm dương bổ sung, nói thông tục dễ hiểu điểm chính là hắc hắc. Thích hợp hắc hắc có thể âm dương điều hòa, ngũ thể thông suốt. Đây cũng là vì cái gì nữ nhân có loại cuộc sống đó về sau, có thể đạt được thoải mái. Loại phương pháp này khẳng định không được, nghĩ cùng đừng nghĩ, huống hồ loại tình huống này, hoàn toàn không có loại tâm tình này, chẳng qua nhìn một chút Lâm Tuyết cặp kia không tì vết chút nào cặp đùi đẹp, ta vẫn là nuốt một ngụm nước bọt. Loại thứ ba nói đơn giản cũng không đơn giản, khó khăn cũng không khó khăn, đó chính là hôn môi, hai nhân khẩu đối đáp đem dương khí chuyển vận đi qua, nhưng khó khăn chính là, nếu như xử lý không tốt. Đó chính là phổ thông thân thiết, căn bản lên không được tác dụng như vậy, chẳng qua may mắn Mao Sơn Quỷ Đạo trên có kỹ càng ghi chép, ta mơ hồ còn nhớ rõ nó trình tự. Hiện tại cũng không phải do ta nghĩ nhiều như vậy, Lâm Tuyết tay càng ngày càng băng, sắc mặt cũng càng ngày càng tái nhợt, ta có thể cảm giác được, sinh mệnh lực của nàng ngay tại dần dần biến mất. Ta vẻn vẹn do dự 5 giây, liền bắt đầu dùng loại thứ 3 phương pháp. Lâm Tuyết mặc dù rất suy yếu, nhưng cũng không có mất đi chi giác. Ta như vậy ra ngoài ý định, nàng vô ý thức liền phản kháng lên, nhưng ta đây là tại cứu nàng mệnh, sao có thể bỏ dở nửa chừng.
Ngay từ đầu Lâm Tuyết còn tại phản kháng, về sau liền chậm rãi tiếp nhận, cái này khiến trong lòng ta mới tốt thụ một chút, không phải cảm thấy mình đang làm gì chuyện xấu. Không được, bây giờ không phải là nghĩ loại chuyện này thời điểm, cứu người quan trọng. Ta vội vàng ổn định lại tâm thần, sau đó mặc niệm khẩu quyết, tiếp lấy khí vận đan điền, lập tức ta cảm giác mình có một cỗ khí từ dưới từ bên trên dâng lên, ta vội vàng đem khẩu khí này chuyển vận đến Lâm Tuyết trong miệng. Có lẽ là Lâm Tuyết cũng cảm thấy cỗ này khí có thể để cho cả người nàng đều biến ấm, nàng bắt đầu điên cuồng mút thỏa thích lên, ta dương khí cùng hồng thủy đồng dạng mạnh vọt qua. Đại khái chuyển vận 3 lần về sau, ta liền không còn dám làm, không phải ta sợ mình bán thân bất toại, dương khí thứ này cũng không thể loạn cho, giảm thọ liền không nói, cả không tốt số đều ném. Ta đình chỉ về sau, liền nghĩ đem Lâm Tuyết nhẹ nhàng đẩy ra, nhưng nàng giống như có chút lưu luyến không rời, rời đi thời điểm, còn chưa đã ngứa, thẳng đến hoàn toàn sau khi tách ra, nàng mới ý thức tới mình giống như có chút thất thố. Ngượng ngùng ta, Lâm Tuyết ấp úng xin lỗi. Sắc mặt của nàng rốt cục có một chút huyết sắc, hơn nữa còn chậm rãi trở nên đỏ rực, cắn môi một bộ xấu hổ dáng vẻ, nếu không phải nàng lớn bụng, đoán chừng so những minh tinh ca đều muốn đẹp. Lâm Tuyết chính là cùng Trương Tiểu Mạn kia bà điên không giống, muốn đổi thành là nàng, đoán chừng trên mặt của ta trước hết nhiều năm ngón tay ấn. Ai, không đúng, ngươi làm gì muốn? Lâm Tuyết rốt cục phản ứng lại. Ngươi mới vừa rồi là không phải trừ đau bụng bên ngoài, còn cảm thấy rét lạnh dị thường. Ta hỏi. Lâm Tuyết nhẹ gật đầu. Vậy bây giờ đâu? Ta tiếp tục hỏi. Hiện tại giống như ấm áp rất nhiều, tay cũng không băng. Đây là vì cái gì? Chẳng lẽ vừa rồi ngươi đang cho ta làm hô hấp nhân tạo? Không đúng, làm hô hấp nhân tạo làm sao để ta biến ấm? Lâm Tuyết nghi ngờ hỏi. Đồ ngốc, ta là cho ngươi thua đưa dương khí, ngươi cảm thấy rét lạnh dị thường là bởi vì trong bụng kế hoạch nham hiểm âm khí quá nặng đi. Ta giải thích nói. Hóa ra là dạng này, kia rất cảm tạ ngươi, hiện tại ta ấm áp nhiều, nhưng bụng vẫn mơ hồ làm đau, Lâm Nguyên, làm sao bây giờ? Ta không nghĩ sinh quỷ anh, ô ô, ta rất sợ hãi. Lâm Tuyết nói nước mắt liền rớt xuống, một bộ lê hoa đái vũ dáng vẻ, còn liều mạng dắt lấy ta cánh tay. Thối thần côn, ngươi lại đối ta tiểu tuyết làm cái gì, làm sao còn khóc bên trên đây? Vừa rồi cõng qua đi gọi điện thoại Trương Tiểu Mạn sau khi trở về câu đầu tiên liền cho ta đổ ập xuống mắng một chập, chẳng qua may mắn nàng vừa rồi không nhìn thấy một màn kia, không phải không có ta quả ngon để ăn. Ta cũng lười cùng nàng cãi nhau, trực tiếp liền hỏi gọi điện thoại tình huống, thế nào, cái kia mập mạp phương thức liên lạc tìm tới không có. Cho, Lê quản gia phát tới, hắn còn nói muốn tới tiếp chúng ta trở về, nhưng cho ta một tiếng cự tuyệt, Tuyết Nhi tình huống hiện tại không thể để cho người khác trông thấy. Trương Tiểu Mạn còn rất thay Lâm Tuyết suy nghĩ, tại lớp học thời điểm, ta cũng cho tới bây giờ không gặp nàng đối với người nào tốt như vậy qua, liền coi trọng Lâm Tuyết một người, xem ra cái này khuê mật chân tình là tiêu chuẩn. Được rồi, đừng rông dài, tranh thủ thời gian gọi điện thoại cho kia mập mạp chết bầm nhìn hắn có hay không chú ý, chờ lấy cứu mạng đâu. Ta vội vàng nói. Trương Tiểu Mạn bấm điện thoại, sau đó đưa cho ta. Mấy giây sau, liền truyền đến mập mạp kia hèn mọn thanh âm. Uy, vị nào? Ta nói. Ta là ai a? Mập mạp nói. Ta chính là ta a. Còn có thể là ai? Ta mắng. Ta chính là ta, kia rốt cuộc là ai a? Dựa vào, đùa nghịch lão tử đâu? Mập mạp một bộ muốn cùng ta đòn khiêng bên trên dáng vẻ. Lâm Nguyên, ngày đó tại Trương Hổ nhà cái kia, ta cũng lười cùng hắn ba kít, lãng phí thời gian, ta hiện tại thế nhưng là cấp tốc. Nha, tiểu ca a. Tìm ta chuyện gì, mập mạp cười hì hì nói. Có nữ hài dính vào kế hoạch nham hiểm, muốn trừ hết, có nhận biết người theo nghề này sao? Ta đi thẳng vào vấn đề nói. Điện thoại bên kia mập mạp phát ra một trận hít vào âm thanh, ta đi, cái nào muội tử trâu bò như vậy, thế mà cùng quỷ làm. Phi, nhắm lại người cái này bẩn miệng, liền nói có hay không dòng này người tài ba a. Tiền không là vấn đề, nói câu nói này thời điểm, ta liếc nhìn bên cạnh Trương Tiểu Mạn. Lập tức liền an tâm, có cái này đại tài chủ tại, tiền thật không phải là vấn đề. Mập mạp lại cười hì hì nói, phải xiết, có tiền cái gì vương bát độc tử ta đều có thể cho ngươi tìm được, đuổi tà ma thai đúng không? Không có vấn đề, ta hiện tại liền cho tìm quỷ ổn bà. Quỷ ổn bà, đây là nghề nghiệp gì? Ta tò mò hỏi, cái này nghề nghiệp ta giống như nghe đều chưa từng nghe qua. Quỷ ổn bà chính là chuyên môn cho quỷ đỡ đẻ. Đoạ kế hoạch nham hiểm tìm nàng cũng chuẩn không sai,
Yên tâm tốt, nói địa chỉ, ta đến ngay. Mập mạp nói. Ta nói nhà này nhà địa chỉ về sau, mập mạp ừ một tiếng, sau đó nói mười mấy phút liền có thể đến, cách hắn đó cũng không tính quá xa. Sau khi cúp điện thoại, ta tính lỏng nửa sức lực, hiện tại duy nhất cần phải làm là không để cái này kế hoạch nham hiểm ra tới, chờ quỷ ổn bà đến sau đưa nàng đánh dụng là được. Đúng vào lúc này, đột nhiên Lâm Tuyết phát ra một câu đau khổ tiếng kêu rên, a, à, đau quá, nó giống như muốn ra tới, ta bụng đau quá. Trương Tiểu Mạn trông thấy Lâm Tuyết thống khổ như vậy, gấp đến độ tựa như kiến bò trên chảo nóng, nhưng nàng giống như lại làm không là cái gì, chỉ có thể cầm Lâm Tuyết tay, để nàng giảm bớt một chút đau đớn. Tiểu Tuyết, nhịn xuống, đừng để nó ra tới. Trương Tiểu Mạn ở một bên cầm Lâm Tuyết tay an ủi. Nhưng Lâm Tuyết giống như càng ngày càng đau khổ, bụng hiện tại trướng đến cùng một cái to lớn khí cầu đồng dạng. Ta vội vàng xốc lên nàng trên bụng quần áo, phát hiện nàng trong bụng có một cái mơ hồ cái đầu nhỏ, còn có một đôi đen nhánh tay nhỏ, liền cùng bóng tối đồng dạng hiện ra tại Lâm Tuyết trên bụng. Ta nghĩ đưa tay đi sờ một chút, nhưng đúng vào lúc này, đột nhiên đồ chơi kia từ Lâm Tuyết trong bụng thả ra một trận kinh khủng khóc lóc âm thanh, oa, oa, oa. Ta nghĩ đưa tay đi sờ Lâm Tuyết cái bụng kia hài nhi tay, nhưng lại đột nhiên tuôn ra vài câu kinh khủng khóc lóc âm thanh, oa 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 oa. Thanh âm kia liền cùng mèo con gọi đồng dạng, nghe để người dùng mình, Trương Tiểu Mạn cùng Lâm Tuyết thì là dọa cho phải sắc mặt tái nhợt. Tiểu quỷ, đừng đắc chí, chờ xuống đã có người tới thu thập ngươi. Ta đối Lâm Tuyết bụng thật to nói. Lâm Tuyết trong bụng quỷ anh giống như nghe hiểu được ta, làm cho càng thêm lợi hại, mà Lâm Tuyết biểu lộ cũng càng ngày càng đau khổ, mồ hôi đưa nàng quần áo trên người đều thẩm thấu, còn kém chút ngất đi. Lâm Nguyên, nhanh nghĩ một chút biện pháp, không phải nàng đợi không đến người đến. Trương Tiểu Mạn lo lắng nói. Ta nhíu mày, suy tư vài giây đồng hồ về sau, liền lấy ra cuối cùng một đạo hoàng phù, sau đó cắn nát ngón tay, tại hoàng phù phía trên viết một cái định chữ. Được hay không liền nhìn của ngươi, lẩm bẩm một câu về sau, ta đem hoàng phù dán tại Lâm Tuyết trên bụng. Oa, một tiếng bén nhọn khóc lóc âm thanh về sau, Lâm Tuyết cái bụng thế mà phát ra nhỏ xíu hoa lửa âm thanh, dọa đến ta lập tức đỡ lấy Lâm Tuyết, sau đó muốn đem hoàng phù bóc đến, sợ Lâm Tuyết có cái gì sơ suất, bởi vì ta cũng không xác định cái này hoàng phù có thể hay không trấn trụ cái này quỷ anh, sẽ sinh ra cái gì hậu quả nghiêm trọng. Nhưng hỏa hoa qua đi, quỷ anh không còn có động tĩnh. Lâm Tuyết hô một câu, ai, không đau. Trong bụng vật kia giống như trung thực. Nghe được Lâm Tuyết nói như vậy, ta mới thật dài ô thở một hơi, kém chút hù chết lão tử. Qua đại khái sau mười mấy phút, ta liền nghe được tiếng đập cửa, xuống dưới mở cửa sau trông thấy mập mạp mang theo một cái lão bà đứng tại ngoài cửa. Cái này lão bà mặc áo đen đen dày, trên đầu còn quấn hắc sa, chỉ lộ ra nửa gương mặt, nàng kia nửa gương mặt giống như từng bị lửa thiêu đồng dạng, da đã hòa tan. Có chút thịt còn kết thành một đoàn, nửa gương mặt không có một chỗ tốt, nhìn kinh khủng dị thường, ta lần đầu tiên trông thấy nàng thời điểm, thình lình giật mình, còn cho là mình lại gặp được quỷ. Ta vội vàng đem mập mạp kéo sang một bên nói, uy, mập mạp chết bầm, người xác định ngươi đứng bên người cái kia không phải quỷ. Mập mạp nhìn thoáng qua cái kia áo đen lão bà, sau đó đem thanh âm ép tới rất thấp, cái này lão bà khi còn bé mặt từng bị lửa thiêu, cho nên mới làm thành dạng này. Lại nói ngươi quản người ta như thế nào, có thể giúp ngươi giải quyết vấn đề liền thành, lại nói, dáng dấp tốt lông mày tốt, ai nguyện ý làm quỷ ổn bà, giúp quỷ đỡ đẻ. Mập mạp nói cũng có chút đạo lý, chẳng qua ta còn có một chuyện không rõ, thế là vội vàng hướng mập mạp hỏi, ngươi nói nàng mặt từng bị lửa thiêu, kia dùng hắc sa đem che mặt ở chẳng phải được, vì sao còn hết lần này tới lần khác lộ ra, ngược lại đem một nửa khác mặt che khuất. Mập mạp lại liếc trộm quỷ ổn bà liếc mắt. Sau đó nuốt một cái khẩu khí, biểu lộ trở nên trắng bệch, giống như nhớ tới cực kỳ chuyện kinh khủng tới. Không nói gạt ngươi, bà một bên khác mặt, càng kinh khủng. Mập mạp đem thanh âm ép đến thấp nhất, nhưng y nguyên không che giấu được run rẩy ngữ điệu. Nghe mập mạp, ta không khỏi khí tức rung động, lộ ra kia một nửa mặt đã rất khủng bố, sau đây càng kinh khủng một nửa kia, vậy cái này mặt phải khủng bố thành cái dạng gì? Quang tưởng tượng một chút liền có thể để ta phía sau lưng phát lạnh. Vẫn là được rồi, ta tình nguyện cả một đời đều không nhìn thấy. Trong phòng nữ quỷ mặc dù bị ta đả thương, nhưng cũng không có trốn xa, vì Lâm Tuyết cùng Trương Tiểu Mạn an nguy, ta cũng không dám ở bên ngoài nhiều lời nói nhảm, trực tiếp mang theo mập mạp cùng quỷ ổn bà đi vào Lâm Tuyết bên người. Lâm Tuyết cùng Trương Tiểu Mạn nhìn thấy quỷ ổn bà mặt về sau, cũng là giật nảy mình,
may mắn ta kịp thời trấn an các nàng, không phải các nàng đoán chừng dọa đến co cẳng liền chạy. Quỷ ổn bà giống như đã thành thói quen mọi người phản ứng, cũng không có trách chúng ta, chỉ là lộ ra mỉm cười, liền như là một cái hiền hòa lão nãi nãi. Hai tử, may mắn người vẫn còn tấm thân xử nữ, không phải thần chí đều muốn bị kia quỷ anh khống chế, kia đến lúc đó chuyện phiền toái liền lớn rồi. Quỷ ổn bà sờ sờ Lâm Tuyết bụng cười ha hả nói. Trước kia nghe nói xử nữ máu phá tà, tưởng rằng xả đạm, dạng này nghe quỷ ổn bà nói đến, giống như xác thực. Lão bà tử ta giúp người tiếp nhận sinh, cũng giúp mấy thứ bẩn thỉu tiếp nhận sinh, nhưng giúp người đuổi tà ma thai vẫn là lần đầu tiên trong đời, hài tử có thể hay không thành tựu nhìn ngươi tạo hóa. Đang khi nói chuyện, quỷ ổn bà đã phối tốt một bát nước, cũng đưa tới Lâm Tuyết bên miệng. Chén này nước thành phần nói ra có chút buồn nôn, là máu gà, máu chó đen, lư hương cho, hoàng phù, trời hạt xương cùng nước ối hỗn hợp mà thành. Quỷ ổn bà nói nước ối là tân sinh mệnh sinh ra chi vật, dương khí nặng nhất, có thể bóp chết rất nhiều mấy thứ bẩn thỉu. Quỷ ổn bà giống như cho tới bây giờ đều không nói thẳng quỷ, đều là nói mấy thứ bẩn thỉu. Lâm Tuyết nhìn một chút Trương Tiểu Mạn, lại nhìn một chút ta, mới siết chặt mũi dáng chống đỡ lấy đem chén này đồ vật uống vào. Uống hết 10 giây sau, Lâm Tuyết bụng liền không ngừng phát ra làm người ta sợ hãi khóc lóc âm thanh, oa a, oa a, oa a. Thanh âm kia cực kỳ làm người ta sợ hãi, thật giống như có vuốt mèo không đứng ở trên đầu ngươi nắm, bắt loạn đồng dạng, để người tê cả da đầu. Nhưng loại kia thanh âm theo bụng càng ngày càng nhỏ, càng đổi phải càng ngày càng yếu ớt, cuối cùng thanh âm triệt để đình chỉ, Lâm Tuyết cũng không có bất kỳ cái gì vẻ mặt thống khổ, chẳng qua nàng kia một cặp đùi đẹp lại dùng sức kẹp lấy. Ta nhìn có rất nhiều nước tại nàng phía dưới chảy ra, đem sàn nhà đều ướt nhẹp. Trương Tiểu Mạn có chút không hiểu, liền vội hỏi Lâm Tuyết làm sao rồi. Lâm Tuyết cắn nửa môi, sắc mặt có chút ửng đỏ, nửa ngày mới phun ra một chữ, ngứa. Mập mạp sắc mi meo nhìn qua Lâm Tuyết cặp kia cặp đùi đẹp nói, Tiểu ca, người cái này muội tử lợi hại, thế mà có thể lưu nhiều như vậy nước, hắc hắc. Ta vội vàng lườm hắn một cái, để hắn đem những này ác tha ý nghĩ đều thu lại. Quỷ ổn bà cũng gõ một cái mập mạp đầu mắng, đây đều là ô uế nước, là kia quỷ anh hóa thành, nghĩ đi đâu rồi. Lúc này mập mạp mới ngượng ngùng sờ sờ đầu nói, hắc hắc, hóa ra là dạng này, ta còn tưởng rằng. Hắc hắc hắc, chẳng qua mặc kệ hắn nói cái gì, nghênh đón đều là chúng ta Bạch Nhãn, đặc biệt là Lâm Tuyết cùng Trương Tiểu Mạn, chừng phải trong mắt đều đi ra. Lâm Tuyết bụng khôi phục bình thường về sau, quỷ ổn bà quỳ xuống. Điểm tam trụ hương đối bãi kia nước thành kính bái ba bái, tựa như là đối một cái sinh mệnh tôn trọng. Nguyện ngươi về sau có thể ném cái tốt thai, kiếp sau không muốn bị tội. Quỷ ổn bà một bên bái, một bên thầm nói, chúng ta cũng chắp tay trước ngực, đi theo quỷ ổn bà thành kính niệm. Đúng vào lúc này, một cỗ âm phong từ phía trên trần nhà thổi xuống tới, chúng ta ngẩng đầu nhìn lên, thấy một cái tóc tai bù xù nữ nhân cùng một con thạch sùng đồng dạng ngược lại tại trên trần nhà. Trong ánh mắt tràn ngập oán hận, nữ nhân này chính là con kia nữ quỷ. Nữ nhân này mặc dù tràn ngập oán khí, cũng đích thật là một con kinh khủng lệ quỷ, nhưng sinh non tử vong cũng coi như bình thường tử vong một loại, cho nên nàng cũng không có ta trong tưởng tượng lợi hại như vậy, chỉ có không phải bình thường tử vong cùng tử vong thời gian siêu trường lệ quỷ mới là kinh khủng nhất. Nữ quỷ cứ như vậy treo ngược trên trần nhà oán hận xem chúng ta, cũng không dưới đến, không biết là sợ ta, vẫn là sợ chúng ta nhiều người. Chẳng qua nàng nhìn xem trên mặt đất bãi kia nước, ánh mắt oán hận càng thêm sâu, cả khuôn mặt đều vặn vẹo đi qua, bên người âm phong đem y phục của nàng cùng tóc đều thổi phải loạn phiêu. Lúc này quỷ ổn bà đứng lên, đối nữ quỷ nói, hai tử, oan có đầu, nợ có chủ, cô gái này cùng ngươi không oán không cừu, ngươi làm gì ra hại nàng, cái này công bằng sao? Nữ quỷ đối quỷ ổn bà nhe răng trợn mắt về sau, liền gầm thét lên, ta vì nam nhân kia trả giá ta tất cả. Vì hắn ta đang mang thai, ta vì hắn ta biến thành hoàng kiểm bà, kết quả là đâu? Hắn ra ngoài tìm những nữ nhân khác, làm hại ta cùng hài tử đều mất mạng, vậy cái này công bằng sao? Ta oán giận khó bình, ta muốn giết cái kia đãng phu, để cái kia xú nam nhân sống không bằng chết, ta muốn để con của mình xuất sinh, cái này có cái gì không đúng? Quỷ ổn bà thán thở dài, kiếp trước nhân, kiếp này quả, người dạng này cưỡng ép để ngươi hài tử xuất sinh. Sẽ chỉ vì nó bằng thêm một bút nghiệt nợ, người dạng này là hại nó. Nữ quỷ nghe quỷ ổn bà về sau, lăng ngẩn người, oán hận ánh mắt vậy mà trở nên mê mang, dạng này là hại nó. Ta sẽ hại con của mình. Không được, ta đã làm hại nó chết rồi, không thể lại hại nó rồi.
Bảo bảo, mama không thể lại hại ngươi. Nữ quỷ trên mặt thế mà hiện ra từ mẫu bộ dáng, âm phong biến mất, tung bay tóc cùng quần áo đều khôi phục nguyên dạng, trên mặt nàng lệ khí cũng biến mất. Đúng vào lúc này, quỷ ổn bà móc ra một cái giấy đâm bé con, sau đó châm lửa đốt thành tro. Mười mấy giây qua đi, chỉ nghe thấy một tiếng hài nhi khóc lóc, nữ quỷ trong ngực nhiều một cái đáng yêu thịt đô đô bảo bảo, nữ quỷ thì giống từ mẫu một loại nhìn xem trong ngực bảo bảo, trên mặt treo đầy nụ cười hạnh phúc. Tạ ơn các vị, tạ ơn vị này bà, tạ ơn. Nữ quỷ khuôn mặt tươi cười bên trên treo đầy nước mắt, đối chúng ta quỳ xuống dập đầu ba cái liền hóa thành một cỗ âm phong biến mất. Bà, nàng đi đâu rồi? Làm sao không gặp rồi? Trương Tiểu Mạn cùng Lâm Tuyết tò mò hỏi. Quỷ ổn bà cười cười nói, đi nàng nên đi địa phương. Yên tâm đi hai vị muội tử, nếu như nàng còn dám về tới tìm các ngươi, tùy thời thông báo các ngươi bàn ra, ta trừng trị nàng, bàn ra thích nhất nữ quỷ, một đêm làm 7 lần cũng không phải chỉ là hư danh, quan tâm nàng là người hay quỷ, như thường để nàng không xuống giường được. Mập mạp hướng Lâm Tuyết cùng Trương Tiểu Mạn nhíu mày, một mặt hèn mọn nói. Lâm Tuyết cùng Trương Tiểu Mạn đồng thời cho mập mạp giơ ngón giữa, khinh bỉ đồng thời ra hiệu hắn cút nhanh lên, mà ta đã sớm đối cái này thích ăn nói linh tinh mập mạp tập mãi thành thói quen. Chẳng qua cái này quỷ ổn bà cũng làm cho ta có chút lau mắt mà nhìn, nàng mặc dù tướng mạo khủng bố, nhưng lại đáy lòng thiện lương, khuyên bạo hoàn lương, độ ác phỉ thiệt, mà lại đạo hành tuyệt đối không thấp, không giống như là một cái bình thường quỷ ổn bà, mà lại nàng còn để ta nhớ tới Mao Sơn quỷ đạo bên trong ghi lại một câu, quỷ ác không bằng người tâm, giết quỷ không bằng độ quỷ. Ý tứ của những lời này là, quỷ lại ác cũng không sánh bằng lòng người, giết quỷ không bằng độ hóa quỷ, đêm nay chuyện này liền để ta hiểu rất dễ câu nói này. Chẳng qua muốn độ hóa quỷ nhưng không dễ dàng như vậy, không tới nhất định đạo hành có thể làm không đến, nếu như ta đầy đủ mạnh, có lẽ hà vĩ kết cục sẽ càng tốt hơn một chút, đều tại ta bất lực độ hóa hắn, hiện tại ta đạo hành có lẽ chỉ có thể miễn cưỡng bảo mệnh đi. Sự tình giải quyết tốt đẹp về sau, quỷ ổn bà liền một mình rời đi. Trước khi đi còn căn dặn mập mạp ngày mai đem tiền đưa đến nàng nơi đó, Lâm Tuyết cùng Trương Tiểu Mạn càng là như bay rời đi nhà này phòng ở, liền thừa ta cùng mập mạp hai người. Nhìn người đều sau khi đi, mập mạp đột nhiên hướng ta hỏi một cái vấn đề kỳ quái. Tất cả mọi người rời đi về sau, mập mạp đem ta kéo sang một bên, sau đó hỏi ta một cái vấn đề kỳ quái. Tiểu ca, người có hay không cảm thấy tòa nhà này có chút kỳ quái? Mập mạp yếu ớt mà hỏi. Ta lườm hắn một cái, đây không phải nói nhảm sao. Đây chính là nhà ma, Trương Hổ cố ý ủy thác ta tới trừ tà, không phải tòa nhà này liền bán không được, may thật lớn một bút đâu. Nghe ta nâng lên Trương Hổ, mập mạp biểu lộ liền càng thêm kỳ quái, hắn phòng nghỉ tử chung quanh nhìn một chút, xác định chỉ có hai người chúng ta về sau, mới thần thần bí bí nói với ta, người biết cái này Trương Hổ là thế nào lập nghiệp không? Ta mê mang lắc đầu, không biết hắn vì cái gì đột nhiên hỏi cái này. Ta chỉ biết Trương Hổ là vốn là có tiền nhất bất động sản thương nhân, cái khác ta hoàn toàn không biết gì. Ta nói cho ngươi, cái này Trương Hổ lúc còn trẻ chính là cái bất động sản nhân viên bán hàng, một tháng giữ gốc tiền lương liền 1.000, ngươi biết hắn về sau là thế nào lập nghiệp sao? Mập mạp sau khi nói xong, cố ý bán một cái nút, dừng lại không nói. Ta trừng mắt liếc hắn một cái, hắn mới tiếp tục nói, về sau. Hắn dựa vào bán âm trạch mới lên nhà cho tới bây giờ trở thành có tiền nhất bất động sản thương nhân. Âm trạch, đây không phải là cùng hiện tại tòa nhà này giống nhau sao? Hắn nói qua sẽ không bán loại này tòa nhà, chẳng lẽ hắn là đang lừa ta? Ta nửa tin nửa ngờ nhìn xem mập mạp, Trương Hổ không có lý do gạt ta, đối với hắn lại không có chỗ tốt gì. Mập mạp vội vàng phất tay nói, không không, tiểu ca, ta nói chính là âm trạch. Ta nhíu mày, có chút ngây ngốc. Cái này âm trạch không phải liền là nhà ma sao? Chẳng lẽ còn có ý tứ gì khác? Mập mạp nhìn ta không rõ, vội vàng giải thích nói, nhà ma cùng âm trạch hoàn toàn khác biệt, nhà ma đại hung, thậm chí sẽ hại ngươi cửa nát nhà tan, nhưng âm trạch khác biệt, nó có thể để ngươi chuyển vận phát tài, để ngươi lúc tới vận chuyển, gặp dữ hóa lành. Ta lông mày vặn thành một đoàn, nửa tin nửa ngờ nhìn xem mập mạp, hiện tại ta lại nghiêm trọng hoài nghi hắn lại tại ăn nói linh tinh, hắn bản sự khác không có. Liền cái này lắc lư người mồm mép công phu, có thể khiến người ta phục sát đất. Mập mạp, ta cũng không có tiền cho ngươi lừa gạt, ngươi vẫn là bên trên nhà khác đi thôi. Ta nói, ta vẫn luôn coi là nhà ma chính là âm trạch, chỉ là cách gọi khác biệt mà thôi, không nghĩ tới mập mạp còn có thể nói tới như thế hiếm lạ. Mập mạp nhìn ta một bộ nửa tin nửa ngờ dáng vẻ,
lập tức liền gấp, tiểu ca, ta cái này nhưng đều muốn tốt cho ngươi, ngươi muốn tin hay không, hôm nay coi như ta bản ra lo chuyện bao đồng. Mập mạp một hồi nói nhà sự tình, một hồi nói Trương Hổ, hiện tại lại kéo tới tốt với ta, cái này khiến ta có chút mơ hồ. Mập mạp, người đến cùng muốn nói cái gì, một hồi kéo cái này kéo kia, làm cho ta mơ mơ hồ hồ, người có thể hay không một hơi bản giao minh bạch. Ta oán giận nói. Mập mạp cầm điếu thuốc ra tới bay nhảy hai ngụm về sau, cũng không tại do dự, bắt đầu cho ta đường đường chính chính nói lên chuyện này tới. Cái này âm trạch a, kỳ thật cũng cùng nhà ma thoát không khỏi liên quan, nói ngay thẳng chút, chính là nhà ma diễn biến mà thành, đem nhà ma bên trong mấy thứ bẩn thỉu xóa bỏ về sau, hoặc là đổi một chút sát người phong thủy bố cục, liền sẽ biến thành cái gọi là âm trạch. Vì cái gì nói như vậy đâu? Bởi vì Trung Quốc có câu tục ngữ, gặp dữ hóa lành, lại hoặc là đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Ý tứ đại khái chính là, đại hung về sau, tất có cát tướng, cái này vô luận là Phật gia vẫn là đạo gia đều công nhận lý luật, nhưng tòa nhà này lại không gọi cát trạch, ngược lại gọi âm trạch, bởi vì loại này tòa nhà dù sao cũng là nhà ma, cứ việc khu rơi tà vật, y nguyên sẽ lưu lại âm khí, mà lại quỷ dị không nói lên lời, dù không hại người, nhưng loại này tòa nhà sẽ tràn ngập một khí thế âm trầm, chẳng qua có thể khiến người ta đổi vận, ai còn quản được nhiều như vậy. Cũng bởi vì cái này, cho nên rất nhiều người trong nghề đều tranh nhau mua loại này cái gọi là âm trạch. Nhưng thúc đẩy loại này âm trạch điều kiện tiên quyết là, phòng ở trước kia nhất định phải là nhà ma, mà lại càng hung càng tốt, chẳng qua nhà ma là có thể ngộ nhưng không thể cầu, xử lý không tốt lại phân phút đem mệnh đều mất đi, cho nên ai cũng sẽ không đem kiếm tiền chủ ý đánh tới phương diện này tới. Trương Hổ xem như một cái ngoại lệ, bởi vì cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, hắn không biết ở đâu lấy được đường đi, làm đến một nhóm lớn nhà ma, sau đó mời một chút đạo trưởng cái gì, đem nhà ma cải tạo thành âm trạch, sau đó bán đi, về sau thanh danh lan truyền lớn, rất nhiều người đều mộ danh mà hướng hắn mua âm trạch, về sau hắn cũng dựa vào đối bất động sản lý giải cùng thương nhân thiên phú, trở thành bổn thị bất động sản lớn hư. Trương Hổ bán âm trạch lập nghiệp cái này sự tình, sau một đời có rất ít người biết, nhưng cái này sự tình tại một đời trước trong miệng lại lưu truyền rộng rãi, mập mạp người xưng mật thám, liền không có chuyện gì hắn không rõ ràng, nhà cách vách Thúy Hoa cho lão công mang nón xanh, nhị thẩm nhà heo mẹ lại sinh 12 con heo tử, lão vương nữ nhi lại phát dục một cái cắp, những cái này hắn đều toàn diện có thể nghe ngóng đến. Hắn nghe nói Trương Hổ trước kia cũng không phải là mua được nhà ma, mà là mình tự tay chế tạo nhà ma, sau đó lại mời đạo bên trên người đến trừ tà, mạnh mẽ cải tạo thành âm trạch, sau đó lại bán cho người khác. Trừ cái này, mập mạp còn nghe nói, trước kia những cái kia giúp Trương Hổ giải quyết nhà ma người, không phải chết tại nhà ma bên trong, chính là chết đột ngột bỏ mình, còn có một số không còn sống lâu nữa, sống không được 1-2 năm liền đi, nhẹ nhất cũng phát điên, tiến bệnh viện tâm thần, về sau không còn có người dám cho Trương Hổ giải quyết nhà ma, chẳng qua Trương Hổ có tiền về sau, nghe nói cũng rất ít đụng nhà ma. Mập mạp sau khi nói xong, trong tay khói cũng vừa vặn hút xong, hắn đem tàn thuốc ném trên mặt đất hung hăng dẫm diệt về sau, nói với ta nói tiểu ca, mặc dù ta không xác định những cái kia nhà ma có phải là Trương Hổ tạo thành, nhưng thật sự là hắn lợi dụng người chết đến kiếm tiền, người chết vì lớn, làm loạn, nhẹ thì giảm thọ, nặng thì mất mạng, ta cũng là vì ngươi tốt, ngươi vẫn là thiếu giúp Trương Hổ làm việc. Nghe mập mạp, ta rơi vào trầm tư, mập mạp cái này người mặc dù miệng ba hoa, còn thường xuyên nói năng bậy bạ, nhưng hắn làm người ta cảm thấy có thể tin, nhưng là Trương Hổ cái này người lại bụng dạ cực sâu, để ta có chút nhìn không thấu. Kỳ thật vừa tới thời điểm ta liền có chút hoài nghi, lấy Trương Hổ kinh nghiệm, không có khả năng có người lừa hắn, cái này nhà ma khẳng định là chính hắn mua, mà lại mua có đoạn thời gian, bởi vì ta phát hiện, nhà này nhà cửa sổ đều có cải tạo qua, mặc dù hắn sửa chữa nhiều tốt, đem cải tạo vết tích đều che giấu, nhưng cửa sổ một lần nữa kiến tạo vị trí lại có chút khó tin. Nhà này nhà cửa sổ đều là hướng bắc, mặt trời đông khởi lặn về phía tây, cửa sổ hướng bắc, cũng chính là tất cả gian phòng gần như đều không có cái gì ánh nắng tiến đến, nói cách khác, nhà này phòng ở gần như không gặp ánh sáng. Ta đột nhiên minh bạch nữ quỷ rõ ràng báo thù nhưng vì sao còn không đi nguyên nhân, nhà này phòng ở không gặp ánh sáng, nữ quỷ oán khí tán không đi, cho nên nữ quỷ dù cho báo thù, vẫn như cũ đầy cõi lòng oán hận tại nhà này trong phòng bồi hồi không đi. Ha ha! Nhà ma càng hung càng tốt, hóa ra là dạng này. Ta cười lạnh một câu, cuối cùng đem tất cả vấn đề đều nghĩ thông suốt, Trương Hổ cố ý để nữ quỷ tán không đi oán khí, để cái này trở thành đại hung chi trạch, sau đó mời ta đuổi đi nữ quỷ, đổi thành âm trạch bán cái giá tốt,
cái này tính toán đánh cho thật là vang, chẳng qua đây là lợi dụng quỷ kiếm tiền, là đối âm linh không tôn trọng, nhẹ thì giảm thọ, nặng thì mất mạng, nếu như không phải cái này cho tất gạt ta, đánh chết ta đều không làm. Ta một quyền trùng điệp đánh vào trên tường, phát ra phanh một tiếng, Trương Hổ cháu trai này, dám gạt ta. Tiểu ca, lòng người hiểm ác, đặc biệt là ăn âm cơm dòng này, nhất định phải cẩn thận hơn, không phải rất dễ dàng mất mạng. Mập mạp vỗ nhẹ bả vai ta, sau đó quay người rời đi, trước khi đi lưu lại một cái điện thoại cho ta, gọi ta có chuyện tìm hắn. Ta hướng hắn vẫy vẫy tay, nói một tiếng cảm ơn, cái tên mập mạp này mặc dù nhìn không đáng tin cậy, nhưng kỳ thật người còn rất tốt. Tại về trường học trên đường, ta lại nghĩ mấy lần trước đó câu nói kia, quỷ ác không bằng người tâm, giết quỷ không phải độ quỷ, đặc biệt là nửa câu đầu, để ta đặc biệt có cảm xúc. Nữ quỷ lão công, bỏ xuống đang mang thai lão bà ra ngoài tìm tiểu tam, lão bà đầu bảy không có qua lại mang hồ ly tinh kia trở về lưu lồng, cái này lòng của nam nhân, đã sớm hư thối thủng trăm ngàn lỗ. Trương tiểu mạn ba ba Trương Hổ, vì bản thân tư dục, cố ý cải tạo phòng ở đem nữ quỷ vây ở trong chỗ ở, không để cho đầu thai, vì kiếm tiền, trăm phương ngàn kế để ta tới giúp hắn giải quyết nhà ma, cái này người thật sự là bụng dạ cực sâu. Trở lại trường học về sau, đã hơn 2 giờ sáng, vì không để túc quản A-di toàn trường thông báo ta đêm không về ngủ, ta không thể làm gì khác hơn là trèo tường đi lên, may mắn ta chỉ là ở lầu 3, không phải liền thảm. Ngày thứ 2, ta gọi điện thoại cho Lê quản gia, nói tiền không muốn, còn lại 2 nơi nhà ma ta cũng mặc kệ, để bọn hắn tìm người khác đi. Cái này trái lương tâm tiền ta cũng không thể muốn, mà lại ta cũng coi như làm trái hứa hẹn, chỉ xử lý một tòa tòa nhà, cho nên nói coi như tiền lại nhiều, ta cũng không cần. Chẳng qua Trương Hổ cũng là người biết chuyện, mặc dù hắn không cho ta tiền, nhưng hắn tìm được trường học phía sau núi cái kia loạn mộ phần nữ quỷ tư liệu cho ta, cũng chính là cái kia đem Hà Vĩ mang đi nữ quỷ. Quả nhiên có tiền chính là Ngưu Bê, cái này dân quốc thời kỳ tư liệu đều có thể tra được, cái này cần tốn bao nhiêu nhân lực vật lực. Mở ra Lê quản gia đưa tới tư liệu, lập tức liền hiếu kỳ nhìn lại. Đầu tiên là kia loạn mộ phần tư liệu, nguyên lai cái kia mộ địa là dân quốc thời kỳ một nhà họ Vương đại hộ nhân gia mộ tổ, kia loạn mộ phần bên trong táng tất cả đều là người của Vương gia, như thế đại nhất cái mộ địa, cũng không biết táng bao nhiêu đời người, về sau dân quốc chiến loạn, cái này đại gia tộc cũng là chết thì chết, trốn thì trốn, cái này mộ địa cuối cùng cũng không ai quản lý, biến thành mộ hoang. Ta lại sau này lật. Liền thấy liên quan tới cái kia nữ quỷ tư liệu. Cái này nữ quỷ gọi Vương Thiến, khi xuất giá ngày ấy, phát sinh cực kỳ bất hạnh sự tình, nàng bị một đám sơn tặc cho làm bẩn. Ngày đó tân lang mang theo đón dâu đội ngũ cùng tân nương khi về nhà, lại không ngờ trên đường gặp một đám sơn tặc. Vương Thiến là đại hộ nhân gia thiên kim tiểu thư, dáng dấp da trắng mỹ mạo, khí chất nhưng tốt, đám kia sơn tặc nhìn tất cả đều nhào tới, đem đỏ kiệu đều chen bể. Lúc đầu Vương Thiến nghĩ lấy chết bảo đảm trong sạch, nhưng sơn tặc cưỡng ép tân lang, nàng vạn bất đắc dĩ dưới, đành phải dùng mình thân thể băng thanh ngọc khiết thay tân lang một cái mạng. Kia một đám sơn tặc trọn vẹn tra tấn Vương Thiến nửa ngày, mười mấy người đưa nàng thay phiên trà đạp, từ ban ngày đùa bỡn đến ban đêm, Vương Thiến đau khổ ngất đi, lại tỉnh lại ngất đi, trọn vẹn mấy cái vừa đi vừa về. Vương Thiến đã thoi thóp, nếu như không phải vì tình lang của nàng, đoán chừng đều muốn xấu hổ giận dữ mà chết. May mắn đám kia thổ phỉ cũng coi như coi trọng chữ tín, đem hai bọn họ đều thả, chẳng qua những người khác tất cả đều khó thoát điều xấu, cũng chỉ còn lại có bọn hắn còn sống chạy về. Hai người bọn hắn trốn về tân lang nhà về sau, về tình về lý, tân lang về sau đều hẳn là thật tốt đợi Vương Thiến, nhưng không đợi Vương Thiến thở phào, tân lang thế mà trước mọi người mặt đem Vương Thiến cho đừng, liền đường đều không có bái, trốn về đến Vương Thiến chật vật đến cùng. Người còn không có qua cửa. Liền bị 10 cái chơi qua, nếu như ta cưới ngươi, về sau làm sao gặp người, chúng ta vẫn là thôi đi. Tân lang thối lấy cái mặt nói, liền ra môn đều không nghĩ để Vương Thiến tiến. Vương Thiến nghe tân lang, tức giận đến mặt không có chút máu, cắn môi đỏ chảy xuống to như hạt đậu nước mắt nổi giận mắng. Ngươi, quả thực chính là súc sinh, ngươi, không bằng heo chó, ngươi còn là người sao. Mắng xong về sau, Vương Thiến hai mắt lật một cái, liền hôn mê bất tỉnh. Chờ Vương Thiến sau khi tỉnh lại, đã trở lại nhà mẹ đẻ, nhưng nàng sự tình cũng truyền đi dư luận xôn xao, bị mười mấy tên thổ phỉ. Không liền bị bỏ về nhà mẹ đẻ, tại thời đại kia, hai chuyện này đủ để hủy đi bất kỳ một cái nào nữ nhân. Từ đây không còn có người dám tới Vương Thiến nhà cầu hôn, liền bên đường tên ăn mày cũng cười xưng,
không nguyện ý cưới Vương Thiến dạng này bẩn nữ nhân, cái này khiến Vương gia loại này đại hộ nhân ra mặt mũi hoàn toàn không có, Vương Thiến người nhà cũng bắt đầu vắng vẻ trách tội nàng, nói nàng ném Vương gia mặt. Vương Thiến thương tâm gần chết, đến tận đây nhân tính cách đại biến, từ một cái mỹ lệ ôn nhu đại gia khuê tú biến thành một cái ô uế không chịu nổi nát người. Nàng mỗi ngày lêu lổng, chỉ cần là nam nhân, đều có thể bên trên nàng. Chuyện này toàn bộ thành người đều biết, nhưng là về sau việc lạ không ngừng, những cái kia cùng với nàng có quan hệ nam nhân tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Về sau có người điều tra mới biết được, nguyên lai cùng Vương Thiến xong việc về sau, đều sẽ hỏi nam nhân kia, người sẽ lấy ta sao? Nếu như nam nhân kia trả lời sẽ không, kia Vương Thiến liền sẽ hạ độc đem hắn mê choáng, sau đó giết chết băm, lại đem thi thể cầm đi đút heo. Quan phương người biết về sau, liền phái người đi Vương ra chuồng heo loại bỏ, thật đúng là tra ra rất nhiều xương người đầu cùng tóc, thế là vội vàng phái người đi bắt Vương Thiến, nhưng mở ra Vương Thiến cửa phòng về sau, nàng cũng đã treo cổ tại trên xà nhà. Vương Thiến tử tướng phi thường khủng bố, đầu lưỡi vươn dài một thước, ánh mắt lồi ra hốc mắt, kém chút đều có thể đem hốc mắt chen bể, nàng sắc mặt tái nhợt, trên mặt tất cả đều là mạch máu màu đen, liền cùng cây già cây đồng dạng, cuộn tại chung quanh, quỷ dị nhất chính là, khóe miệng nàng hơi vểnh, lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, vô luận như thế nào làm mặt của nàng đều lau không đi, đến bắt nàng người đều dọa gần chết, thi thể cũng không cần, nói tùy tiện trở về giao cái kém là được. Vương Thiến phát sinh dạng này sự tình, người của Vương gia là kiên quyết sẽ không để cho nàng tiến mộ tổ, tìm mấy người nhấc nàng đi dã ngoại hoang vu chôn coi như. Nhưng ngày thứ hai liền phát sinh chuyện kinh khủng, mấy cái kia nhấc Vương Thiến đi chôn người chết hết ở Vương Thiến trước của phòng, bọn hắn song sơn quỳ xuống đất, thất khiếu chảy máu, con người phóng đại, giống như trước khi chết nhìn thấy cực kỳ khủng bố đồ vật. Càng để cho người tê cả da đầu chính là, Vương Thiến thi thể lại treo ở gian phòng của mình, gian phòng bên trong một điểm gió đều không có. Nàng hai cái chân lại một mực lung la lung lay, trên mặt y nguyên duy trì nụ cười quỷ dị, to như hạt đậu ánh mắt gắt gao trừng mắt phía trước, giống như một con chết không nhắm mắt lệ quỷ trở về báo thù đồng dạng. Lần này người của Vương gia hoảng, mời đến đạo sĩ hòa thượng đến niệm kinh trừ tà, nhưng kinh khủng là, ngày thứ hai những hòa thượng kia đạo sĩ cũng chết rồi, cùng trước đó người tử tướng đồng dạng, toàn quỳ gối Vương Thiến trước của phòng, mà Vương Thiến thi thể lại treo ở chỗ cũ. Lần này người của Vương gia triệt để hoảng. Vội vàng hướng lấy Vương Thiến lại quỳ lại cầu xin cầu tha thứ, sợ Vương Thiến biến thành lệ quỷ đến muốn mạng của bọn hắn. Về sau, người của Vương gia vì bảo mệnh, lúc này mới nhất trí quyết định đem Vương Thiến thi thể vùi vào mộ tổ, từ đó về sau mới lại cũng chưa từng xảy ra việc lạ. Mà Lê quản gia giao cho tư liệu của ta cũng đến đây là kết thúc, những vật này giống như đều là người của Vương gia mình ghi lại, bình thường đại hộ nhân gia đều sẽ ghi chép những vật này, xem như gia tộc hưng suy sử, sẽ không có giả. Trách không được ta chỉ nói một điểm tin tức Trương Hổ đều có thể tra được, nguyên lai cái này bi kịch bị ghi lại, Trương Hổ loại người thông minh này, vừa nhìn liền biết là ta thứ muốn tìm. Xem hết những cái này tư liệu về sau, mắt của ta không biết vì cái gì có chút mơ hồ, nghĩ không ra nữ quỷ này trên thân còn phát sinh dạng này bi kịch, bản này không phải lỗi của nàng, tại sao phải để nàng tiếp nhận nhiều như vậy đau khổ, cái kia tân lang cùng nàng người nhà đều quá xúc sinh, chẳng qua kia loạn mộ phần nhiều năm như vậy. Nữ quỷ còn không đi đầu thai, đoán chừng trong lòng còn có oán khí chưa trừ. Ta do dự mãi, quyết định đêm nay đi loạn mộ phần nhìn xem, hy vọng có thể siêu độ cái kia nàng, cũng không phải là bởi vì ta thích xen vào việc của người khác, mà là ta cảm thấy lão thiên đối nàng quá không công bằng, ta không thể lại để cho nàng làm cô hồn dã quỷ tiếp tục trên thế gian du đãng, vẫn là mau nhường nàng đầu thai vào gia đình tốt đi. Lúc buổi tối, ta mang theo đèn pin cưỡi xe đạp liền thẳng đến ngọn núi này dưới. Sau đó một hơi bò lên trên loạn mộ phần. Cái này loạn mộ phần ta mặc dù thường xuyên nghe nói qua, nhưng cái này còn là lần đầu tiên đến, chung quanh âm trầm trầm, có một loại làm người ta sợ hãi cảm giác, trên bia mộ mọc đầy rêu xanh, có chút quan tài đều lộ ra, chung quanh một lần bừa bộn, không biết cho thứ gì đào qua, thậm chí còn có thể trông thấy một hai bộ bạch cốt, thật không biết những bạn học kia làm sao dám tới đây, đặc biệt là nữ hài tử. Ta cũng không biết cái nào mộ phần là Vương Thiến. Nhưng ta đến loạn mộ phần chuyện thứ nhất không phải tìm mộ phần, mà là trước vung tiền giấy. Đây đều là không người quản lý mộ hoang, ta không biết nơi này cất giấu bao nhiêu quỷ, nhưng ta biết phàm là ở đây, đều là quỷ đói, trước vung điểm tiền giấy cho chúng nó lên tiếng chào hỏi, không có chỗ xấu, trước khi vào cửa trước lên tiếng chào hỏi, đây là Trung Quốc ngàn năm không đổi lễ nghi, đối quỷ cũng nên như thế. Vung xong tiền giấy về sau,
ta mới bắt đầu giơ đèn pin tìm Vương Thiến mộ bia, nhưng là mộ bia rất nhiều vừa bẩn vừa cũ, còn bò đầy rêu xanh, trên tấm bia chữ ta rất khó coi phải thanh, cho nên tìm thật lâu ta đều không có tìm được. Ngay tại ta hết đường xoay sở thời điểm, đột nhiên một trận âm phong phá đến, thổi đến ta toàn thân rùng mình, bởi vì loại kia âm lãnh trực tiếp làm người ta sợ hãi đầu khớp xương. Ngươi là đang tìm ta sao? Một cái sâu kín nữ nhân âm thanh tại không trung truyền đến. Ta vội vàng giơ đèn pin hướng chung quanh tìm kiếm, nhưng không nhìn thấy bất luận cái gì thân ảnh, chỉ có không ngừng âm phong như dao hướng ta đối mặt thổi qua tới. Vương Thiến, ngươi là Vương Thiến sao? Ta hô. Ta vừa dứt lời, đột nhiên âm phong liền đình chỉ, thanh âm kia trầm mặc nửa phút đồng hồ sau, mới vang lên lần nữa, ngươi đến cùng là ai? Vì sao lại biết tên của ta? Đúng, ta giống như gặp qua ngươi, ta bên trên nam nhân kia thân, tại kia tòa nhà trong phòng gặp ngươi. Ta cười khổ một cái, ngươi đâu chỉ gặp qua ta, còn mẹ nó kém chút đem ta cho bóp chết, kia tòa nhà phòng ở hẳn là chỉ chính là ký túc xá đi. Không thích hợp, ngươi hương vị cùng đám kia đạo sĩ thúi. Sú hòa thượng hương vị đồng dạng, làm sao, người cũng là nghĩ đến đem ta đánh cho hồn phi phách tán sao. Vương Thiến đột nhiên đem thanh âm đề cao mấy cái âm lượng, liền cùng động vật gặp được nguy hiểm lúc phát ra bén nhọn gầm nhẹ đồng dạng, âm phong lại cùng phá lên, đem chung quanh cây thổi đến hô hô rung động, liền như là yêu ma quỷ quái tại quỷ dị lắc mông đồng dạng. Không phải, ta không có ý tứ này, ta là tới cứu ngươi. Ta vội vàng giải thích nói. Cái này Vương Thiến cũng không phải loại lương thiện. Khi còn sống liền thụ rất nhiều oan khuất, nguyên nhân cái chết vẫn là tự sát, tăng thêm 5 tháng còn dài như vậy, cái này oán khí phải tích lũy đa trọng, ta loại trình độ này đạo hành, đề cập với nàng dày cũng không xứng. Cứu ta, ha ha ha, ngươi là nghĩ đến độ ta sao? Chỉ bằng ngươi cái này mới ra đời đạo hành, ta giết ngươi cũng liền cau mày công phu. Vương Thiến cười lớn, toàn bộ loạn mộ phần đều quanh quẩn nàng quỷ dị tiếng cười, nếu như lúc này có người đi qua, đoán chừng đều có thể sợ mất mật. Đúng, ta là tới độ ngươi, dụng tâm độ, không quan hệ đạo hành, ta là thật tâm không nghĩ ngươi còn như vậy oán hận xuống dưới, làm cái cô hồn dã quỷ, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian đầu thai đi. Ta nói, giết quỷ không bằng độ quỷ, huống chi nàng khi còn sống sau khi chết đều như thế đáng thương, ta cũng không đành lòng lại đối nàng động thủ. Ha ha, thực tình độ ta, một câu tiếng kêu chói tai qua đi, có một trận âm phong đối mặt thổi đi qua, thổi đến ta lúc này ý thức meo một chút. Chờ lần nữa mở ra thời điểm, ta nhìn thấy một tấm bò đầy mục nát trùng hư thối mặt cùng ta mặt đối mặt dán, mặt nàng mục nát trùng gần như đều có thể thuận hướng ta mũi bò qua tới. Lúc này ta dạ dày liền cùng rời sông lấp biển đồng dạng, giống như tất cả đồ ăn đều tại chiều cuống họng dâng lên, nhưng ta không thể nhả, ta nuốt một cái khẩu khí, sau đó cắn chặt răng đối cứng, sau đó trong lòng đừng suy nghĩ, đều là huyễn tượng, đều là huyễn tượng. Nếu như ngay cả cái này cũng nhịn không được. Như thế nào độ cái này người đáng thương, đưa nàng đưa đi đầu thai. Vậy ngươi, cưới ta sao? Vương Thiến sâu kín nói. Nàng không nói lời nào còn tốt, vừa nói miệng thúi cùng cái ngàn năm hố phân, khẩu khí kia đối mặt nhào tới, kém chút liền để ta đem đêm nay ăn đồ vật toàn phun trên mặt nàng. Ta nắm chặt nắm đấm, sau đó mạnh mẽ bấm một cái bắp đùi mình, tiếp lấy ngừng thở, lúc này mới đem kia cỗ cảm giác muốn ói sống sờ sờ đè xuống. Tốt, ta cưới ngươi. Ta cắn chặt răng nói. Kỳ thật quỷ sở dĩ có oán niệm, đó là bởi vì có không bỏ xuống được chấp niệm, liền cùng nhà ma nữ quỷ đồng dạng, nếu như nàng không hướng đôi cẩu nam nữ kia báo thù cùng sinh hạ quỷ anh, nàng là sẽ không đi, một khi chấp niệm buông xuống, oán niệm cũng sẽ đi theo tiêu trừ, kia chính nàng liền sẽ đi đầu thai. Mà Vương Thiến chấp niệm rất rõ ràng, đó chính là lấy chồng, cái này cùng với nàng khi còn sống trải qua là không thể tách rời, cho nên ta nghĩ độ nàng. Vậy thì nhất định phải hoàn thành nàng tâm nguyện này, dạng này nàng khả năng buông xuống chấp nhất, tiêu trừ oán niệm đi đầu thai. Vương Thiến nghe ta, đột nhiên lăng ngẩn người, nàng cho là ta sẽ trực tiếp dọa chạy, không nghĩ tới ta thế mà đáp ứng, cái này khiến nàng có chút trở tay không kịp. Ngươi, ngươi là nói thật chứ? Ta là quỷ, ngươi không sợ sao? Ngươi nguyện ý cưới một con quỷ làm vợ? Vương Thiến nói chuyện đột nhiên trở nên khẩn trương lên. Ta nói đều là thật, ta nhẹ gật đầu. Vậy ngươi hôn ta, Vương Thiến đột nhiên nói. Vậy ngươi hôn ta, Vương Thiến đột nhiên nói với ta nói. Nghe nàng, ta cau mày, sau đó ngắm một chút trước mắt Vương Thiến, đột nhiên vừa rồi đè nén xuống hồng hoang lực lượng lại nghĩ tràn ra, loại kia nôn mửa cảm giác phi thường cường liệt, ta đã cắn đến lợi đều chua mới miễn cưỡng chịu đựng. Làm sao, ngươi không nguyện ý,
ngươi không phải nói muốn cưới ta sao? Vương Thiến giật giật hư thối ra mặt, lập tức một đống lớn mục nát trùng xoát xoát rớt xuống, có chút còn muốn thuận ta ống quần bò lên, dọa đến ta vội vàng dùng sức run lên chân, đem những cái kia buồn nôn mục nát trùng chấn xuống dưới. Ta nuốt một ngụm nước bọt, không biết trả lời như thế nào Vương Thiến, cái này bảo ta làm sao thân. Mặt kia đều nát thành một đống bùn nhão, tăng thêm những cái kia tản ra hôi thối mục nát trùng, nhìn xem bọn chúng nhúc nhích ta liền cảm giác toàn thân không được tự nhiên. Thế nào, hạ không được miệng a? Vương Thiến cười lạnh nói, ngươi là qua nhiều năm như vậy cái thứ nhất nói muốn cưới ta người, ta kém chút liền tin, ha ha ha. Đi đại gia ngươi, lão tử cùng ngươi liều, đã một lời đã nói ra, kia tứ mã nan truy, nói cưới liền cưới. Ngay tại Vương Thiến cười to thời điểm, ta đột nhiên dùng miệng đối đi lên, đưa nàng miệng triệt để ngăn chặn. Đúng vào lúc này, đột nhiên một vệt ánh sáng hiện lên, đem ta toàn bộ thân thể đều bao phủ lại, chờ ta lại mở mắt ra thời điểm, phát hiện mình đứng tại một nơi xa lạ. Lúc này, từ phương xa truyền đến khua chiêng gõ trống thanh âm, ngay sau đó liền nhìn thấy một cái cưỡi ngựa tân lang quan mang theo một chi đón dâu đội ngũ nhấc lên đỏ chót kiệu hướng ta đi tới. Cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta không phải tại loạn mộ phần bên trên cùng nữ quỷ hôn sao? Chạy thế nào cái này đến rồi? Hình tượng này giống như có chút quen thuộc, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại nghĩ không ra. Lúc này hình tượng nhất chuyển, đột nhiên từ đằng xa xông lại một đám thổ phỉ, bọn hắn bắt đầu điên cuồng bừa bãi tàn phá, không ngừng giết người cùng giật đồ. Một lát sau, bọn hắn liền đem đỏ chót kiệu tân nương cho túm ra tới, sau đó mạnh mẽ đem tân nương phục xé nát, lộ ra da thịt tuyết trắng cùng bắp đùi thon dài. Rất nhanh những bộ phận khác cũng bạo lộ ra, thấy đám kia thổ phỉ liền cùng mắt đỏ sói, khẩu khí chảy ròng. Nhưng lúc này, tân nương đột nhiên mang trên đầu đầu châm nhổ xuống, sau đó vạch một cái, đem một người trong đó cánh tay vạch ra một đầu tơ máu, đồng thời cấp tốc đem đầu châm chỉ tại trên cổ của mình, nghĩ tự sát mà chết. Ngay tại lúc này, thổ phỉ đột nhiên đem tân lang giẫm trên mặt đất, bắt đầu uy hiếp nàng, nếu như tự sát liền đem tân lang ngũ mã phanh thây. Sau đó đem khí quan từng cái gửi về cho người nhà của hắn. Cuối cùng tân nương vẫn là mềm lòng, cũng bởi vì cái này nhất thời thỏa hiệp cùng mềm lòng, cái này tân nương liền rơi vào vực sâu vô tận địa ngục. Kia 10 cái thổ phỉ bắt đầu thay phiên trà đạp nàng, mà cái kia tân lang thì như cái phế vật đồng dạng ở bên cạnh vô lực nhìn xem. Đúng vào lúc này, đột nhiên bên kia tất cả mọi người mặt cũng bắt đầu rõ ràng lên, đầu tiên đập vào mi mắt chính là đám kia hèn mọn hung hãn thổ phỉ cường đạo. Sau đó là tân nương, nhưng ta liếc mắt liền nhận ra được, người này chính là Vương Thiến. Vương Thiến hai mắt không ánh sáng, trên gương mặt tất cả đều là tuyệt vọng nước mắt, mà thân thể thì từ hai cái thổ phỉ không ngừng đánh thẳng vào, trên người máu ứ đọng cũng nhiều đạt mười mấy nơi. Cuối cùng là tân lang, nhưng nhìn thấy tân lang mặt về sau, ta đột nhiên toàn thân đều đang run rẩy, hắn gương mặt kia ta là không thể quen thuộc hơn được, hắn chính là Hà Vĩ. Hà Vĩ chính là tân lang. Chẳng lẽ Hà Vĩ chính là cái kia phụ Vương Thiến người? Trời ạ, quả nhiên kiếp trước nhân, đương thời quả, thiên lý tuần hoàn, báo ứng xác đáng, nghĩ không ra đời này Hà Vĩ chết tại Vương Thiến trong tay, đây giúp thiếu nợ cũng còn thanh, ta là vạn vạn không nghĩ tới bọn hắn thế mà còn có dạng này nhân quả nghiệt nợ. Ngay tại ta trong thoáng chốc, đột nhiên một vệt ánh sáng hiện lên, ta lại trở lại loạn mộ phần bên trên, đang cùng nữ quỷ miệng đối miệng thân. Chẳng lẽ vừa rồi ta tiến vào nữ quỷ trong trí nhớ? Vô cùng có khả năng, lệ quỷ oán khí bên trong bản thân liền mang theo đau khổ khó quên ký ức, vừa rồi ta cùng nữ quỷ Vương Thiến miệng đối miệng, cho nên tiến vào nữ quỷ trong trí nhớ. Thân sau khi, ta vội vàng đẩy ra Vương Thiến sau đó lau lau miệng nói đây có thể đi. Ta cũng bắt đầu có chút bội phục chính ta, lại có thể cùng như thế làm người ta sợ hãi nữ quỷ hôn còn không phun ra. Nhưng ta đẩy ra Vương Thiến về sau. Liền bắt đầu có chút hối hận, bởi vì trước mắt ta nơi nào vẫn là cái gì xấu xí kinh khủng nữ quỷ, cũng sớm đã biến thành một cái dân quốc đại mỹ nữ. Vương Thiến mặc đoan trang yêu nhã tân nương đại hồng bào, tinh xảo mặt trái xoan một bộ đại gia khuê tú dáng vẻ, người phi thường có khí chất, vừa nhìn liền biết lúc trước loại kia đại hộ nhân gia thiên kim. Ta dựa vào, sớm biết thân lâu một chút, làm sao biến trở về đại mỹ nữ, mặc dù là nữ quỷ, nhưng cũng tuyệt đối là một cái tuyệt thế đẹp quỷ. Nàng là cùng Lâm Tuyết đồng loại hình mỹ nữ, nhưng tư sắc tuyệt đối tại Lâm Tuyết phía trên. Vương Thiến lộ ra để tâm thần ta nụ cười dạo dực, nhiều năm như vậy rốt cục đợi đến, ngươi là người thứ nhất nguyện ý cưới ta người, đi thôi, chúng ta đi bái đường thành thân đi. Vương Thiến đi tới dắt ta tay, sau đó một cái tay khác phung lên,
lập tức thổi qua đến một trận thấu xương âm phong, thổi đến mắt của ta đều không mở ra được, chỉ có thể meo suy nghĩ. Chờ ta đem mắt mở ra thời điểm, trên thân thế mà mặc vào dân quốc thời kỳ tân lang phục, mà đối diện thì có bốn cái tiểu quỷ nhấc lên hoa hồng lớn kiệu hướng ta đi tới, những cái kia tiểu quỷ trên mặt đều xoát một tầng thật dày bạch phiến đáy, còn điểm hai cái tinh hồng sắc vòng tròn nhỏ, miệng không biết bôi cái gì son môi, đỏ đến có chút quái dị, hai mảnh quỷ môi còn vểnh lên lại với nhau, liền cùng những cái kia đâm giấy tiểu nhân đồng dạng. Hoa hồng lớn kiệu phía trước thì có thật nhiều khua chiêng gõ trống lão đầu mặt trắng, bọn hắn tất cả đều còng lưng, mang trên mặt nụ cười quỷ dị, một mực nhìn lấy ta, cực kỳ làm người ta sợ hãi, cái này lập tức liền để trong đầu của ta hiện ra hai chữ, minh hôn. Minh hôn ngay từ đầu là vì người đã chết tìm phối ngẫu. Có thiếu nam thiếu nữ tại đính hôn về sau, không chờ cưới qua cửa liền bởi vì song vong. Khi đó, các lão nhân cho rằng, nếu như không thay hắn, nàng, nhóm thành hôn, hắn, nàng, nhóm quỷ hồn liền sẽ tác quái, làm gia đình bất an. Bởi vậy, nhất định phải vì hắn, nàng, nhóm cử hành một cái minh hôn nghi thức, cuối cùng đem hắn, nàng, nhóm chôn ở cùng một chỗ, trở thành vợ chồng, chôn chung hợp táng. Cũng miễn cho nam, nữ hai nhà oanh trong đất xuất hiện cô mộ phần. Trước đây mọi người phổ biến mê tín tại cái gọi là nghĩa địa phong thủy, coi là xuất hiện một ngôi mộ lẻ loi, sẽ ảnh hưởng gia đình hậu đại hưng thịnh. Lúc ấy có chút phong thủy gia cổ xưng phong thủy, vì nhiều kiếm mấy đồng tiền, cũng nhiều kiệt lực giật dây làm loại này minh hôn. Minh hôn thêm ra hiện tại quý tộc hoặc phú hộ, bần hàn nhà tuyệt không làm loại hoạt động này. Nhưng về sau minh hôn liền bắt đầu biến, không còn dừng bước tại người chết cùng người chết ở giữa, mà là người chết cùng người sống, thậm chí loại này người sống cùng người chết minh hôn tình thế siêu việt loại trước, trở thành giữa quý tộc một loại người chết hôn lễ, mà ta hiện tại cùng Vương Thiến hôn lễ không thể phủ nhận, chính là trong truyền thuyết quỷ dị minh hôn. Ta tình huống thì có chút khác biệt, ta là cùng quỷ kết hôn. Dân quốc thời kỳ liền đã chết đi nữ quỷ, ta loại này minh hôn đoán chừng nói ra cũng có thể làm cho người tê cả da đầu. Đỏ chót kiệu đi vào ta trước mặt thời điểm, Vương Thiến nắm ta tay, sau đó một trận âm phong thổi qua, chúng ta an vị tại đỏ chót trong kiệu. Ai, kỳ quái, không phải hẳn là ta đi đón ngươi sao? Làm sao hai chúng ta đều ngồi vào kiệu hoa bên trong? Cái này không hợp phép tắc a, chẳng lẽ dân quốc thời kỳ kết hôn là như vậy? Ta sâu kín nói. Chủ yếu vẫn là dấu ở này quỷ dị lớn kiệu hoa bên trong để ta phải hoảng, mà lại ta còn phát hiện một kiện phi thường lo lắng sự tình, cái này lớn kiệu hoa thế mà là giấy đâm. Giấy đâm kiệu hoa chỉ có thể tiếp nhận quỷ thể trọng, người sống thể trọng làm sao nhận được rồi. Có thể hay không đi tới, cái này lớn kiệu hoa liền cho ta ngồi xuyên rồi. Vương Thiến nghe ta về sau, ngượng ngùng cười cười, sau đó đem đầu tựa ở trên ngực của ta, nghiễm nhiên một bộ tiểu nữ xinh dáng vẻ. Hoàn toàn nhìn không ra trên tư liệu viết đáng phu hình tượng. Bởi vì người sống hôn lễ cùng minh hôn khác biệt, người sống hôn lễ nhà trai tiếp nhà gái, mà minh hôn thì là người chết tiếp người sống. Vương Thiến vừa nói, một bên dùng tay tại ta trên ngực vẽ lấy vòng tròn vòng, làm cho ta lòng ngứa ngáy, đột nhiên có một loại nghĩ lập tức động phòng cảm giác. Không đúng, động phòng, nếu như minh hôn là người chết tiếp người sống lời nói, như vậy bái đường thành thân những cái kia lễ tiết ở nơi nào làm? Quan tài, người chết quan tài, nghĩ tới đây ta kìm lòng không được run lập cập, ta vốn cho rằng tùy tiện tại nàng mộ phần bên trên bái cái đường đập cái đầu coi như kết thúc buổi lễ, không nghĩ tới còn muốn đi theo nàng nhập quan tài, người sống trông thấy quan tài, kia là thăng quan phát tài, nhưng người sống tiến quan tài, vậy liền không may, nhưng chuyện cho tới bây giờ, ta cũng vô pháp cự tuyệt, chỉ có thể kiên trì chịu đựng đi. Đón dâu đội ngũ đi sau khi, đột nhiên cố kiệu chấn động, bị mạnh mẽ thả trên mặt đất. Bên ngoài âm thanh ồn ào cũng nháy mắt đình chỉ, thay vào đó chính là yên tĩnh như chết. Ta nuốt một ngụm nước bọt, sau đó sâu kín hỏi, làm sao? Chuyện gì xảy ra, vì cái gì đột nhiên không có tiếng? Vương Thiến thế mà xấu hổ nói, đến. Đến rồi, đến đó rồi, mang theo nghi vấn, ta đưa đầu ra kiệu hoa len lén liếc lấy bên ngoài, chờ ta biết đây là cái kia thời điểm, lập tức dọa đến tâm hoảng hoảng, nơi này thật như ta suy nghĩ, là tại một bộ trong quan tài. Đúng vào lúc này, đột nhiên lớn kiệu hoa cũng biến mất không thấy gì nữa, hai chúng ta hoàn toàn đợi tại một bộ trong quan tài, nhưng nói cũng kỳ quái, mặc dù tại trong quan tài, lại có thể co duỗi tự nhiên, có thể ngồi có thể đứng có thể nằm, cái này để ta cảm giác được có chút không thể tưởng tượng nổi. Phốc một tiếng, đột nhiên sáng lên hai chi đỏ chót ngọn nến, sau đó Vương Thiến bưng tới hai cái ly rượu nhỏ, sau đó đưa một cái cho ta. Trong quan tài nhỏ, bái đường những cái kia lễ tiết liền miễn.
chúng ta uống một chén rượu liền động phòng đi, vậy chúng ta liền có thể trở thành chân chính vợ chồng. Vương Thiến mặt mũi tràn đầy hạnh phúc nhìn ta, trong mắt lại cũng không nhìn thấy nửa điểm oán khí, ngay sau đó nàng đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Động phòng, để ta cùng quỷ động phòng, như vậy sao được, ta thế nhưng là Mao Sơn hậu duệ. Trong lòng ta lập tức la hét, nhưng nhìn xem Vương Thiến kia mặt mũi tràn đầy hạnh phúc, ta lại không đành lòng trực tiếp cự tuyệt nàng, sợ nàng lại một lần nữa thất vọng, vận mệnh của nàng đã rất bi thảm, ta không thể lại tổn thương nàng, dù cho nàng là một con quỷ. Vương Thiến nhìn ta một bộ do dự biểu lộ, giống như phát giác được cái gì, thế nào, ngươi không nguyện ý. Ta trừng mắt nhìn, sau đó khuynh hướng đầu đi, không dám nhìn lấy nàng, tại trong quan tài cùng một con quỷ động phòng, trong lòng ta có chút không chịu nhận, trọng yếu nhất chính là, đây chính là ta lần thứ nhất a. Tâm tình phiền muộn đến cực điểm ta một hơi đem rượu trong ly rót đi vào, uống xong sau ta mới nghĩ đến có điểm gì là lạ, cái này quỷ lấy ở đâu người uống rượu. Vội vàng cúi đầu nhìn chén rượu trong tay, phát hiện trong chén thế mà là tinh hồng chất lỏng, còn phát ra hôi thối. Cái này đến cùng là cái gì? Ta vội vàng dùng tay đi móc cổ họng của mình, hy vọng có thể đem vừa rồi uống đồ vật phun ra. Con chuột máu, Vương Thiến nói, sau đó vội vàng khẩn trương giúp ta vỗ phía sau lưng, trên mặt một bộ áy náy biểu lộ, giống như đã làm sai chuyện tiểu hài tử, làm cho người thương tiếc. Nhưng ta loại này điều ti, nào hiểu phải thương hương tiếc ngọc, liền vội vàng đem nàng tay hất ra sinh khí mắng, người đây là ý gì? Ta hảo tâm cùng ngươi thành thân, vì cái gì còn muốn hại ta? Ta là người, sao có thể cho ta uống con chuột máu đâu? Nhưng ta chỗ này không có cho người ta uống rượu, chỉ có con chuột máu, trọng yếu chính là, cái này con chuột rất bổ. Vương Thiến giải thích nói, trước đó kia luồng lệ khí hoàn toàn biến mất, liền như là biến thành một cái yêu đương bên trong nữ hải đồng dạng, ôn nhu như nước. Phi, con chuột máu bổ, hố ai đây, ta vẫn như cũ phun nước bọt, muốn đem trong miệng mùi tanh tất cả đều thanh trừ hết. Ta không có lừa ngươi, đây chính là con chuột vương, đã sống không sai biệt lắm có 20 năm, thể tích hầu như đều có mèo con lớn như vậy, tiếp qua 10 năm đoán chừng đều có thể thành tinh, nó máu đặc biệt bổ. Vương Thiến tiếp tục nói. Nghe Vương Thiến vừa nói như vậy, ta giống như thật cảm thấy toàn thân khô nóng, trong lồng ngực giống như có một đám lửa đang thiêu đốt, tiếp lấy đoàn kia lửa càng đốt càng vượng. Ta đi, xong, cái này con chuột máu chẳng lẽ còn có loại kia công năng a? Làm sao ta cảm giác càng ngày càng không thích hợp, toàn thân khô nóng khó nhịn, trên người máu đang sôi trào. Ngay tại ta coi là muốn bị quỷ kia cái gì thời điểm, đột nhiên liền hai mắt lật một cái, hôn mê bất tỉnh, cái gì cũng không biết. Ngủ được mê man, cũng không biết qua bao lâu, sau khi tỉnh lại phát hiện có mãnh liệt ánh mặt trời chiếu vào, ta thuận tay đẩy, nắp quan tài liền bay ra ngoài, có một đống nhỏ bùn đất rơi xuống. Cái này nắp quan tài đã mỏng cùng một tấm vải không sai biệt lắm. Cho năm tháng ăn mòn nhiều nghiêm trọng, quan tài cũng quá xấu không thành dạng, ta cũng không biết tối hôm qua là làm sao ở chỗ này, hẳn là nữ quỷ thật cùng trên TV bên cạnh đồng dạng, có thể biến ra một ngôi nhà hoặc là cái gì đồ vật lung tung ngổn ngang ra tới. Ta đi ra quan tài về sau, phát hiện đã nhanh giữa trưa, mặt trời đã bò tới đỉnh đầu, cái này loạn mộ phần mặc dù ban đêm âm trầm trầm, nhưng ban ngày giống như cũng không có cái gì có thể sợ, có lẽ là lá gan của ta biến lớn, dù sao liền nữ quỷ cũng dám muốn. Ra tới về sau, ta mới nhìn đến quan tài dưới đáy viết mấy dòng chữ, nhân quỷ khác đường, nếu như hữu duyên, kiếp sau gặp, cảm ơn ngươi độ ta, oán khí toàn bộ tiêu tán, đã đi đầu thai. Trông thấy cái này mấy dòng chữ, ta mới thở ra một hơi dài, cuối cùng làm một kiện đại đại chuyện tốt, chẳng qua tối hôm qua thế mà cái gì cũng không có phát sinh, hắc hắc, thật sự là đáng tiếc, quang uống chén con chuột vương máu, bạch bổ rồi. Về trường học trên đường. Không biết có phải hay không là tối hôm qua con chuột máu tác dụng, ta thế mà bước chân nhẹ nhàng, toàn thân là lực, đi trên đường mạnh mẽ như gió, cảm giác thân thể muốn so trước kia tốt. Chẳng qua trong lòng ta đột nhiên có chút nhỏ hối hận, làm một Mao Sơn đệ tử, thế mà cùng nữ quỷ thành thân, cái này còn thể thống gì? Truyền đi đều làm trò cười cho người khác, cái này sự tình phải nát trong bụng không thể để người khác biết. Nghĩ tới đây, tâm tình lập tức du nhanh, trên đường trở về cũng thổi lên huýt sáo. Trở lại trường học về sau, ta mới vỗ đầu một cái, hỏng bét, trốn học. Buổi sáng hôm nay không có đi. Cái này nhưng làm sao tùy tùng chủ nhiệm giải thích, chẳng lẽ nói với nàng, ta tối hôm qua vì cứu vớt một con nữ quỷ, về sau cùng với nàng lăn quan tài chậm trễ chương trình học. Cái này đoán chừng có thể cho chủ nhiệm lớp đánh thành cấp 3 tàn phế.
suy tư nửa ngày, cũng thực sự nghĩ không ra tốt lý do, chỉ có thể kiên trì tùy tùng chủ nhiệm nói ngủ mới vừa buổi sáng, cho nên không có đi học, ai, cuối cùng có thể nghĩ, ta bị chủ nhiệm lớp mắng thành cháu trai, còn muốn viết 10.000 chữ kiểm điểm, tiếp lấy chạy 30 vòng thao trường, chẳng qua cuối cùng ta mới biết được chủ nhiệm lớp phạt ta nặng như vậy nguyên nhân là Trương Tiểu Mạn ở sau lưng tố cáo ta, nói xấu ta, cáo ta nửa đêm đi tiệm nét suốt đêm, sau đó ngủ muộn mới không có đi học. Ta nhổ vào, cái này xấu bụng nữ, ta về sau cùng với nàng không xong. Sớm biết đêm đó liền để nhà ma bên trong nữ quỷ đem nàng cho giết. Trương Tiểu Mạn cho ta gây phiền phức còn không chỉ một, không biết mọi người còn nhớ rõ cái kia ngô ngẫu không, đúng, chính là cái kia một mực truy Trương Tiểu Mạn không đắc thủ karate đai đen ngô ngẫu, về sau còn cùng ta hẹn đơn đấu, không sai, đơn đấu ngày đến. Chuyện này ta lúc đầu chính mình cũng quên, trở lại ký túc xá sau triệu nghị cùng Lý Văn nhắc nhở ta mới nhớ lại. Lâm Nguyên, ta khuyên ngươi tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc về nhà trước tránh một hồi đi, không phải ngươi phải nằm tại bệnh viện mấy tháng không xuống giường được. Lý Văn nói, đúng đúng đúng, chúng ta đều mua ngô ngẫu thắng, ngươi đi nhanh lên, chúng ta trực tiếp liền có thể thắng tiền, kỳ thật đi, ta chủ yếu vẫn là lo lắng ngươi bị người đánh bán thân bất toại. Triệu nghị cũng liền bận bịu phụ họa nói, hai người một bộ khiến người chán ghét sắc mặt, một mực đang bên cạnh ta bức bức. Ta còn tưởng rằng bọn hắn phải quan tâm ta, không nghĩ tới là hạ tiền đặt cược, mặc dù cái này cũng không thể trách bọn hắn, nhưng hai người bộ này sắc mặt cũng thực sự khiến người chán ghét, nếu không phải một cái túc xá người, ta đều nghĩ một chân một cái đạp chết bọn hắn. Uy, Lâm Nguyên, ngô ngẫu đến, ngay tại dưới lầu. Lý Văn khẩn trương hô, sau đó liều mạng chỉ lầu dưới. Ta nhíu mày, sau đó cùng đi ra ngoài, thật nhìn thấy ngô ngẫu đứng ở dưới lầu. Ngô ngẫu cũng nhìn thấy ta, hắn chỉ vào người của ta hô, chúng ta đơn đấu thời gian đến, ta tại thao trường chờ ngươi, không đến chính là cháu trai. Tiếp lấy dựng thẳng lên hai con ngón tay cái, sau đó hướng xuống thị uy nói Tiểu Mạn là của ta, ngươi cái này không cha không mẹ nông thôn tiểu tử nghèo, liền Tiểu Mạn đầu ngón chân đều không xứng với. Nói xong ngô ngẫu bên người kia hai cái chân chó Trương Văn cùng Trần Vũ cũng đối với ta khởi xướng khiêu khích thức huyết sáo. Nghe xong ngô ngẫu, ta tức giận đến toàn thân đều đang run rẩy, lửa giận từ đầu ngón chân đốt tới trên đầu. Ngươi mắng ta đi, muốn cái kia điêu ngoa bốc đồng xấu bụng nữ cũng được, nhưng vũ nhục ta không cha không mẹ lại không được, lão tử hôm nay nhất định phải ngươi ngay trước toàn trường trước mặt, cho ta dập đầu nhận lầm, ta sẽ không cho ta trên trời cha mẹ mất mặt. À, ngô ngẫu ngươi yên tâm tốt, lão tử chính là sợ một con rùa, cũng sẽ không sợ ngươi, chúng ta sau 10 phút, thao trường thấy. Ta nói xong về sau, cũng không quay đầu lại tiến ký túc xá. Trở lại ký túc xá về sau, ta tại trong ngăn tủ tìm được một tấm hình, sau đó lấy ra một chút tiền giấy cùng tam trụ hương, bởi vì ký túc xá bình thường thả những vật này không phải rất thuận tiện, cho nên ta giấu rất chết, Lý Văn Hòa Triệu Nghị cũng không biết, hiện tại lấy ra bọn hắn kinh ngạc trợn mắt hốc mồm. Lâm Nguyên ngươi làm gì? Hiện tại liền cho mình thượng hạng thơm không? Ai? Lại nói ngươi làm sao tại trong túc xá thả những cái này tế người chết đồ vật. Ngươi muốn làm gì? Lý Văn tò mò hỏi. Ta dựa vào, người hình trên tay là ai? Triệu Nghị bu lại, sau đó dùng mắt ngắm lấy ta hình trên tay, nhưng ảnh chụp mờ nhạt mà cũ nát, hắn nhìn mấy lần cũng chưa nhận ra được. Ta cũng không có tiếp tục quản bọn họ, cầm những vật này thẳng đến nhà vệ sinh. Chờ ta đi đến cửa nhà cầu thời điểm, Triệu Nghị mới đột nhiên hô một câu, ta dựa vào, nhớ tới. Cái này người trong hình là Lý Tiểu Long. Ta quay đầu hướng hắn ha ha nở nụ cười, biểu thị hắn đoán đúng. Tiến nhà vệ sinh về sau, ta đem cửa nhà cầu đóng chặt miễn cho kia hai tên tiểu tử tiến đến quấy rầy ta, sau đó đem Tiểu Long ca ảnh chụp dựng lên. Móc ra cái bật lửa, sau đó nhóm lửa trong tay tiền giấy, lại nói tiếp đem kia tam trụ hương cũng điểm. Ta cầm hương quỳ xuống, đối Tiểu Long ca ảnh chụp bái ba bái, dập đầu ba cái rồi nói ra. Ngượng ngùng Tiểu Long ca, hôm nay vì bản thân tư dục đưa ngươi mời lên thân, thực sự ngượng ngùng. Sau khi nói xong, ta lại dập đầu ba cái mới tiếp tục nói, Mao Sơn quỷ đạo từng có giới huấn, không thể dùng đạo pháp tự mình ẩu đả, nhưng hôm nay có quan hệ đệ tử mặt mũi, tục ngữ nói tốt, người tranh một khẩu khí, Phật tranh một nén hương, hôm nay mời Tiểu Long ca thành toàn, ở đây cảm ơn qua. Sau khi nói xong, ta cắn nát ngón tay, sau đó đem giọt máu tại Lý Tiểu Long trên tấm ảnh. Nhỏ máu thời điểm còn niệm một đoạn mời anh linh thân trên chú ngữ, đọc xong về sau, ta đem ảnh chụp đốt, sau đó lẫn vào một bát nước, ngay sau đó đem chén kia nước một hơi uống vào. Uống xong nước mấy giây sau,
đột nhiên một trận âm phong từ cửa sổ thổi vào, ta lập tức run lập cập. Lại mấy giây sau, ta cảm giác toàn thân khó chịu, giống như có đồ vật gì muốn hướng thân thể chui đồng dạng, sau đó sau khi, thân thể lại bắt đầu vỡ ra, đau đến ta đầu óc cũng bắt đầu run rẩy. Đại khái 3 phút về sau, thân thể bắt đầu không tầm thường biến hóa, ta cảm giác trong cơ thể của mình giống như có hai cái linh hồn, sau đó toàn thân đều tràn ngập lực lượng. Đột nhiên, ta khống chế không nổi đem mình áo cởi ra, sau đó hét lớn một tiếng, a lớn. Thanh âm kia vang vọng toàn bộ ký túc xá, tiếp lấy ta một chân giữ cửa đá ra một cái động lớn. Ngoá, lần này thật là Lý Tiểu Long thân trên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 1.